Đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 69 đến tập 72, vũ khí bí mật thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Dung đoán đã được một khoảng thời gian, nhưng tỷ lệ thành công lại vẫn kẹt ở 30% trên. Điều này lại như là một bình cảnh, ràng buộc hắn. Đoán tạo bắt đầu, đường vũ lân cấp tốc tiến vào bên trong trạng thái chuyên chú của mình. Mỗi một truy hạ xuống, đều mang theo tinh thần lực của hắn. Lúc trước ở phòng học tao ngộ những thứ kia, hắn thật sự không để ý sao nếu như thật sự không để ý, sẽ không nói ra những lời nói sau đó. Hắn dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu mà thôi. Trong lồng ngực kìm nén một hơi, hắn muốn hướng với các bạn học cùng lớp chứng minh mình có tư cách làm lớp trưởng. Lần này, có thể chiến thắng tổ đội năm người vũ ti đóa bọn họ hay không, đối với đường Vũ Lân mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể gõ cho năm người bọn họ tình ra, chính vị trí lớp trưởng của mình cũng không cần tiếp tục làm nữa. Người thế thế nào? Thầm dập ngồi trên chiếc ghế salon êm ái trong văn phòng, khép hai chân, trên mặt biểu lộ vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Vũ trường không vẫn mặt lạnh như trước, lúc trước các lão sư đối với chúng ta làm sao, dùng lại trên người bọn họ là được rồi. Sử lai khắc dạy học luôn luôn lấy tự do vi sưng, tuyệt không xóa bỏ thiên tính của hài tử. Ta chỉ có một chút ý kiến. Cái gì? thẩm dập tò mò hỏi. Vũ trường không nói, đối kháng như vậy, đối với đường Vũ Lân mà nói, áp lực còn chưa đủ lớn. Còn chưa đủ lớn, ngươi xem trọng đệ tử bảo bối của mình đến như thế ư? thầm dập một mặt kinh ngạc nàng đồng dạng cũng không coi trọng đường vũ lân thực lực năm người vũ ti đoá quá mạnh mẽ đặc biệt là vũ ti đoá có võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hổ đó là một tập thể không ai ngăn nổi đừng xem cổ nguyên lần trước thắng vũ ti đoá nhưng đó là do vũ ti đoá sau khi đánh lâu không kịp khôi phục nguyên khí cũng không dùng được võ hồn dung hợp kỹ vũ ti đoá ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối là đáng sợ huống chi còn có là quế tinh dương niệm hạ trịnh di nhiên từ du trình bốn người trong năm người đã có hai người tứ hoàn chuyện này trong lớp tân sinh kỳ trước của sử lai khắc học viện cũng đã là vô cùng hiếm thấy đối mặt đối thủ như vậy mà còn áp lực không đủ lớn sao vũ trường không nói diệp tinh lan không cần tham gia trận đấu nội bộ lớp lần này sau khi cùng năm thứ hai đấu đối kháng lại để cho con bé ra trận a à, người cũng quá ác đi chứ thầm dập trợn mắt ngoác mồm nhìn vũ trường không người không biết đường vũ lân tính cách hắn kiên cường ẩn nhẫn tuy rằng ta dạy hắn hơn ba năm nhưng ta cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, hắn thường thường có thể ở thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng không thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Tinh lan đến từ nội viện, bên trong bạn cùng lứa tuổi, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, có nàng gia nhập, đối với tiểu đội của Đường Vũ Lân mà nói, độ khó đã bị giảm đi rất nhiều. Đường Vũ Lân lại như cái lò xo, áp lực càng lớn, lực đàn hồi cũng sẽ càng lớn. Cực hạn của cổ nguyệt ta cũng không nhìn ra được. Tạ Giải cùng ngớ Tiểu Ngôn sau khi tiến vào học viện liền cảm nhận rõ ràng được nguy cơ gần đây điều phi thường nỗ lực bọn họ cần chính là sự tự tin bốn người bọn họ hơn nữa lại thêm từ lạp trí vừa vặn năm người năm đầu với năm rất thích hợp rất thích hợp vù hào quang rực rỡ bay lên như ánh ngọc lộng lẫy lóng lánh chấn động đúng chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung tâm tình của diệp tinh la lúc này nàng đối với đường vũ lân cũng không có hảo cảm gì ở trong mắt nàng đối với hắn vẫn còn chút tức giận chuyện ăn cơm lần kia nàng còn thù ra đây này thế nhưng sự bất khuất trong trận thi đấu sau đó của Đường Vũ Lân cũng làm nàng lưu lại ấn tượng vô cùng sâu. Lúc này Đường Vũ Lân thật sự có chút lật đổ nhận thức của nàng, dung đoán, đây chính là dung đoán, đoán tạo sư cấp 5 có thể hoàn thành dung đoán đều sẽ không quá nhiều, bởi vì đa số đều sẽ dồn tinh lực ở trên linh đoán tạo, chỉ có linh đoán thông thạo, sau khi tiến vào cấp độ đoán tạo sư cấp 6 mới sẽ bắt đầu học tập dung đoán tạo. Nhưng Đường Vũ Lân chính là ở trước mặt bọn họ hoàn thành đoán tạo khối ngọc ngân này trong toàn bộ quá trình đoán tạo loại nhịp điệu cùng cảm giác tiết tấu kia là lần đầu tiên diệp tinh lan cùng từ lạp chí nhìn thấy dường như cả người hắn trong quá trình đoán tạo đều dung nhập vào trong thế giới kim loại một đôi đoán tạo truy kia ở trong tay hắn bỗng nhiên linh xảo bỗng nhiên trầm trọng thiên đoán nhất phẩm dung đoán toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi không có nửa điểm cản trở ta kiểm tra mức độ hòa hợp một chút đường vũ lân lấy ra một thiết bị nho nhỏ món đồ này là chính hắn mượn từ đoán tạo sư hiệp hội của học viện để dùng nói là mượn dùng trên thực tế phong vô vũ đã vung tay lên cũng tương đương với cho hắn sử dụng trường kỳ máy móc kể sát ở mặt ngoài của ngọc ngân một vệt sáng đảo qua rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện một hàng số nhìn thấy con số này đường vũ lân ngẩn ngơ cổ nguyệt tiến đến bên cạnh hắn liếc mắt nhìn cũng ngây người đường vũ lân khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút thở dài rất thấp sao nhưng nhìn qua hẳn là dung đoán thành công 60% là ít từ lạp chí vừa nói cũng tiến tới gần nhưng khi hắn nhìn thấy con số trên màn ảnh, cũng trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. 95%, chuyện này là thật sao? Đây là phản ứng đầu tiên của từ lạp chí. Đúng, mức độ hòa hợp, 95%, đây là lần dung đoán thành công nhất của đường Vũ Lân từ trước tới nay. Diệp Tinh Lan cũng không bình tĩnh, lặng lặng lèn đến bên người đường Vũ Lân, rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy con số 95% này. Mức độ hòa hợp cao như thế ngươi còn ca thán cái gì? Diệp Tinh Lan không vui nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta thở dài là bởi vì ta dùng không được mà, nếu như vừa nãy đoán tạo tinh ngân là tốt rồi, một khối này đủ để hoàn thành một bộ phận của đấu khải. Người không dùng được vậy để ta dùng, Diệp Tinh Lan thành thật không khách khí, một trường vỗ vào trên ngọc ngân, nhẫn chữ vật trong tay ánh sáng lóe lên, liền đem khối ngọc ngân này thu vào bên trong. Người đúng thật là không khách khí, cổ nguyệt hử lạnh một tiếng. Diệp Tinh Lan lại như là không nghe thấy, sau này ta sẽ trả lại tiền vật liệu cho người. Ừm, tốt, khóe miệng đường vũ lân co giật một thoáng hắn đau lòng là 95% đấy mức độ hòa hợp này tương lai đủ để lại dung nhập thêm 7 loại kim loại tạo thành hợp kim từ 9 loại kim loại khác nhau 95% cùng 91% nhìn qua không kém bao nhiêu thế nhưng ở trong giới đoán tạo sư 95% hữu linh hợp kim được gọi là cơ sở của thần chi hợp kim hiện nay ở bên trong hữu linh hợp kim đã biết hữu linh hợp kim từ hai loại kim loại là cơ sở ba loại chính là tinh phẩm bốn loại là cực phẩm năm loại chính là thánh phẩm năm loại trở lên hữu linh hợp kim cực kỳ hy hữu hữu linh hợp kim do năm loại kim loại đoán tạo thành giá trị có thể cùng hồn đoán kim loại sánh ngang có thể thấy được giá trị hiện nay hợp kim đã biết có số lượng kim loại dung hợp nhiều nhất là 8 loại dung hợp càng là về mặt sau liền càng gian nan càng phức tạp mà hợp kim từ 9 loại kim loại dù đã có người thử nghiệm nhưng chưa từng có người thành công trong lịch sử loài người có 7 vị thần tượng cấp đoán tạo sư đã nói nếu như có thể hoàn thành đoán tạo hữu linh hợp kim của chín loại kim loại như vậy rất có thể sẽ xuất hiện thần chi hợp kim thần chi hợp kim rất có thể sẽ giúp cường giả cấp độ cực hạn đấu la tiến thêm một bước cực hạn đấu la tiến thêm một bước là gì trong truyền thuyết là thần có khả năng thành thần có thể tưởng tượng được hữu linh hợp kim có mức độ hòa hợp 95% quý giá đến bực nào tuy rằng khả năng tương lai đoán tạo ra thần chi hợp kim là nhỏ bé không đáng kể nhưng ít ra vẫn là có khả năng cũng vì khả năng này, hữu linh hợp kim mức độ hòa hợp 95% trở lên, giá trị đều cực kỳ đắt đỏ và cũng cực kỳ ít ỏi. Đoán tạo sư đoán tạo ra loại hợp kim này, có rất ít người sẽ đi bán đấu giá, bình thường đều giữ lại. Dung đoán không giống với những loại đoán tạo khác, vận may, cơ duyên đều chiếm một phần, coi như là thần tượng, cũng không thể bảo đảm mình có thể đoán tạo ra mức độ hòa hợp 95% trở lên, chỉ là mức độ hòa hợp bình quân cao hơn so với đoán tạo sư bình thường. Đường Vũ Lân cũng không biết rằng, Hắn vô hình trung lại sáng tạo ra một hạng lịch sử, trong lịch sử giới đoán tạo sư, hữu linh hợp kim 95% trở lên, đoán tạo sư cấp bậc thấp nhất có thể hoàn thành là cấp 6, mà hắn mới vừa bước chân vào cấp 5 không bao lâu. "Đừng tưởng rằng ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta là cơ giáp chế tạo sư cấp 5." Lời nói đột ngột của Diệp Tinh Lan khiến mấy người Đường Vũ Lân tất cả đều giật mình. "Cơ giáp chế tạo sư cấp 5?" Dù sao, trong hết thảy các phó nghiệp, cơ giáp thiết kế sư tiền kỳ khá dễ dàng thăng cấp. Bởi vì yêu cầu cơ bản của cơ giáp thiết kế là tinh thần lực cao, sau đó lại đến ngộ tính đầy đủ. Đạt được hai điểm này, căn bản trong vòng mấy năm liền có thể tiến vào cấp 3 trở lên. Cơ giáp chế tạo sư để thăng cấp so ra khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cơ giáp chế tạo cần phải không ngừng thực hành, quen tay hay việc, đồng thời cũng phải có đầy đủ ngộ tính. Muốn chế tác ra cơ giáp hay đấu khải thực sự, đầu tiên cần phải lý giải được thiết kế nữa. Nếu xem bản vẽ thiết kế mà còn không hiểu được, thì nói gì tới việc tiến hành chế tạo tốt đây. Diệp Tinh Lan hiện tại mới 13 tuổi, khẳng định vẫn chưa tới 14 tuổi, cùng bọn họ đều là bạn đồng niên mà đã đạt đến chế tạo sư cấp 5, có thể thấy được thiên phú của nàng ở phương diện này kinh người đến cỡ nào. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm, luận về đẳng cấp phó nghiệp, hai người bọn họ đều là thấp nhất. Lạp Chí cũng là duy tu sư cấp 4. Diệp Tinh Lan nói tiếp. Đường Vũ Lân gật đầu, nói, "Chuyện này quá tốt rồi, Cổ Nguyệt phụ trách thiết kế." các người trước tiên đem yêu cầu của mình nói với nàng một chút đấu khải của chúng ta tiếp đó sẽ dần dần chế tác từ giáp bàn tay và cẳng tay phải bắt đầu ta sẽ mau chóng giúp mọi người tinh luyện kim loại mức độ hòa hợp 95% trở lên là trường hợp hy hữu vận may đặc biệt tốt mới có thể xuất hiện nhưng ta chỉ ít bảo đảm hợp kim của chúng ta sử dụng sẽ có độ hòa hợp từ 90% trở lên tinh luyện một lần thành công hữu linh kim loại cơ bản đã đủ để chế tác giáp cẳng tay đương nhiên tiền đề là thời điểm chế tác không gặp thất bại một khi thất bại hữu linh kim loại tuy rằng sẽ không hỏng ngay nhưng phẩm chất cũng sẽ giảm xuống được diệp tinh lan gật đầu đáp ứng kỳ thực nội tâm của nàng không bình tĩnh như vẻ ngoài vậy cơ giáp chế tạo sư cấp 5 ở tại độ tuổi này của bọn hắn tuy khó gặp nhưng đoán tạo sư cấp 5 ở tuổi này có thể xuất hiện quả thực chính là không thể nào ở bên trong danh sách học viên của toàn bộ sử lai khác học viện cũng không có chỗ tốt nhất của bạn đồng niên chính là có thể cùng nhau trưởng thành khúc mắc trước đây theo quá trình đoán tạo và năng lực của đường vũ lân thể hiện ra kỳ thực đã dần phai nhạt trong ngòng nàng dù sao đã qua mấy năm mọi người đều đã lớn rồi sử lai khắc học viện nhìn qua bầu không khí học tập rất thoải mái nhưng những người thực sự hiểu rõ nơi này đều biết ở trong bầu không khí như vậy áp lực của bọn họ mới là to lớn nhất diệp tinh lan cùng từ lạp chí bị yêu cầu rời khỏi nội viện đến ngoại viện rèn luyện áp lực của bọn họ cũng vô cùng to lớn nếu như không thể ở trong khoảng thời gian này thu được thành tích nhất định tương lai có thể quay trở về nội viện hay không vẫn còn là một câu hỏi ngỏ mà trong đó việc thu được một bộ đấu khải cho mình là điều trọng yếu nhất còn có sự tình nào tốt hơn so với việc nắm giữ một vị đồng học có thể chế tác hữu linh hợp kim đây đường vũ lân tiếp tục việc đoán tạo của hắn hiện tại đối với hắn mà nói ưu thế lớn nhất chính là sau khi quen nhạc chính vũ không cần phải phát sầu vì nguồn cung kim loại nữa có đầy đủ kim loại hiếm để sử dụng hắn có thể đoán tạo thả ga hữu linh hợp kim mãi mãi luôn là sản phẩm khan hiếm ngoại trừ phẩm chất cao sẽ lưu cho mình cùng các bạn bè mức độ hòa hợp thấp hơn sẽ giữ lại bán lấy tiền hoặc là đổi lấy điểm cống hiến, một khác cũng không thể trì hoãn. Cổ Nguyệt cùng mấy người khác thảo luận phương án thiết kế đấu khải mong muốn của bọn họ, mọi người cùng nhau bận rộn, cùng nhau nỗ lực, bên trong toàn bộ đoán tạo thất đều tràn ngập đấu trí dâng trào. Tâm tình đường Vũ Lân chìm vào bên trong đoán tạo, dần dần bình tĩnh lại. Cảm giác bị ngũ đại thiên tài áp bức ở trong lớp lúc trước, thông qua từng nhát bố đập xuống mà được phát tiết ra bên ngoài. Hắn càng ngày càng hiểu rõ một chuyện, ở trên thế giới này, muốn thu được sự tôn trọng cùng sự tán thành của người khác cần phải có thực lực chỉ có khi mình đủ mạnh mới có thể nhận được nhiều sự tôn trọng hơn hắn không khỏi nhớ đến một câu nói phụ thân đã từng nhắn nhủ mình ở trên thế giới này người mình có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa vào cũng chỉ có chính mình mà thôi ỉ lại vào người khác đều sẽ có một ngày thất bại chỉ có không ngừng vươn lên tự lực cánh sinh mới có thể chân chính đứng thẳng ưỡn ngực ngạo thị quần luân có cỗ ngạo ý này ủng hộ trạng thái của đường vũ lân ngày hôm nay tốt đến kỳ lạ tỷ lệ thành công của dung đoán phi thường cao mãi cho đến lúc màn đêm buông xuống uể oải không thể tả hắn đã đoán tạo thành công 8 khối hữu linh hợp kim trong đó có một khối có mức độ hòa hợp đến 93%, chính là loại kim loại dành cho cổ nguyệt nguyên liệu cho bộ phận đấu khải đầu tiên của nàng đã hoàn thành bảy cái còn lại mức độ hòa hợp cũng đều nằm ở khoảng 70%, 80% cũng là tương đối khá đường vũ lân đem những hữu linh kim loại này thu hồi lại lưu lại để dùng về sau hắn hiện đang không có nhu cầu tiêu tiền phong ấn kim long vương tầng thứ bốn cũng không thể xung kích ngay vào hiện tại mà tài nguyên mãi mãi cũng sẽ không mất giá giữ lại những hữu linh hợp kim này sẽ có lúc cần dùng đến a à, đường vũ lân trợn mắt ngoác mồm nhìn thầm dập ở trước mặt trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng lại tại sao vậy thẩm lão sư tại sao không cho diệp tinh lan tham gia cuộc thi đấu nội bộ của lớp mình lần này đường vũ lân vội vàng hỏi thời điểm thẩm dập vừa nói cho hắn tin tức này cả người hắn cũng không vui đối kháng ngũ đại thiên tài của thiếu niên thiên tài bảng hắn vốn là có áp lực rất lớn từ thực lực của diệp tinh lan năm đó liền có thể nhìn ra ba năm qua đi nàng coi như không có tứ hoàn thực lực hẳn là cũng sẽ không có cách biệt quá nhiều hơn nữa diệp tinh lan có năng lực thực chiến mạnh phi thường loại kỹ xảo kia cùng khống chế lực của nàng lưu lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc hắn vốn là hy vọng cùng diệp tinh lan cổ nguyệt ba người là chủ lực phối hợp gắng gượng chống đỡ u minh bạch hổ của vũ tỳ đoá hiện tại không cho diệp tinh lan dự thi với thực lực của năm người còn lại của bọn họ có thể thắng vũ tỳ đoá năm người chênh lệch thực lực này hiện hơi có chút lớn đừng hỏi ta tại sao không có lý do gì cả phần tổ chế tác cơ giáp mới của các người ta phê chuẩn tiền đề là diệp tinh lan không tham dự lần tranh tài này người trở lại chuẩn bị cẩn thận đi thời gian không còn nhiều trong toàn bộ quá trình đi học ban ngày đường vũ lân vẫn luôn cao mày ngày hôm nay thời điểm khi hắn đi tới lớp bầu không khí cũng đã rõ ràng có chút không đúng tuyệt đại đa số bạn học đều hết sức duy trì khoảng cách cùng với bọn họ bọn họ hoàn toàn bị cô lập không có bạn học nào xem trọng tổ này của bọn họ dù cho là dưới tình huống có diệp tinh lan cũng vẫn là như thế vốn là thêm vào diệp tinh lan đường vũ lân vẫn còn có chút nắm chắc dưới sự phụ trợ của từ lạp chí sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên trên diện rộng nhưng mà hiện tại không có tinh thần kiếm của diệp tinh lan phối hợp bọn họ còn cơ hội không đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập sử lai khắc học viện hắn không chăm chú nghe giảng thi đấu nội bộ phải cố gắng lên nha lớp trưởng nếu mà không thành công người vẫn còn đoán tạo nha đoán tạo vẫn cần người đại biểu lớp chúng ta tan học là quế tinh cười tùm tìm từ trước mặt đường vũ lân đi qua dương niệm hạ đi theo sát phía sau lời nói ý vị sâu xa nói đoán tạo ủy viên kỳ thực thích hợp với ngươi hơn đừng quá miễn cưỡng cái gì gọi là miễn cưỡng nên nói là không biết tự lượng sức mình trịnh di nhiên vẫn cay nghiệt như trước không thèm quay đầu lại đã đi rồi vũ ti đoá từ trước mặt đường vũ lân đi ngang qua không nói gì cuối cùng là từ du trình hai mắt hắn híp lại ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú đường vũ lân ngươi nhìn cái gì vậy mau nhanh cút đi cổ nguyệt rốt cục không nhịn được vỗ mạnh một cái lên bàn từ du trình lạnh lùng nhìn nào một cái hướng về đường vũ lân duỗi ra ngón tay cái sau đó xoay chậm chậm bàn tay ngón cái hướng xuống dưới ngươi cổ nguyệt mới vừa muốn nổi giận lại bị đường vũ lân kéo lại sau đó hắn nghiêm túc nhìn từ du trình nói khi nào lên đài thi đấu sẽ thấy ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng vừa đi trong lớp ngay lập tức đã có đến hơn một nửa số người đứng lên tất cả đều rời đi rồi tạ giải cúi đầu nhưng song quyền của hắn đã từ lâu nắm chặt chợt đứng lên đi ra ngoài hứa tiểu ngôn sắc mặt cũng có chút khó coi nhìn về phía đường vũ lân đường vũ lân ánh mắt bình tĩnh đứng dậy mang theo mọi người nhanh chân rời đi Diệp Tinh Lan đã từ nơi đường Vũ Lân biết được sự tình nàng không thể tham gia thi đấu, vẻ mặt vẫn như trước lãnh băng lăng. Tinh Lan tỷ, chuyện này, học viện là tình huống thế nào vậy trời? Từ lạp trí thấp giọng hướng về Diệp Tinh Lan hỏi. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, nói, người đây còn không nhìn ra được sao? Học viện rất coi trọng đường Vũ Lân. A, à, cái này mà gọi là coi trọng, từ lạp trí há hốc mồm nói rằng. Đúng, chính là coi trọng, Diệp Tinh Lan không chút do so dự nói. Sau đó, nàng cũng đứng lên, theo đường vũ lân rời đi làm sao mới có thể thắng được mấy chữ này trước sau cứ quanh quẩn trong đầu đường vũ lân lần đấu nội bộ này đối với hắn mà nói chính là một lần nguy cơ lớn lao nếu như không thể vượt qua địa vị của hắn ở trong lớp chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh thậm chí ngay cả các bạn của hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng liên đới rất to lớn hắn đã không còn đường thối lui từ khi bắt đầu tu luyện tới nay đây vẫn là vấn đề phiền toái nhất hắn từng gặp phải tạ giày nhảy vào ký túc xá công đọc sinh không về phòng mình mà lại chạy thẳng đến phòng của nguyên ân dạ huy ầm um, ầm um, ầm um, hắn có chút dùng sức gõ lên cửa phòng của nguyên ân dạ huy làm cái miệng gì thế cửa phòng vừa mở nhìn thấy hắn nguyên ân dạ huy nhất thời sầm mặt lại nhưng rất nhanh trong mắt của nàng liền lóe qua một tiên nghi hoặc tình huống lúc này của tạ giải nhìn qua có chút không tốt lắm con mắt hơi đỏ lên song quyển nắm quá chặt cả người đều là một loại trạng thái căng thẳng cầu xin ngươi giúp ta một việc tạ giải lui về phía sau một bước hướng về nguyên ân dạ huy bái một cái nguyên ân dạ huy né ra một bên không nhận lễ của hắn trước tiên nói là có chuyện gì đi tạ giải hít sâu một hơi trầm giọng nói xin ngươi hãy cùng ta chiến đấu ta muốn trở nên mạnh hơn ngươi bị cái gì kích thích vậy nguyên ân dạ huy không hiểu hỏi tạ giải lần thứ hai hướng về nàng cúc cung xin ngươi giúp ta có thể không nguyên ân dạ huy cau mày nhìn hắn nàng có thể cảm giác được tạ giải ở trước mặt mình lại như là một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát vậy được nguyên ân dạ huy gật đầu tạ giải ngần người hít sâu một hơi tự đáy lòng hướng về nàng nói cảm tạ chúng ta đi luận bàn lôi đi hết thảy chi phí đều tính cho ta đương nhiên nguyên ân dạ huy thản nhiên nói đoán tạo thất đường vũ lân diệp tinh lan trước mặt đường vũ lân ngồi ở trên đoán tạo đài hầu như đang trầm tư không nói ngươi có phải là nhu trí không đường vũ lân ngẩng đầu lên kiên định mà mạnh mẽ hướng về nàng lắc lắc đầu lúc ban đầu ta tu luyện, chỉ là võ hồn lam ngân thảo, tiên thiên hồn lực của ta chỉ có cấp 3, gia đình ta điều kiện phổ thông, trong nhà không có tiền để ủng hộ ta tu luyện. Ta 6 tuổi bắt đầu học tập đoán tạo thuật, dùng hai tay của chính mình từ từ tích góp được đủ tiền để mua một cái thập niên hồn linh. Nhưng người của truyền linh tháp nói cho ta, tiền của ta chỉ có thể mua một cái hồn linh ngẫu nhiên, ta không có lựa chọn nào khác, ta rút chúng kim ngữ, khi đó, nó bị truyền linh tháp nói là phế hồn linh, tất cả mọi người cũng không coi trọng ta thậm chí ngay cả cha mẹ đều khuyên bảo ta để ta đi theo con đường đoán tạo ta trời sinh khí lực lớn tựa hồ là làm một tên đoán tạo sư phổ thông thích hợp hơn với ta một nụ cười nhàn nhạt từ trên mặt đường vũ lân nổi lên hắn nhảy xuống đoán tạo đài khi đó ta vẫn luôn tiếp tục kiên trì hắn không hề nói tiếp nhưng mỗi người đều hiểu ý của hắn xuất thân bình thường như vậy đường vũ lân từng bước một đi tới cuối cùng trở thành lớp trưởng của năm nhất sử lai khắc ngoại viện cần có nghị lực cùng chấp nhất đến mức nào cuộc tranh tài trước mặt tuy rằng phải đối mặt với khó khăn lớn lao nhưng có thể cùng thời điểm lúc trước khi hắn biết mình là võ hồn lam ngân thảo so sánh được sao có thể cùng thời điểm ban đầu hắn nắm giữ phế hồn linh so sánh được sao khi đó hắn đều có thể từng bước từng bước đi tới hiện tại làm sao có khả năng không chịu đựng được đây được ta giúp ngươi bản thiết kế món đấu khải thứ nhất cổ nguyệt làm cho ngươi đã rất hoàn thiện ta cần một khối tinh ngân diệp tinh lan trầm giọng nói rằng đường vũ lần ánh mắt sáng lên tinh ngân lẽ nào ngươi có thể làm kịp? Thời gian đấu đối kháng với năm 2 đã định, một tuần lễ sau, mà thi đấu nội, bộ lớp thì lại tiến hành vào 3 ngày sau. Chỉ có thời gian 3 ngày, lẽ nào nàng có thể chế tác kịp một món đấu khải? Hữu linh hợp kim cố nhiên có thể tăng cường rất lớn cho đấu khải, giúp nhất tự đấu khải có được sự phát triển trong tương lai, nhưng độ khó để chế tác cũng lớn hơn rất nhiều so với chế tác đấu khải phổ thông. Thử xem, Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, ta lấy của ngươi một khối thần quỹ trúc, trả lại ngươi phần này ân tình được đường vũ lân sảng khoái đáp ứng một tiếng ta hiện tại liền bắt đầu đoán tạo tinh ngân tách 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 đúng vào lúc này hồn đạo bộ đàm của đường vũ lân vang lên đường vũ lân vừa nhìn thấy tên vội vàng bắt máy lão sư âm thanh phong vô vũ từ trong điện thoại truyền đến đến chỗ ta lời ít mà ý nhiều còn lập tức tới ngay đường vũ lân hướng về các bạn bè nói phong lão tìm ta ta phải đi trước một chuyến lập tức trở về lão sư đi tới phòng làm việc của phong vô vũ đường vũ lân cung kính hướng về phong vô vũ hành lễ phong vô vũ trầm giọng nói sự tình lớp các người ta đã nghe nói qua trước lớp trưởng này của ngươi ngươi làm không ra sao dạ vâng còn có chút không hợp cách đường vũ lân cười khổ nói hắn không hề giải thích tình hình cũng đã rõ ràng giải thích có ích lợi gì đối mặt với vấn đề chỉ có thể tìm cách giải quyết vấn đề mới là lựa chọn hợp lý nhất phong vô vũ hử lạnh một tiếng thi đấu còn nắm chắc không có đường vũ lân không chút do so dự nói rằng phong vô vũ sửng sốt một chút trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn hắn nói ta nghe nói mấy tên tiểu tử khởi xướng công kích với ngươi lần này thực lực không yếu ngươi chắc chắn hai con mắt đường vũ lân đột nhiên trở nên trở nên sáng ngời không có cũng phải có một câu nói có vẻ không lưu loát này nhưng trong nháy mắt đã thể hiện ra niềm tin tất thắng của hắn được vượt khó tiến lên qua cửa ải này sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với ngươi cái này cho ngươi vừa nói phong vô vũ khoát tay một khối kim loại lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bay về phía đường vũ lân đường vũ lân vội vàng giơ tay tiếp nhận tinh ngân hắn hầu như là bật thốt lên đây là một kim loại toàn thân màu bạc mặt trên có điểm điểm kim quang tinh xảo kim loại màu bạc tỏa ra một vầng sáng màu kim ngân nhàn nhạt, nhạt phi thường kỳ dị chính là kim ngân của dung đoán kim loại tuy rằng không hề kiểm tra nhưng đường vũ lân chỉ cần nắm chặt nó và cảm nhận hắn có thể khẳng định đây là một khối tinh ngân phẩm chất phi thường cao chỉ ít cũng là 90% trở lên. Lão sư. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn hướng về Phong Vô Vũ. Phong Vô Vũ nói, 99% tác phẩm lúc xưa của ta, giữ lại cũng vô dụng, tặng cho ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn người, trong lòng nhất thời trở nên nóng bỏng hơn. Hắn vẫn luôn biết, lão sư thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc, lập dị, nhưng trên thực tế đối với mình vẫn luôn vô cùng quan ái. Lão sư, con không thể nhận, đường Vũ Lân đi lên trước, đem khối tinh ngân, thần quỹ chúc cấp bậc này, Đặt ở trên bàn. Phong Vô Vũ trên mặt toát ra vẻ tươi cười, tiểu tử ngươi không phải luôn luôn rất tham tài sao, làm sao lần này lại khách khí với ta như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp bỏ túi chứ. Đường Vũ Lân có chút lúng túng nói, thì ra hình tượng của con trong lòng thầy lại là như vậy. Vậy còn có thể là hình tượng gì? Được rồi, nhận lấy đi, đừng giả bộ, Phong Vô Vũ cười nói. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nhưng cũng kiên quyết lắc lắc đầu, lão sư, ngài nói đúng con đúng là rất tham tài, hết cách rồi, từ nhỏ đã cùng cực, nhưng mà khối tinh ngân này thực sự con không thể nhận, không phải là vì con ngại, con cùng với thầy còn gì để mà ngại ngùng chứ, nhưng mà bởi vì, con là một đoán tạo sư. Phong vô vũ sững sờ, nhưng ngay lập tức đã hiểu được ý của hắn, gật gật đầu, rất tốt, tâm không loạn, hiện tại ta tin tưởng ngươi đúng là có lòng tin, nói xong, hắn khoát tay, đem khối thần quỹ trúc tinh ngân lấy lại, thu vào bên, trong nhẫn chữ vật của mình muốn chế tác ra đấu khải đỉnh cao tự thân phải dung nhập vào trong quá trình chế tác đồng thời ít nhất phải chủ trì một phần của chế tác đấu khải đoán tạo thiết kế chế tác suy tu đều là một phần trong đó ý tứ vừa nãy của đường vũ lân là đang nói hắn là một tên đoán tạo sư muốn chế tác ra đấu khải thích hợp với bản thân nhất như vậy ít nhất ở trên phương diện đoán tạo phải tự thân làm mới được bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh YouTube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Lão sư, kỳ thực, con đang chuẩn bị dung đoán tinh ngân đây. Bộ phận đấu khải đầu tiên của con, giáp bàn tay cùng cẳng tay, đã thiết kế ra được. Cần dung đoán tinh ngân phẩm chất cao để chế tác. Ngài xem, nếu nơi này ngài có thiên tinh thiết phẩm chất cao, có phải là nên trợ giúp đồ đệ của ngài một chút? Con cũng không cần nhiều, chỉ cần thêm thiên tinh thiết có giá trị và phẩm chất ngang với khối tinh ngân vừa nãy của ngài là được cút đi phong vô vũ suýt chút nữa một cước đem tên tiểu tử thúi này đạp ra ngoài vừa muốn khen hắn vài câu hắn liền được một bước lại tiến một bước đường vũ lân cười hì hì lão sư con biết là thầy có mà có đúng hay không ở trong toàn bộ giới đoán tạo con phòng chừng cũng không có mấy vị đoán tạo sư có thể thu gom được phong phú như ngài đối với đồ đệ mà thầy còn nỡ khách khí sao mau cho con đi mà ai khách khí với ngươi phong vô vũ bị đường vũ lân làm cho vui vẻ cuối cùng hắn vẫn lấy ra mấy khối thiên tinh thiết vứt lại trên bàn đoán tạo chỉ nhiêu đây thôi không có thêm đâu mau nhanh cầm đi đừng ở chỗ này làm ta tức giận phong vô vũ phất phất tay như phủi rồi vậy đường vũ lân cười hắc hắc nói lão sư khi nào ngài dạy cho con tam loại dung đoán vậy ạ phong vô vũ liếc hắn một cái chưa học đi đã muốn học chạy chờ lúc nào ngươi có thể chế tạo ra được một khối thần cơ kim trúc hơn nữa học được 10 loại nhị loại dung đoán trở lên thông thạo linh đoán sau khi đạt được ba loại điều kiện này lại nói tới chuyện học tam loại dung đoán. À, vậy con còn kém xa lắm. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, cúi đầu liền đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm tự nhủ. Ba điều kiện đến hiện tại mới hoàn thành một cái, phòng trừng ít nhất phải mất một năm nữa mới có thể hoàn thành được hai cái còn lại. Hai. Người chờ một chút, phong vô vũ thính cỡ nào, làm sao lại không nghe được lời của hắn. Lão sư, còn có chuyện gì sao? Đường Vũ Lân bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Người nói ba điều kiện ngươi đã hoàn thành một cái ngươi hoàn thành cái nào không thể nào phong vô vũ trong lòng thầm nghĩ ba điều kiện này tuyệt đối là hà khắc coi như là chính mình cũng chỉ có thể đợi đạt đến đoán tạo sư cấp 6 mới có thể hoàn thành đưa ra ba điều kiện này vốn là vì muốn cố ý làm khó đường vũ lân bên trong ba điều kiện này dù sao hoàn thành 10 loại nhị loại dung đoán cùng thông thạo linh đoán cũng còn dễ dàng một chút chỉ cần thời gian tích lũy liền có thể hoàn thành dù sao hiện tại đường vũ lân đã có thể linh đoán cùng dung đoán nhưng mà hắn vừa mới học dung đoán có mấy ngày mà thôi linh đoán vẫn chưa hề thử qua thêm dựa vào cái gì nói mình đã hoàn thành một thử thách trong số đó về thần cơ kim trúc phong vô vũ căn bản cũng không hề cân nhắc qua coi như là đoán tạo sư cấp 6, cũng phải có vận may tuyệt hảo mới có một khả năng cực kỳ nhỏ nhoi rèn đúc ra được đoán tạo sư cấp bậc thánh tượng đoán tạo nhị loại thần cơ kim trúc còn phải nhờ vận may chớ nói chi là hắn một tên đoán tạo sư cấp 5, lại còn vừa tiến vào cấp 5 không lâu đường vũ lân cười hì hì không hề hé răng. Phong vô vũ giơ tay liền gõ hắn một cái một lỗ đầu, cười cái gì mà cười, dám khoác lác với lão phu, ta liền đánh ngươi. Nói đi, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi hoàn thành cái nào, chẳng lẽ nói. Ngươi lén lén lút lút cùng tên tiểu tử mộ thần kia đi học mười loại nhị loại dung đoán, hay là nói ngươi lại lén lút tự mình luyện tập linh đoán, trong thời gian ngắn như vậy, đây căn bản là không thể. Tại sao không thể là thần cơ kim trúc được, đường vũ lân bất đắc dĩ nói. Phong vô vũ bĩu môi, khinh thường nói ngươi nằm mơ à đừng nói nhảm nữa tỉnh lại cho lão phu đi vừa nãy gõ ngươi có đau hay không đường vũ lân oan đức nói đương nhiên đau lão sư nếu không hai ta đánh cược đi nếu như con đoán tạo ra được thần cơ kim trúc phong vô vũ trừng mắt lên chế tạo ra thần cơ kim trúc thì thế nào chẳng lẽ nói ngươi còn muốn gõ lại lão phu một cái hay sao lão sư ngài không nên ý lớn hiếp bé như vậy gõ ngài đương nhiên con không dám nếu như con thắng Ngài chuyển cho con 20.000 điểm cống hiến là được rồi. Vụ đánh nhau lần trước, con bị giáo đạo xử phạt, điểm cống hiến vẫn còn chưa trả nổi đây. Mỗi ngày hiện tại con đều vội vàng tu luyện và cùng ngày học tập đoán tạo, nào có tinh lực đi kiếm điểm cống hiến được. Vạn nhất nếu như học viện, bởi vì con không nộp đủ tiền phạt, mà đem khai trừ mất thì làm sao bây giờ? Nhìn cái vẻ mặt ủy ủy khuất khuất của hắn, lại còn bèm bèm giả giả đến mức không thể giả hơn được nữa. Phong vô vũ muốn phỉ cười, nhưng vẫn cố làm nghiêm mặt, ngươi giải bài này đi ngươi cứ dung đoán thành công liên tục lại đem bán đi hai mươi điểm cống hiến cũng sẽ không quá lao lực hơn nữa ngươi là đồ đệ của ta học viện ai dám khai trừ ngươi lão sư ngài nếu như không dám đánh cược vậy thôi con đi tìm sư tổ đánh cược vậy đường vũ lân nói xong liền muốn đi ra ngoài ngươi đợi đó ai nói ta không dám ngươi tiểu tử thúi này lẽ nào ngươi cho rằng chọc thế lão già kia so với ta lớn gan hơn sao cá thì cá còn thần cơ kim trúc ngươi đoán tạo một cái cho ta xem bất quá nếu như người đoán tạo không ra thì làm sao bây giờ? Dám cùng lão phu dùng phép khích tướng, hừ hừ. À mà thôi, vẫn đúng là hữu hiệu. Đường Vũ Lân cười hì hì, đâm lao theo lao, nói, lão sư, thua ngài cái gì cũng được hết á, ngài nói đi. Phong vô vũ suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi thua rồi, trong tương lai ba tháng tới, dung đoán thành phẩm hết thảy đều quy cho lão phu, đây tuyệt đối là giờ công phu sư tử ngoạm, dựa theo tỷ lệ dung đoán thành công của đường Vũ Lân hiện tại, ba tháng thành phẩm tuyệt đối không chỉ là 20.000 điểm công hiến. Thành giao, đường Vũ Lân lại không chút do dự, đã sảng khoái đáp ứng rồi. Hí hí hí. Sự tình tất thắng, tiền đặt cửa của đối phương là cái gì cũng mặc kệ. Coi như phong vô vũ ngu ngốc đến mấy, vào lúc này cũng nghe ra có mùi thum thùm gì đó rồi, tiểu tử nhà ngươi thật sự đoán tạo ra thần cơ kim trúc. Ngài đi theo con, đường vũ lân đắc ý nở nụ cười, xoay người đi ra phía ngoài. Phong vô vũ một mặt không tin theo Đường Vũ Lân đi tới đoán tạo thất của hắn. Cổ Nguyệt, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn đều ở đây, vẫn đang thương thảo đấu khải thiết kế của bọn họ. Nhìn thấy Đường Vũ Lân dẫn theo Phong vô vũ đi vào, cả bọn vội vàng đứng dậy hành lễ. Làm sao? Phong vô vũ còn mắt đảo một vòng, hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân hướng về Diệp Tinh Lan nói: Làm phiền ngươi lấy khối ngọc ngân này cho Phong lão nhìn, xin mời lão nhân ra người giúp đỡ giám định một chút. Diệp Tinh Lan nhìn hắn lại nhìn một chút Phong Vô Vũ, rồi mới từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc ngân. Khi Phong Vô Vũ đầu tiên nhìn thấy khối ngọc ngân này, con người lại co rụt lại một hồi, khoát tay, đem khối ngọc ngân chộp vào trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt nhìn kỹ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bạch quang lượn lờ, vầng sáng như ẩn như hiện, ngọc ngân tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Mãi một lát sau, Phong Vô Vũ đem ngọc ngân một lần nữa đưa cho Diệp Tinh Lan, hướng về Đường Vũ Lân nói, "Là hơi thở của ngươi." là thần cơ kim trúc nói xong hắn xoay người liền đi ra ngoài từ đầu tới cuối mặt vẫn luôn không hề có cảm xúc lão sư ngài xem đường vũ lân vội vàng đuổi theo phong vô vũ liếc hắn một cái trở về sẽ chuyển khoản cho ngươi nói xong hắn liền đẩy cánh cửa lớn đoán tạo thất của đường vũ lân đi ra ngoài đường vũ lân dùng sức vung hai cánh tay lên làm ra một động tác thắng lợi ngươi làm gì thế cổ nguyệt nghi ngờ hỏi đường vũ lân cười hì hì không có gì chỉ là cùng lão sư đánh cược mà thôi. Tiểu cực di tình, yên tâm, yên tâm. Phong vô vũ rời khỏi đoán tạo thất của Đường Vũ Lân, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên phong phú hơn, một mặt ảo não tự nhủ, tên tiểu tử thối này, càng lúc càng thối. Một vệt ý cười lại theo đó nổi lên. bất quá, loại thối này nên làm càng nhiều càng tốt. Tiểu tử, ngươi lại mang đến cho lão phu thêm một phần kinh hỉ. Ba ngày sau, Sử Lai khắc học viện ngoại viện, lớp năm nhất để giúp phô bày ra thực lực chân thực của các người, ta cùng vũ lão sư đã hướng về học viện xin lần này trong cuộc thi đấu nội bộ của lớp sẽ dùng phương thức thực chiến tại luận bàn lôi mà tiến hành. xuất phát thầm dập nhìn một lượt các học sinh trong phòng học bình tĩnh tuyên bố. nghe nàng vừa nói như thế, học viên cả lớp đều hơi sửng sốt một chút, không phải hẳn là nên ở trong không gian giả lập tiến hành đấu nội bộ sao? phòng ngừa tình trạng xuất hiện thương tích hoặc thậm chí là khả năng bị trọng thương. vậy tại sao lại còn thực chiến? thực chiến là chiến đấu chân chính bầu không khí trong lớp có vẻ rất vi diệu đường vũ lân ngồi ở hàng thứ nhất là đối tượng chú ý của tất cả mọi người hắn là lớp trường là đại biểu của cả lớp năm nhất thế nhưng ở ngay đây ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng lại liên thủ hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến thắng bại của cuộc khiêu chiến này sẽ quyết định người nắm quyền của lớp năm nhất này trong tương lai đối với học viện mà nói đây chỉ là một hồi đấu nội bộ nhưng đối với những học viên năm nhất như đường vũ lân cùng ngũ đại thành viên của thiếu niên thiên tài bảng mà nói chuyện này rất có khả năng là một bước chuyển hoạt trọng yếu trong cuộc đời của bọn họ đường vũ lân ngồi ở chỗ đó mặt trước sau không hề có cảm xúc có vẻ vô cùng bình tĩnh cổ nguyệt ở bên cạnh hắn cũng vậy tựa hồ đối với trận đối kháng gian nan sắp tới cũng đều không hề để ý lạc quế tinh vẫn như trước mặt mỉm cười cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt nhưng ánh mắt vẫn biến hóa không ngừng cùng vũ ti đoá bên cạnh câu thông cái gì dương niệm hạ có vẻ lười biếng từ du trình một mặt âm trầm Vẻ mặt này của hắn cùng với Lạc Quế Tinh từ khi nhập học đến giờ, rõ ràng là hoàn toàn tương phản, trong ánh mắt Trịnh Di Nhiên lại là nhuệ khí bức người, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên người Đường Vũ Lân, cũng giống như võ hồn của nàng vậy, bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt sống người ta. Xuất phát. Toàn thể đứng lên, Đường Vũ Lân hô, hắn hiện tại vẫn là lớp trưởng. Toàn bộ 103 tên học sinh đều đứng lên, dựa theo trình tự nối đuôi nhau đi ra khỏi lớp. Vẻ mặt những học viên khác đại thể đều là phấn khởi bọn họ đều rất chờ mong một hồi long tranh hồ đấu này đối với bọn họ mà nói song phương ai thua ai thắng cũng không hề liên quan quá nhiều trận đấu nội bộ này với trận so đấu giành vị trí lớp trưởng không giống nhau cuộc đấu giành vị trí lớp trưởng còn có thể sử dụng một ít kỹ xảo để lần tránh cường địch nhưng lần này lại là chính diện giao phong dựa vào chỉ có thể là thực lực ai có thể dựa vào thực lực bản thân chiến thắng đối thủ ai mới có thể chân chính đại biểu cho lớp năm nhất bọn họ diệp tinh lan đi ở phía sau cùng của toàn bộ đội ngũ sắc mặt của nàng có chút trắng xám khác thường thậm chí cần có từ lạp chí bên cạnh thoáng giúp đỡ mới có thể ổn định nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng phấn khởi đôi môi mím chặt tinh lan tỉ hay là ngươi đừng đi ta sẽ xin nghỉ với lão sư giúp ngươi từ lạp chí lo lắng thấp giọng nói diệp tinh lan quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt sáng quắc nói tiểu bàn tử đừng làm đệ tử nội viện chúng ta mất mặt từ lạp chí ngẩn ngơ lời này của nàng dường như là nói về hắn nhưng cũng đồng dạng là tự nhắc nhở bản thân mình từ lạp chí cười cười, được rồi. Luận bàn lôi, phương tiện được sử dụng với tần suất cao nhất tại sử lai khắc học viện. Thường ngày, chỉ cần tiêu hao điểm cống hiến là có thể sử dụng nơi này để tiến hành so đấu. Luận bàn lôi, chỗ tốt lớn nhất là có thể ngăn cản năng lượng bên trong tiết ra ngoài. Đồng thời, luận bàn lôi còn được trị liệu hệ hồn sư thất hoàn trở lên của học viện ở đây quản chế. Bất cứ lúc nào cũng có thể trị liệu người bị thương, làm hết sức giám hộ sự an toàn của bọn họ. Thời điểm khi các học viên năm nhất đi đến luận bàn lôi, họ nhìn thấy trên võ đài có một người đang đứng. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, nhìn qua sạch sẽ thanh lịch, lại tràn ngập hơi thở sự sống. Tướng mạo cực đẹp, dùng nhan tú lệ, mái tóc dài màu xanh lục rối tung ở phía sau. Vóc người thon dài, khuôn mặt nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, tinh hoa nội liễm, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Nhìn thấy nàng, thẩm dập cùng vũ trường không bước nhanh về phía trước, đồng thời kho mình hành lễ. Miện hạ, không nhiều lễ nghi như vậy, mau đứng lên nữ tử mỉm cười nói đường vũ lân đi ở phía trước nhất của tốp học sinh năm nhất nghe được thẩm dập cùng vũ trường không xưng hô đối với cô gái kia như vậy không khỏi chấn động trong lòng miện hạ xưng hô này chỉ có thể dùng trên người phong hào đấu la nói cách khác vị đại mỹ nhân nhìn quá bất quá chỉ 30 tuổi này dĩ nhiên lại là một vị cường giả cấp độ phong hào đấu la hơn nữa hắn thấy rõ ràng với sự lãnh ngạo của vũ lão sư nhưng khi đối mặt vị này trong ánh mắt lại tràn đầy sự tôn kính không có nửa điểm qua loa có thể thấy được vị trước mắt này huy vọng cao bao nhiêu. Sử lai like khắc học viện đến tột cùng là có bao nhiêu vị phong hào đấu la đây. Giới thiệu với mọi người, thánh linh đấu la miện hạ, vũ trường không lạnh lùng nói, kính chào miện hạ. lấy đường vũ lân dẫn đầu, hết thảy học viên năm nhất đồng thời kho mình hành lễ. Thánh linh đấu la, phong hào này nghe thật sự là uy phong. Thánh linh đấu la khẽ mỉm cười, luận bàn lồi lấy mục đích luận bàn là chính, nhưng cũng phải làm hết sức phát huy ra được năng lực bản thân kích phát được tiềm năng của chính mình. Được rồi, nơi này giao cho các ngươi. Thân thể của nàng không mang theo bất kỳ khói lửa bụi trần, phiêu đãng bay lên, rồi lại hạ xuống trên vị trí tọa khán cao cấp của luận bàn lôi. Vũ trường không chuyển hướng sang đám các học viên, trầm giọng nói, lần thi đấu nội bộ lớp này căn cứ trên nguyên tắc công khai, công bằng, công chính. Hiện nay cả lớp chia làm 17 tổ, lát nữa sẽ dùng phương thức rút thăm để tiến hành tỉ thí. Thi đấu theo thể loại loại trực tiếp, ngày hôm nay sẽ chọn ra tổ mạnh nhất, 4 ngày sau sẽ đại biểu lớp chúng ta tiến hành thi đấu giao lưu với lớp năm thứ hai. Giao lưu cấp phó nghiệp sẽ dành cho các thành viên ban cán sự lớp đại diện, hiện tại bắt đầu rút thăm. Vòng thứ nhất, Luân Không, đội của đường Vũ Lân. Tổng cộng 17 tổ đội, vòng thứ nhất tất nhiên có một tổ Luân Không, trùng hợp lại chính là tổ của đường Vũ Lân bọn họ. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi dưới đài, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, các đồng đội của hắn cũng đều ngồi ở bên cạnh hắn, bao gồm cả Diệp Tinh Lan trong đó tất cả sáu người tựa hồ đều đang trong trạng thái minh tưởng vậy. Sử lai khắc học viện không hổ danh là sử lai khắc học viện, tuy rằng chỉ là thi đấu tiểu tổ với nhau, nhưng rất nhanh đã va chạm này lừa. Sự đặc sắc của mỗi một chàng thi đấu đều lộ ra, mỗi người đều có điểm hay riêng. Sau khi thi đấu bắt đầu, mọi người mới minh bạch, vị thánh linh đấu la ở trên sân kia, chính là trọng tài của cuộc thi đấu ngày hôm nay. Không sai, chính là trọng tài. Mỗi khi thắng bại đã định, hoặc là thời điểm có người có nguy cơ bị trọng thương, vị này đều sẽ xuất thủ. Hơn nữa, lại là cách không ra tay. Từng đạo ánh sáng dịu dịu sẽ đúng lúc rơi vào trong sân, kết thúc thi đấu hoặc là cứu viện người bị thương. Làm mọi người chấn động chính là vị thánh linh đấu la này có khả năng chữa trị thực sự là quá mạnh. Thời điểm vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, hết thảy những người bị thương trong trận đấu, thường thế dĩ nhiên tất cả đều khôi phục. Tám cuộc tranh tài vòng thứ nhất, mất hơn một giờ mới kết thúc, tổ năm người bọn là Quế Tinh, Vũ Ti Đoá Ung Dung thu được kết quả thắng lợi. Nói đúng hơn, đối thủ của bọn họ trực tiếp đầu hàng tuy rằng không hề luân không nhưng vòng này đối với họ mà nói thì cũng không khác gì luân không cả rút thăm vòng thứ hai lần này tới phiên tổ của lạc quế tinh luân không vẻ mặt của các học sinh khác đều trở nên quái lạ hơn đây thật sự là công bằng công chính sao hai tổ được chú ý nhất lại trước sau luân không hiển nhiên là không có ý tứ định chạm mặt ở những lượt thi đấu trước yêu cầu của thi đấu ít nhất năm người dự thi đường vũ lân cổ nguyệt tạ giải hứa tiểu ngôn từ lạp chí đứng lên đi lên đài thi đấu trận đầu của vòng thứ hai chính là bọn họ tham dự tình huống của đối thủ bọn họ có chút thảm vòng thứ nhất tuy rằng chiến thắng đối thủ nhưng bởi vì thực lực xê xích không nhiều kết quả thắng thảm sức chiến đấu của họ rõ ràng giảm xuống rất nhiều đường vũ lân sử dụng quần khống lại thêm cường công tạ giải thì đào đào quanh khu vực ngoại vi cổ nguyệt phụ trợ quần khống một hồi thi đấu này đồng dạng cũng không tiêu hao bao nhiêu ung dung giành thắng lợi thời gian của vòng thi đấu thứ hai chỉ bằng một nửa vòng thi đấu thứ nhất chín đội còn lại năm năm đội cuối cùng tiến vào thi đấu vòng thứ ba chúng ta bỏ cuộc chúng ta cũng bỏ cuộc bỏ cuộc rút thăm vòng thứ ba còn chưa bắt đầu ba tiểu tổ còn lại cũng đã dồn dập biểu thị bỏ cuộc không phải là vì bọn họ không tự tin chí ít đối mặt với tổ của đường vũ lân đại đa số bọn họ vẫn cho rằng mình có sức liều mạng thế nhưng loại cục diện trước mắt này bọn họ không muốn cùng ngũ đại thiếu niên thiên tài bằng là địch bọn họ đều hiểu rất rõ mục tiêu của năm người lạc quế tinh chính là muốn dẫm đạp đường vũ lân để chức lớp trưởng này của hắn không làm tiếp được đã như vậy cứ để bọn hắn tự đối mặt là được rồi vạn nhất lỡ đánh bại bọn đường vũ lân mất tiêu có lẽ sẽ làm phật lòng năm người kia lạc quế tinh đã sớm bán tiếng bọn họ muốn đích thân chiến thắng đường vũ lân chiến thắng một cách đầy nghiền ép và thô bạo sau khi bọn họ toàn bộ đều tuyên bố bỏ cuộc ngay cả thánh linh đấu la cũng đầy hứng thú ngẩng đầu lên nhìn về phía hai tiểu đội cuối cùng nàng làm sao lại không cảm giác được loại không khí biến hóa kia cho được. Được, đã như vậy, trận cuối cùng của cuộc thi đấu nội bộ, đường Vũ Lân tiểu đội, đánh với, là Quế Tinh tiểu đội, Vũ Trường không bình tĩnh tuyên bố. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Vũ Trường không hai mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy, trong mắt lão sư là sự cổ vũ, đó là một ánh mắt đầy lạnh lùng, nhưng cũng rất ấm áp. Vũ Trường không cũng đồng dạng nhìn thấy ánh mắt đường Vũ Lân, đó là ánh sáng chấp nhất, là niềm tin kiên định song phương 10 người, đối đuôi nhau lên đài. Đường Vũ Lân đứng ở trước nhất của đội ngũ, tiểu đội của Lạc Quế Tinh đứng trước nhất, chính là Kim Hùng Dương Niệm Hạ. Khi Dương Niệm Hạ ngừng đầu lên, hai mắt cùng hắn nhìn nhau, đột nhiên cơ linh linh dùng mình một cái. Trận đấu nội bộ cuối cùng của lớp 5 nhất sử lai khác ngoại viện sắp bắt đầu, ai đạt được thắng lợi, sẽ đại biểu cho lớp tham gia giao lưu với lớp 5-2. Điều này đại biểu cho vinh quang, cũng đại biểu cho áp lực. Nếu như nói, giấc mơ của mỗi một hồn sư đều là tiến vào sử lai like khắc học viện như vậy giấc mơ của các hồn sư thuộc ngoại viện chính là có thể tiến vào nội viện muốn gia nhập nội viện nói nghe thì dễ nhưng chỉ có không ngừng rèn luyện phát triển bản thân thậm chí phải cần có một chút may mắn nhất định mới có cơ hội trúng tuyển khi dương niệm hạ nhìn thấy ánh mắt phía đối diện của đường vũ lân hắn chỉ cảm thấy cả người trong chớp mắt chịu đà kích mãnh liệt không như hắn tưởng tượng ánh mắt đó không chứa sự thấp thỏm nôn nóng lên dây cót tinh thần, mà là rừng rực chiến ý. Đúng vậy, ánh mắt Đường Vũ Lân lúc trước còn cực kỳ bình tĩnh, và lúc này đã bừng cháy, rừng rực hỏa diễm, cả người hắn lại như là một đám lửa, toàn thân đều toát lên một thứ uy áp như muốn lấn lướt những người khác. Không chỉ là Dương Niệm Hạ cảm thấy chấn động, bốn người còn lại của ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng cũng đều tràn ngập kinh ngạc, bọn họ không hiểu được Đường Vũ Lân dựa vào điều gì mà lại tự tin đến như vậy, lẽ nào hắn cho rằng với thực lực của năm người bọn họ lại có thể chiến thắng được phe mình sao đối với năm người đường vũ lân bọn họ cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua ngoại trừ tình huống của từ lạp chí vừa mới gia nhập không rõ ra bốn người còn lại bọn họ đều đã thu thập thông tin đầy đủ đường vũ lân thực lực đúng là không tệ nhưng sự hạn chế cũng không nhỏ võ hồn của bản thân không mạnh là nhược điểm chí mạng của hắn hắn vừa mới đạt đến tu vi tam hoàn dựa vào sức mạnh huyết thống có chút kỳ dị mới có thể miễn cưỡng có thể đứng cùng một cấp bậc với bọn họ cổ nguyệt rất mạnh đã từng chiến thắng vũ ti đoá tuy nhiên lúc đó là do vũ ti đoá không cách nào sử dụng được u minh bạch hổ nàng là đối thủ mà bọn họ coi trọng nhất thế nhưng phe của đường vũ lân đáng được coi trọng cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ mà thôi tạ Giải là mẫn công hệ hồn sư trong mắt những thiếu niên thiên tài như bọn họ thực lực của hắn bất quá cũng chỉ thường thường mà thôi trình độ trung thượng của tạ dài so với bọn họ thực sự là quá kém còn hứa tiểu ngôn bọn họ phân tích qua cô nương này có năng lực nắm bắt thời cơ không tệ nhưng nhìn kiểu gì thì cũng vẫn không đủ tư cách gia nhập sử lai khắc học viện chẳng qua là may mắn cùng đường vũ lân và cổ nguyệt đồng thời hết sức giúp đỡ nên cuối cùng mới có thể dùng tu vi nhị hoàn vượt qua cuộc thi khảo hạch thành công về thư lạp chí bọn họ có hỏi thăm được một chút đây là một tên phụ trợ hệ khí hồn sư căn bản không có sức chiến đấu không biết tại sao các lão sư lại không cho cô nàng tên là diệp tinh lan kia dự thi có vẻ như nàng ta còn có chút thực lực loại đối thủ yếu ớt vô danh như vậy dưới cái nhìn của bọn họ dù như thế nào thì bọn đường vũ lân cũng không có bất cứ cơ hội nào có lẽ giờ phút này đấu trí mà đường vũ lân biểu hiện ra bên ngoài cũng chỉ là để che giấu sự sợ hãi bên trong của hắn mà thôi lẽ nào hắn thật sự cho rằng bọn họ còn có cơ hội chiến thắng chỉ riêng mỗi mình u minh bạch hổ của vũ ti Đóa là đã đủ để lụng nguyên đội của bọn họ rồi song phương chuẩn bị năm nhịp đếm ngược thanh ngâm lành lạnh của vũ trường không vang lên khiến cho ánh mắt năm người dương niệm hạ từ trong kinh ngạc chuyển thành tập trung hơn. Có đấu trí thì đã làm sao? Trước thực lực tuyệt đối, đấu trí căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ đều là thành viên thiếu niên thiên tài bảng, Vũ Ti Đoá còn thuộc top 10, nàng chính là thiên tài hiếm thấy, chỉ mới 13 tuổi đã có thể tiến vào hàng ngũ 10 siêu cấp thiên tài hàng đầu. Bên trong danh sách thiếu niên thiên tài bảng cũng không có một ai bằng tuổi nàng mà đã có thể tiến vào hàng ngũ này. Tứ hoàn tu vi, song sinh võ hồn, dù cho là ở nội viện của sử lai khác học viện cũng đồng dạng vô cùng sáng trói tương lai nàng nhất định có thể tiến vào nội viện năm người bọn họ trong lòng ai mà không tràn ngập sự kiêu ngạo nhưng mà vào thời điểm vừa mới đậu vào học viện cuộc đời đang còn lâng lâng trong một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp họ đã ăn phải một ám côn với thực lực của năm người bọn họ đều không thể ngồi lên được vị trí lớp trưởng đây cũng là mồi dẫn lửa của cuộc chiến ngày hôm nay vâng và chủ nhân của cây côn ấy chính là anh ấy đường vũ lân đường vũ lân thực lực không tệ nhưng ở trong mắt bọn họ còn không bằng cổ nguyệt coi như là cổ nguyệt bởi vì vấn đề tu vi cũng không thể viễn siêu toàn bộ năm người bọn họ được nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa là quế tinh thôi đoán tạo mới là năng lực mạnh nhất của đường vũ lân hắn năm người cơ bản đều cho là như thế ban đầu không xảy ra bạo loạn cũng là bởi vì bọn họ ưng ý với năng lực đoán tạo của đường vũ lân giữ gìn quan hệ tốt với một đoán tạo sư thiên tài là điều nên làm nhưng sau đó là quế tinh vũ ti Đóa phát sinh xung đột cùng với ý tưởng của đường vũ lân dưới cái nhìn của bọn họ ý tưởng của đường vũ lân quá mức liều lĩnh mà trình độ đoán tạo của dương niệm hạ tuy rằng không bằng đường vũ lân nhưng đối với giai đoạn hiện nay của bọn họ mà nói cũng đã đủ xài rồi dưới tình huống như vậy là quế tinh xe chỉ luồn kim mới tạo ra được chiến dịch cô lập đường vũ lân lần này việc tu luyện tại sử lai khác học viện không tiến nát lùi mà đối với năm người đã sớm tiến vào thiếu niên thiên tài bảng như bọn họ mà nói chỉ có thể tiến, không thể lùi. 5, 4, 3, 2, 1, vũ trường không đếm ngược. Song phương 10 người đồng thời làm ra phản ứng, dưới chân đường vũ lân, ba vòng hồn hoàn màu tím đồng thời bay lên. Từng cây lam, ngân thảo chen trúc mọc ra, trong nháy mắt phong tỏa trước người hắn, đồng thời che chắn cho tất cả các đồng đội ở phía sau. Sau lưng hắn, cổ nguyệt, tạ dài, từ lạp trí, hứa tiểu ngôn bốn người cũng đồng dạng phóng thích võ hồn của bọn họ từng cái từng cái hồn hoàn ánh sáng lấp lánh, bọn học sinh dưới đài quan chiến để ý tới số lượng hồn hoàn của hứa tiểu ngôn không còn là hai cái mà là ba cái, đã có thêm một cái hồn hoàn màu tím, mà năm người dương niệm hạ ở chính diện lại không nhìn thấy được điểm này, làm ngân thảo của đường vũ lân rất khéo léo đã che lại ánh sáng hồn hoàn của hứa tiểu ngôn. từ một chi tiết nhỏ như thế có thể nhìn ra, đối với cuộc tranh tài này, đường vũ lân bọn họ đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. đương nhiên, không một ai cho rằng sự chuẩn bị tỉ mỉ có thể đem lại trợ giúp gì đối với một trận chiến đã có kết quả quá rõ ràng như thế này. Năm người Dương Niệm Hạ cũng đồng dạng phóng thích hồn hoàn của bọn họ. Khi trên người Vũ Ti Đóa cùng từ du trình xuất hiện bốn hồn hoàn, coi như là thánh linh đấu la đang quan chiến cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Tứ hoàn ở trước mặt nàng đương nhiên không tính là gì, nhưng mà, 13 tuổi đã là tứ hoàn, cũng thực sự là quá phi thường. Dù cho là thiên hạ đệ nhất học viện, sử lai khắc học viện, cũng tương tự rất hiếm thấy bắt đầu nương theo tiếng quát to của vũ trường không trận đấu quyết định tổ đội mạnh nhất của lớp năm nhất đã bắt đầu Dương niệm hạ chuyển mình ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên bành trướng ám kim hùng võ hồn bạo phát thân thể hắn trong nháy mắt biến cao đến hơn 2 mét toàn thân phủ trong bộ lông màu vàng sậm nhanh chân xung kích về phía đường vũ lân ở chính diện thân hình là quế tinh lóe lên ẩn sau lưng dương niệm hạ vũ ti đoá lại từ mặt bên đột nhiên ra tốc chỉ một cái lắc người đã từ mặt bên vượt qua dương niệm hạ nhanh như một tia chớp phóng thẳng đến đoàn đội của đường vũ lân tốc độ của nàng không thể nghi ngờ là nhanh nhất trong số 10 người ở đây tránh khỏi đường vũ lân ở chính diện mục tiêu của nàng chỉ một chính là cổ nguyệt người đã từng đánh bại nàng toàn thân trịnh di nhiên lập lòe hào quang màu xanh lục nhạt tốc độ của nàng không tính là rất nhanh nhưng chỗ đi qua trên mặt đất đều bay lên từng tầng từng tầng sương mù xanh lục sương mù tràn ngập ngưng tụ không tan chậm rãi bao trùm về phía trước tốc độ từ du trình chỉ đứng sau vũ ti đoá hắn từ một hướng khác đi vòng qua cùng vũ ti đoá hình thành cục diện hai cánh cùng vỗ vũ ti đoá là cường công mẫn công song hệ chiến hồn sư còn hắn lại là mẫn công hệ thuần túy tốc độ so với vũ ti đoá cũng chỉ chậm hơn một tẹo mà thôi Dương niệm hạ chính diện sung kích là quế tinh tọa trấn trung ương vũ ti đoá từ du trình hai cánh hai bên trịnh di nhiên đánh lan muốn nuốt sống địch thủ năm người trong lúc đó một điểm không hề xa lạ phối hợp với nhau có vẻ cực kỳ an ý. Những ngày qua bọn họ cũng không hề nhàn rỗi, năm người vẫn luôn luyện tập phối hợp. Đương nhiên, mục đích luyện tập cũng không phải là để chiến thắng đội đường Vũ Lân, bởi vì bọn họ căn bản cũng không hề đem mấy người đường Vũ Lân đặt ở trong mắt. Mục tiêu thực sự của bọn họ là muốn chiến thắng một tốc cường giả năm thứ hai. Cấp độ học viên của Sử Lai khác học viện vô cùng rõ ràng, kém một lớp, còn kém 2 đến 3 tuổi, vì lẽ đó về mặt thực lực vốn chênh lệch cũng không nhỏ bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ viết liền không giấu nhé tình huống lớp dưới có thể chiến thắng lớp trên rất hiếm khi xuất hiện mà khóa này không thể nghi ngờ là lớp năm nhất có nhiều hy vọng nhất bọn họ tự nhủ chỉ cần phối hợp tốt nhất định sẽ có cơ hội đánh bại lớp năm hai tạo thành điểm nhấn tăng cường cơ hội cho mình trong tương lai tiến vào nội viện trên mặt các học viên năm nhất dưới đài cũng đã toát lên một tầng hào quang hưng phấn. Chuyện này quả thật là tuyệt sát, ở trong mắt bọn họ, có thể ngăn cản Vũ Ti Đóa, Dương Niệm Hạ, Từ Du Trình, cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt mới có khả năng này, nhưng hai đấu với ba, bọn họ căn bản là không thể cầm cự được. Một khi những thành viên khác xuất hiện tổn thương, cuộc tranh tài này sẽ kết thúc trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Đối mặt với cục diện gian nan như vậy, Đường Vũ Lân lại không hề sợ hãi hắn hầu như tương tự dương niệm hạ nhanh chân tiến lên phóng thẳng đến đối phương cùng lúc đó ở dưới chân hắn làm ngân thảo cấp tốc tản ra nằm dày đặc ở xung quanh đệ tam hồn hoàn trên người đường vũ lân đột nhiên sáng lóng lánh lên sau đó mọi người liền nhìn thấy hết thảy lam ngân thảo của hắn trong khoảnh khắc đều đã biến thành màu vàng nhạt đồng thời lặng yên không một tiếng động tràn xuống đất đệ tam hồn kỹ vũ ti đoá bọn họ đều chưa từng thấy đệ tam hồn kỹ của đường vũ lân bọn họ cũng đều biết đây là hắn mới thu được gần đây đối với sự vật chưa biết mọi người theo bản năng đều có một ít cảnh giác bọn họ cũng không ngoại lệ bước chân của hai người đều thoáng chậm lại mấy phần mới xuất hiện đã dùng ngay đệ tam hồn kỹ hắn không sợ hồn lực tiêu hao hay sao cùng lúc đó sau lưng đường vũ lân cổ nguyệt bắt đầu chuyển động hai tay nàng ở trước người tạo thành một thủ ấn kỳ dị hai tay ngón cái kết lại bốn ngón tay trái dựng thẳng lên trên bốn ngón tay phải chỉ thẳng xuống dưới nhất thời nguyên tố ba động xung quanh cơ thể nàng liền trở nên cường thịnh hơn đó là từng đạo từng đạo bạch quang cường thịnh mang theo cực hàn khí tức những bạch quang này cấp tốc tăng lên ngưng tụ hóa thành một viên băng chùy hướng về hai bên bán ra chặn lại vũ ti đoá cùng từ du trình đang lao đến trong mắt vũ ti đoá chợt lóe sáng thân thể đột nhiên gia tốc ở trong nháy mắt đó tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên tới đỉnh điểm đệ tam hồn kỹ của đường vũ lân nhà ngươi thì đã làm sao là một người tài cao gan lớn nàng căn bản cũng không thèm lưu ý trước cuộc tranh tài này bọn họ đã phân tích qua thực lực của cổ nguyệt rất mạnh có thể trưởng khống nhiều loại nguyên tố muốn ung dung thắng lợi đầu tiên phải giải quyết được cổ nguyệt không có cổ nguyệt phụ trợ đừng vũ lân một người căn bản không tính là cái thá gì năng lực của cổ nguyệt nếu trì hoãn thời gian càng dài bạo phát sẽ càng đáng sợ hơn vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu đã chuẩn bị toàn lực đánh tan cổ nguyệt u minh đột thứ tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội tăng cường lực công kích tăng cường lực phòng ngự vật lý tuy rằng chỉ là đệ nhất hồn kỹ nhưng được dùng trong tay vũ ti đoá thường thường sẽ giúp nàng giành chiến thắng vì có kỳ hiệu bất ngờ một bên khác từ du trình cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tàn ảnh liên tiếp tốc độ trong chớp mắt cũng tương tự tăng lên dữ dội đồng thời ám ma liêm đao to lớn trong tay vung lên vác lên vai mặt ngoài liêm đao lấp lánh hào quang màu tím than từng viên băng chùy trước xung kích mãnh liệt của bọn hắn liên tục bị hồn lực dồn dập đánh tan căn bản là không đủ để thương tổn được bọn họ trong lúc đó đã thấy bọn họ từ hai bên cánh cắt sâu vào trận hình của đội đường vũ lân hơn nữa mục tiêu của bọn chúng đều là cổ nguyệt bọn họ đây là ngạnh kháng đệ tam hồn kỹ của đường vũ lân dù chịu đấm ăn xôi cũng phải đem cổ nguyệt đánh tan đúng lúc này tạ giải vẫn đứng ở phía sau xuất động thân thể của hắn hơi lắc một cái người cũng đã hướng ngang lao ra tay cầm quang long chùy mục tiêu hắn nhắm vào chính là bất tử từ du trình cổ nguyệt khi tạ giải phát động công kích cũng đồng thời lần thứ hai phóng thích năng lực ba cái hồn hoàn trên người nàng đã đồng thời sáng lên nguyên tố thủy triều nguyên tố trưởng khống nguyên tố dung hợp tam đại hồn kỹ giúp khả năng khống chế đối với nguyên tố của nàng tăng lên tới cực hạn một đạo cường quang đột nhiên từ trên tay nàng lóng lánh trực tiếp rơi vào trên người từ du trình thân thể từ du trình đang nhanh chóng đột tiến bỗng nhiên chấn động hào quang màu tím than đã tràn ngập trên người dưới thánh quang kia chiếu rọi xuống tốc độ rõ ràng đã yếu bớt đi đồng thời khí tức tự thân cũng chịu một sự áp chế với trình độ tương đương nếu như nhạc chính vũ ở đây nhất định sẽ giật mình phát hiện thánh quang của nguyệt triển khai có hiệu quả tuyệt diệu giống như đệ nhất hồn kỹ của hắn triển khai tuy rằng không mạnh như thánh quang của hắn nhưng cũng bằng khoảng 7, 8 phần ám ma liêm đao của từ du trình không thể nghi ngờ là thuộc tính bóng tối quang minh khắc chế hắc ám một đạo thánh quang này tuy rằng không tính là mạnh nhưng để áp chế hắn một thoáng vẫn có thể làm được tạ giải vừa lúc đó đã đến nơi không thể nghi ngờ đội đường Vũ Lân là muốn dùng tạ giải mạnh bạo thì từ du trình. Nhưng còn một bên khác, Vũ Tỳ Đóa cũng đã sắp đến trước mặt cổ nguyệt, cận chiến, không có đầy đủ thời gian để dung hợp nhiều loại nguyên tố, cổ nguyệt còn dựa vào cái gì để ngăn cản sự công kích của nàng đây. Đường Vũ Lân tựa hồ đã hoàn toàn mặc kệ đồng đội của mình, bước nhanh về phía Dương Niệm Hạ, hắn đột nhiên nhảy lên, hữu quyền toàn lực đánh ra, nhắm thẳng đến ngực của Dương Niệm Hạ. Dương Niệm Hạ cười hì hì, dừng bước lại, tay phải nắm lại, tương tự là một quyền vung ra hắn đối với sức mạnh của mình là vô cùng tự tin mặc dù biết sức mạnh của đường vũ lân cũng là không tầm thường nhưng ở phương diện này hắn thực sự không tin đường vũ lân có thể chiến thắng được mình đường vũ lân hiếu quyền kim lân bao trùm trong nháy mắt đã biến thành kim long trào hai con mắt của hắn cũng đồng dạng đã biến thành màu vàng đấm thẳng về phía nắm đấm của đối phương không khí rõ ràng có mấy phần vạn vẹo hít dương niệm hạ hít sâu một hơi hào quang vàng sợ mặt ngoài nắm đấm lấp lánh nhiệm vụ của hắn rất đơn giản quân lấy đường vũ lân như vậy là đủ rồi chờ đồng bọn giải quyết được những người khác trong đội đường vũ lân cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc dương niệm hạ luôn luôn tâm tư kín đáo hắn không có chút ý định mạo hiểm vì lẽ đó cú đấm toàn bộ là để bảo hộ bản thân không tham công bảo vệ mình trước là được rồi thế nhưng cũng đúng lúc này ngay khi hắn chuẩn bị nghênh tiếp đòn đánh của đường vũ lân trước mắt hắn đột nhiên hoa lên đường vũ lân đã biến mất không còn tăm hơi đúng vậy chính là biến mất không còn tăm hơi quả đấm màu vàng sậm kia của dương niệm hạ trực tiếp oanh kích vào chỗ trống khiến cho không khí phát sinh tiếng khí bạo liên tiếp nhưng lại là đánh vào khoảng không loại cảm giác dùng sai lực khiến hắn suýt nữa thổ huyết vũ ti Đóa lợi trào bắn ra u minh đầu thứ trong nháy mắt hóa thành u minh bạch trào từ bốn phương tám hướng hướng đánh úp về phía cổ nguyệt đồng thời cảnh giác đệ tam hồn kỹ của đường vũ lân trên mặt đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào lạc quế tinh nói vũ ti đoá từ du trình các ngươi vừa bắt đầu hãy dùng công kích từ hai cánh để tiêu diệt cổ nguyệt cổ nguyệt có không gian hệ năng lực nếu trong quá trình đang công kích nàng lựa chọn sử dụng năng lực không gian hệ để trốn tránh như vậy các ngươi liền lập tức công kích những người còn lại với thực lực của các ngươi có thể ung dung giải quyết những người khác loại bỏ đi vây cánh của đường vũ lân cùng cổ nguyệt như vậy bất luận cổ nguyệt truyền tống tới chỗ nào chúng ta đều tất thắng không thể nghi ngờ lạc quế tinh trịnh di nhiên ngươi cùng với ta hai chúng ta phối hợp coi như cổ nguyệt có truyền tống đến chúng ta bên này chúng ta hai đối một nàng cũng không có nhiều cơ hội nếu như nàng không truyền tống mà lại gắng gượng chống đỡ vũ ti đoá cơ hội báo thù của ngươi đã đến khoảng cách đã rất gần rồi vũ ti đoá có thể thấy rõ được vẻ mặt của cổ nguyệt không hề kinh ngạc hay hoảng loạn như trong tưởng tượng hoặc là kiểu ngoài mạnh trong yếu có chăng chỉ là sự bình tĩnh cùng tự tin nàng dựa vào cái gì chống đối công kích cận chiến của ta nguyên tố không chế của nàng căn bản là không kịp đối mặt với một cường giả như vũ ti đoá chỉ một loại nguyên tố công kích căn bản không đủ để chiến thắng nàng mà đa hệ nguyên tố xung hợp cần có thời gian theo vũ ti đoá hiện tại biện pháp duy nhất của cổ nguyệt chính là dùng không gian truyền tống thoát ly dư quang trong khoái mắt nàng thậm chí đã nhắm vào vị trí của hứa tiểu ngôn cùng từ lạp chí không gian truyền tống đúng ở trên người cổ nguyệt nàng đúng là nhìn thấy màu bạc đại biểu cho không gian hệ nhưng sau màu bạc thứ tiếp theo xuất hiện lại là một vệt màu vàng một màu vàng cường hãn nắm đấm kiên cố được bao phủ trong kim lân màu vàng hung hãn xuất hiện ở trước mặt vũ ti đóa không hề phô trương cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào chỉ là đơn giản như vậy trực tiếp thậm chí là có chút thô bạo một quyền đấm thẳng sức mạnh khổng lồ phá không khiến cho vũ ti đóa rõ ràng cảm giác được trước mặt truyền đến một áp lực thật lớn tốc độ của nàng quá nhanh hiện tại muốn biến chiêu cũng đã không kịp oanh bạch trảo thu lại thân hình vũ ti đóa bật ngược ra trên không trung lảo đảo một thoáng cố gắng gượng khống chế thân thể bất ổn của mình. Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện, vừa vặn che ở trước người Cổ Nguyệt. Đúng vậy, kỹ năng không gian hệ của Cổ Nguyệt đúng là đem Đường Vũ Lân đang đối chọi chính diện với Dương Niệm Hạ, truyền tống ngược lại. Xa xa, trong mắt là Quế Tinh lóe lên ánh bạc, muốn làm gì, nhưng Trung Quy vẫn là nhịn xuống, đồng thời vẻ mặt của hắn cũng có chút quái dị. Năng lực Cổ Nguyệt sử dụng chính là kỹ năng không gian hồi quy hắn am hiểu nhất, đệ tam hồn kỹ, đem đồng bọn của mình truyền tống ngược về bên người chính là dựa vào hồn kỹ mạnh mẽ này mới giúp hắn có thể bước lên được thiếu niên thiên tài bảng hồn kỹ này cũng có sự hạn chế chính là ở thời điểm truyền tống người được truyền tống không thể kháng cự nhất định phải cam tâm tình nguyện mới có thể được truyền tống về bên cạnh hắn không nghi ngờ chút nào cổ nguyệt đã sử dụng hồn kỹ vô cùng tương tự với hắn hiệu quả truyền tống cũng là tương tự đây không thể nghi ngờ là một cái bẫy là quế tinh đã thấy từng đạo từng đạo kim quang trên mặt đất bay lên đệ tam hồn kỹ của đường vũ lân vẫn ẩn nhẫn mãi tận lúc này mới phát động hắn đây là muốn liên thủ với cổ nguyệt để đối phó với vũ ti đoá hắn cũng đồng dạng có thể dùng không gian hồi quy đem vũ ti đoá truyền tống ngược lại nhưng vấn đề là không gian hồi quy hồn kỹ này hắn không cách nào liên tục sử dụng một khi dùng để truyền tống vũ ti đoá từ du trình ở một bên khác sẽ trong nháy mắt rơi vào sự vây công của năm người đường vũ lân bởi vì có sự lo lắng như vậy hắn mới không phát động hồn kỹ ngay lập tức lựa chọn tin tưởng vào thực lực cá nhân của vũ ti đoá Vũ Ti Đoá hiện tại chính là trạng thái toàn thịnh, coi như là đơn độc đối mặt với đường Vũ Lân lại thêm cổ nguyệt, hẳn là cũng có thể kiên trì được một quãng thời gian mới đúng. Mà một bên khác, chỉ cần từ du trình đánh tan tạ giải, nhanh chóng cùng Vũ Ti Đoá phối hợp, hai đối với hai, hơn nữa còn có dương niệm hạ, mình và Trịnh Di Nhiên chạy tới, thắng bại vẫn như trước sẽ không có gì bất ngờ. Làm đầu não của đoàn đội, Lạc Quế Tinh trong nháy mắt cũng đã hoàn thành những tính toán, được cho là chính xác này. Tạ Giải đối đầu Từ Du Trình vốn đang chịu ảnh hưởng của Cổ Nguyệt Thánh Quang, tốc độ của Từ Du Trình chậm lại một nhịp, nên không thể đuổi kịp cùng Vũ Ti đoá đánh tới Cổ Nguyệt, đã bị Tạ Giải từ bên trong chặn lại. Từ Du Trình căn bản không đem Tạ Giải đặt ở trong mắt, ám ma liêm đao trong tay xuất hiện, hào quang màu tím thẫm lóe sáng, ám ma liêm đao đã hóa thành một mảnh nhận ảnh, đem Tạ Giải bao phủ ở bên trong. Tạ Giải căn bản không phải là mục tiêu của hắn, trước đem Tạ Giải đánh bay, sau sẽ giải quyết Cổ Nguyệt. Thế nhưng, Tình huống khiến cho hắn bất ngờ phát sinh. Đối mặt với ám ma liêm đao của hắn, thân hình của Tạ Giải lắc một cái, cả người đột nhiên quỷ mị lay động, chính là quỷ ảnh mê tung bộ, cùng lúc đó, kim quang từ quang long chủy chiếu rọi, một đạo quang long nhận khẽ chém ra, lách qua khe hở của ám ma liêm đao, chém về phía Từ Du Trình. Từ Du Trình khẽ cau mày, ám ma liêm đao trong tay đánh thẳng xuống phía dưới, thân thể đồng dạng trở nên hư huyễn đi, khác với quỷ ảnh mê tung bộ của Tạ Giải, thứ hắn dựa vào chính là tốc độ tuyệt đối thân thể nhanh chóng lấp lóe mỗi một lần lấp lóe ám ma liêm đao trong tay đều điều chỉnh góc độ không chỉ chặn lại quang long chửi dễ như ăn cháo đồng thời từng đạo lưỡi đao ám tử sắc chẳng chịt khắp nơi chém ra đan dệt thành một tấm lưới lớn úp thẳng về phía thân thể tạ dài đừng xem thường hồn hoàn của từ du trình đều là bách nhiên nhưng tu vi của hắn lại là tứ hoàn đó lúc này hồn lực toàn diện phóng thích chỉ riêng gợn sóng hồn lực đã đủ áp chế ba động không khí xung quanh do đó ảnh hưởng đến tốc độ của tạ dài đối mặt với tình huống như vậy biện pháp tốt nhất cho tạ giải chính là lùi về sau nhưng phía sau lại là cổ nguyệt cùng đường vũ lân vừa truyền tống tới cách đó không xa hắn hiện tại không thể lùi đường vũ lân vũ ti đoá cùng từ du trình có tốc độ kinh người bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tập kích chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất khiến chúng ta giảm quân số từ đó đặt cơ sở vững chắc cho một chiến thắng chúng ta muốn thắng lợi đầu tiên phải ngăn chờ được một người trong đó lại lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại người còn lại vũ ti đoá mạnh nhất u minh bạch hổ của nàng là uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta nàng giao cho ta ta liên thủ với cổ nguyệt sẽ có cơ hội trong tình huống đó là quế tinh không thể từ bỏ từ du trình để đem vũ ti đoá truyền tống đi thế nhưng ngăn trở từ du trình cũng là một vấn đề lớn không kém mà chúng ta phải đối mặt tạ giải tiểu ngôn hai người các ngươi liên thủ có thể chặn hắn được bao lâu tạ giải một mình ta là đủ rồi ta nhất định có thể ngăn cản được hắn nhất định có thể quang long bão táp kim quang mãnh liệt dưới sự dẫn động của quang long chuyển hóa thành bão táp hướng về ám ma liêm đao của từ du trình cứng đối cứng rất nhiều người đều nhíu mày bao gồm cả vũ trường không tam hoàn cùng tứ hoàn lựa chọn cứng đối cứng lại là dưới tình huống đối chọi với loại công kích mà đối phương am hiểu nhất đây là không sáng suốt cỡ nào cơ chứ tu vi chênh lệch đã là dấu hiệu của việc không có bất kỳ cơ hội nào tạ dài từ bỏ quy ảnh mê tung bộ linh hoạt lựa chọn liều làm sao có thể đỡ được từ du trình đây song phương trong nháy mắt đụng vào nhau hầu trong nháy mắt khi tiếp xúc nhau quang long bão táp liền bắt đầu tan vỡ quang minh khắc chế hắc ám nhưng nếu như hắc ám quá mạnh cũng đồng dạng có thể ngược lại khắc chế quang minh phẩm chất của quang long chủy vốn là không bằng ám ma liêm đao hơn nữa song phương tu vi tranh lệch và chạm mới vừa bắt đầu tựa hồ cũng đã xác định kết cục trong tiếng nổ đùng đoàng chói tai liên tiếp vang lên quang long bão táp dần dần tan vỡ ám ma liêm đao đã rơi vào bên trên quang long bão táp kia mắt thấy tạ giải đã sắp trở thành vật hy sinh dưới lưỡi của ám ma liêm đao vũ trường không theo bản năng nhìn về phía trọng tài thánh linh đấu la nhưng lại nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của nàng bản thân từ du trình cũng có chút do dự vô luận nói như thế nào mọi người dù sao cũng là bạn học đây chính là thực chiến không phải giả lập một khi chết rồi chính là chết thật nhưng lão sư không kêu dừng tạ giải cũng không có ý tứ tránh lui ám ma liêm đao của hắn cũng thu không trở lại bóng người của tạ giải tan vỡ bên trong từng đạo từng đạo hào quang màu tím thẫm nhưng lại không có huyết quang xuất hiện từ du trình lông mày nhíu lại ánh mắt nhất động hừ lạnh một tiếng trong lòng thầm nghĩ nguyên lai còn có một tên khác ở phía trên ám ma liêm đao trong tay đột nhiên vung lên chém hướng về phía trên lưỡi dao chói mắt bổ thẳng vào không trung thời điểm hắn chém ra đòn này mượn khí thế lúc trước đánh tan quang long bão táp của tạ dài giúp hắn có thể cảm nhận được đòn đánh này của mình là nằm ở trạng thái đỉnh cao hắn rất tin tưởng coi như đòn đánh này không thể đánh tan tạ dài cũng niêm phong hết thảy đường tiến về phía trước của hắn mà phía trước từ du trình hắn chính là phần lưng của cổ nguyệt khanh tiếng va chạm giòn tan vang lên thân hình tạ dài quả nhiên hiện ra ở giữa không trung chính là ảnh long phân thân của hắn quang long chủy ảnh long chủy bắt chéo trước người vừa vặn chặn lại đạo quang nhận kia thế nhưng khiến từ du trình bất ngờ chính là tạ dài cũng không hề bị đánh bay hai con mắt của hắn lấp lánh hồng quang liều lĩnh khi tức cả người rõ ràng tăng lên một đoạn thân thể trong nháy mắt hạ xuống xoay tròn song long bão táp từ du trình đang muốn hướng về cổ nguyệt ra tay nhất thời lần thứ hai bị ngăn cản lại một nét tức giận nổi lên trên mặt từ du trình cắn dài quá ma liêm đao trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất hồn hoàn trên người sáng lóng lánh một đao ảnh màu tím than ngưng tụ như thực thể chém mạnh trong nháy mắt khi đao ảnh xuất hiện tạ dài chỉ cảm thấy một luồng sức hút vào vào mặt lôi kéo thân thể của hắn hướng về đao mang đang đánh tới thân trên không trung song long bão táp đột nhiên đình chỉ hồn kỹ mạnh mẽ đang phóng thích đột nhiên bị đình chỉ khiến tạ giải phun ra một ngụm máu tươi thân thể của hắn hầu như là vạn vẹo trượt về mặt bên chân hắn lại đạp quỷ ảnh mê tung bộ một đôi chủy thủ trong tay hung hãn hướng về góc chết của từ du trình chém tới nỏ mạnh hết đã không thể làm nên trò chống gì từ du trình xem thường hử lạnh một tiếng ép mạnh ám ma liêm đao trong tay một chút lưỡi dao cắt thẳng tới ngực của tạ giải đối với đối thủ hắn có phán đoán vô cùng chính xác lúc trước một cái phần thân của tạ giải bị đánh tan cũng đã khiến hắn bị thương lúc này lần thứ hai miễn cưỡng đình chỉ hồn kỹ để tránh khỏi một đòn mạnh mẽ của mình thân thể chịu sung kích mà thổ huyết căn bản không có bất kỳ dư lực nào hắn cũng không muốn thật sự làm trọng thương tạ giải chỉ muốn xông tới giúp vũ ti đoá giải vây là được từ đầu tới cuối hắn đều không đem tạ dài đặt ở trong mắt những học viên khác xem ra tạ giải có thể ngăn trở từ du trình lâu như vậy đã đủ để tự hào nhưng tình huống khiến cho tất cả mọi người không ai nghĩ đến lại xuất hiện. Phốc. Huyết quang bắn ra. Thân hình tạ giải vốn đã tách ra, khẽ lách về sau, đột nhiên không hề có điểm báo trước va vào ám ma liêm đao của Từ Du Trình. Ám ma liêm đao cắt vào vai trái của hắn, hầu như đem toàn bộ vai đều cắt ra một nửa, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi của tạ giải trong nháy mắt phun ra bắn tung tóe, ướt đẫm một thân Từ Du Trình. Từ Du Trình ngần ngơ chớp mắt, một thanh thủy thủ thiểm thiểm kim quang cũng đã mạnh mẽ cắm vào nơi bờ vai hắn kim quang tăng vọt quang minh khí tức bắn ra quang long nhận phóng thích thứ từ du trình kịp làm chính là thôi thúc toàn bộ hồn lực xung kích vào thanh thủy thủ đang cắm vào vai mình kia nhưng mà cái kia dù sao cũng đã đâm vào thân thể đó hồn lực xung kích hắn cùng tạ dài đồng thời bay ngược ra ngoài từ du trình toàn thân tràn ngập kim quang hắc ám thuộc tính bị quang minh thuộc tính nhảy vào nhập thể thêm vào đó thân thể hắn vốn rất yếu đuối nhất thời toàn thân co giật ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Tạ dài cũng đồng thời ngã xuống đất, một tia sáng trắng từ trên trời rơi xuống hạ lạc trên người hắn, đem hắn hấp nhiếp ra ngoài. Sự thống khổ kịch liệt, cùng với việc mất một lượng máu lớn, khiến sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, nhưng ở nơi khóe miệng của tạ sải lại mang theo một nụ cười rạng rỡ. Nếu như là một trọi một, có đầy đủ không gian cho hắn đọ sức, bất luận thắng thua, hết thảy đều tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như thế. Nhưng đây là đoàn chiến, tất cả lấy lợi ích cả đội làm trọng hắn làm được rồi ầm thân thể tạ giải bay ngược ra va mạnh vào trên vòng phòng hộ của luận bàn lôi hắn rên lên một tiếng miệng mũi chảy máu người quá yếu nguyên ân dạ huy lạnh lùng nói tạ giải cắn chặt hàm răng từ trên mặt đất bò lên cũng không lên tiếng lần thứ hai hướng về nguyên ân dạ huy phóng tới đây đã không biết là lần thứ mấy hắn lặp lại chuyện sống vậy thân thể của hắn từ lâu đã đầy rẫy những vết thương nhưng hắn một lần lại một lần bò lên một lần lại một lần nhằm về phía nguyên ân dạ huy hắn không hề kêu đau cũng không có nửa điểm do dự dù biết rõ là phí công nhưng hắn vẫn cứ hết lần này tới lần khác nhằm về phía đối thủ rốt cục đến lần cuối cùng hết thảy khí lực đều đã cạn kiệt tạ giải chỉ cảm giác ngay cả một ngón tay út của mình cũng không động đậy được nữa nguyên ân dạ huy đi tới bên cạnh hắn trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một chút gì tại sao lại phải như vậy ta phải giúp trợ các đồng đội chiến thắng cuộc thi không tiếc tất cả âm thanh tạ giải suy yếu mà kiên định hãy dạy ta làm sao mới có thể nguyên ân dạ huy trầm giọng nói nếu như đúng là không tiếc tất cả một vòng nguyệt luân lặng yên không một tiếng động bay tới đến thẳng trước ngực từ du trình nguyệt luân bay tới cơ thể đối phương có thể nói là vừa đúng lúc không thể nghi ngờ chính là năng lực đục nước báo cỏ huyền thoại của hứa tiểu ngôn ánh bạc lóe lên là quế tinh rốt cục cũng ra tay không gian hồi quy dù dương niệm hạ chỉ cách bên này không tới 10 mét nhưng 10 mét này cũng thật chớ trêu hắn đành trơ mắt nhìn từ du trình hoàn toàn mất đi sức chiến đấu gào tiếng hổ gầm trong nháy mắt khi từ du trình biến mất vang lên vũ ti Đóa cũng đồng thời bị một quyền của đường vũ lân đánh bay trên mặt đất kim quang bao trùm từng cây dây leo vàng kim đột nhiên vụt lên từ mặt đất từ góc độ xảo quyệt nhất đâm về phía nàng vũ ti Đóa mặc dù là mẫn công nghệ chiến hồn sư thân hình linh hoạt nhưng đối mặt với hoàng sắc lam ngân thảo dày đặc như vậy nàng cũng chỉ có thể lấy công đối công khiến nàng giật mình chính là những cây hoàng sắc lam ngân thảo này không chỉ cực kỳ cường nhận hơn nữa không lọt lấy một khe hở chỉ hơi sơ ý một chút nàng đã bị hai cây quấn quanh ở bên hông vũ ti đoá không thể không vận dụng đệ tam hồn kỹ của mình u minh tràm mạnh mẽ đột phá nhưng cũng vào lúc này một cây hoàng sắc lam ngân thảo đột nhiên từ phía sau đâm thẳng đến hai dây lam ngân thảo quấn trên người nàng lại như là có sinh mệnh tự mình mở ra tránh khỏi u minh tràm của nàng vũ ti đoá hai tay đồng thời đánh ra đồng thời chuyển đổi võ hồn bạch hổ võ hồn phóng thích bạch hổ kim cương biến đồng thời triển khai trong tiếng hổ gầm hai tay nàng đồng thời đánh về hướng đường vũ lân cùng cổ nguyệt đang truy kích mình cổ nguyệt lại phóng thích tam thuộc tính băng mâu sở trường hỏa phong băng với lực bộc phát thúc đẩy của hỏa nguyên tố sự gia tốc nhẹ nhàng của phong nguyên tố và sự xuyên thấu sắc bén của băng nguyên tố vũ ti đoá một trường vỗ vào trên băng mâu phá nát chúng hoàn toàn nhưng thân thể của nàng cũng hơi khựng lại dưới ảnh hưởng của cái lạnh của băng mâu thân thể nàng thoáng chỉ trệ lại. Hoàng sắc lam ngân thảo ở phía sau, cùng đường vũ lân ở chính diện, gần như cùng lúc đó đã đến nơi. Trên người đường vũ lân hồn hoàn vàng kim lóng lánh, hoàng kim long thể được phóng thích, toàn thân hắn bắn ra một tầng kim quang nhàn nhạt, cả người trong chớp mắt dường như hừng hực cháy lên. Kim long chảo tay phải nắm lại thành quyền, hung hãn đánh ra, tay trái hướng về vũ ti đoá làm một động tác cách không kéo nàng ta lại, đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về hướng dương niệm hạ cách đó không xa đang lao nhanh đến từ quang trong mắt lóe lên dương niệm hạ nhất thời lảo đảo một cái chịu trùng thế ảnh hưởng suýt nữa ngã xuống đất hư và lúc này vũ ti đoá liền thể hiện ra sự cường hãn của mình đối với lam ngân thảo sau lưng phóng tới nàng liều mạng một trường vỗ nát tan băng mâu một trường khác vận chuyển hồn lực trực tiếp đón lấy nắm đấm của đường vũ lân oanh trong tiếng nổ đùng đoàng đường vũ lân tại chỗ bất động vũ ti đoá lùi về sau ba bước hồn lực của nàng tuy rằng vừa xa đường vũ lân nhưng dù sao vừa chịu đựng công kích của cổ nguyệt còn có hoàng kim long thể của đường vũ lân tăng cường còn mạnh hơn bạch hổ kim cương của nàng lúc này đành phải chịu thiệt thòi cùng lúc đó hoàng sắc lam ngân thảo đã lặng yên không một tiếng động đến bên nó không trực tiếp va chạm với vũ ti đoá mà lại nhẹ nhàng run lên nhanh như tia chớp quấn quanh cơ thể nàng đem thân thể vũ ti đoá trói chặt lại vũ ti đoá hai tay dùng sức nắm lấy chúng quát một tiếng mở dưới cái nhìn của nàng với sức mạnh to lớn của bạch hổ kim cương của mình một võ hồn tiểu lam ngân thảo nhỏ nhoi đại tỷ đây chấp luôn đệ tam hồn kỹ nhé làm sao mà lại đủ khả năng trói mình lại được cơ chứ nhưng dù tiếng kêu duyên dáng của nàng vang vọng cỡ nào đi nữa hoàng sắc lam ngân thảo kia vẫn lập lòe hào quang lóa mắt càng ngày càng siết chặt lại không hề có dấu hiệu bị đánh gãy không ổn là hồn linh vũ ti đoá đã ý thức ra được vấn đề là ở đâu nhưng đã không kịp đường vũ lân đã đến nơi một chảo đánh xuống cơ hội như thế hắn làm sao lại bỏ qua cơ chứ kim long chảo đánh phủ đầu vỗ về phía vũ ti đoá này thì đại tỷ này lần này nếu như bị đập chúng đừng nói là đầu người dù là đầu được đúc bằng sắt thép bê tông cũng bị hắn vỗ cho nát tan chứ nói chi là lạc quế tinh vừa mới sử dụng không gian hồi quy xong hiện tại muốn cứu viện nàng cũng đã không còn kịp dương niệm hạ khôi phục lại như cũ tử trong tử cực ma đồng vọt tới phụ cận khi khoảng cách tới đường vũ lân còn có 3 mét hắn cách không vung quyền nhưng bất luận là thời gian hay là tốc độ cũng không thể ở thời khắc suýt xảy ra tai nạn này ngăn cản được một đòn chí mạng của đường vũ lân dành tặng cho đại từ vũ ti Đóa. muốn cứu mạng chỉ có thể dựa vào chính mình giống như phụ thân của đường vũ lân đường tư nhiên nói vậy cả đời người này hoàn toàn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình hào quang lóa mắt đột nhiên từ trên người vũ ti đoá bắn ra khí thế mạnh mẽ xung kích khiến đường vũ lân cấp tốc rút lui kim ngữ đang quấy dày trên người nàng cũng cấp tốc buông ra thân hình lóe lên đường vũ lân đang đuổi tới chỗ nàng đã biến mất không còn tam hơi u minh linh miêu bạch hổ tự thể võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hổ rốt cuộc xuất hiện dù cho đây không phải là lần đầu tiên vũ ti đoá triển khai tự thể võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ của mình nhưng khi u minh bạch hổ xuất hiện dưới đài vẫn như trước là nhiều tiếng hô kinh ngạc vũ ti đoá u minh bạch hổ hoàn toàn vượt qua thực lực cường đại ở độ tuổi này đây cũng là cuộc để dành là năng lực giúp nàng đứng hàng đầu trong số các thiếu niên thiên tài bảng của lớp có u minh bạch hổ bọn họ vốn đã ở thế bất bại thánh linh đấu la vẫn đang chăm chú quan sát cuộc tranh tài tạ giải lúc này đang ở trước người của nàng bị một tầng bạch quang bao phủ không thấy rõ thân hình nhưng thời điểm khi nàng nhìn thấy vũ ti đoá phóng thích u minh bạch hổ cũng không khỏi âm thầm gật đầu đây tuyệt đối là thực lực vượt quá cấp độ ngũ hoàn hồn vương trở lên mới 13 tuổi đã cường đại như thế cũng là thật hiếm thấy đồng thời thánh linh đấu la cũng chú ý tới thời điểm một chảo của đường vũ lân chụp vào vũ ti Đóa. cổ nguyệt đã nhanh chóng lùi về sau kéo dài khoảng cách hai bước đã đến bên người hứa tiểu ngôn hai thiếu nữ bốn tay nắm lại trên người dâng lên ánh sáng màu trắng mãnh liệt các nàng là đang làm gì bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé vũ ti Đóa u minh bạch hổ giao cho ta ta sẽ dùng hết tất cả khả năng kéo dài cho đến khi thời gian u minh bạch hồ của nàng tiêu hao hết những cái khác liền giao cho các ngươi u minh bạch hồ không chỉ đẩy lui đường vũ lân cũng đã chặn lại đường sông lên của dương niệm hạ cùng lúc khi thân hình của đường vũ lân lùi về sau hai tay cũng đồng thời mò mẫm hai cái bánh bao vừa đúng rơi vào trong tay hắn trong miệng cổ nguyệt cùng hứa tiểu ngôn cũng đang đồng dạng nhai ngấu nghiến cái gì đó đường vũ lân không chút do dự đem hai cái bánh bao trước sau ném vào trong miệng mình luận về tốc độ ăn bánh bao coi như là gã béo từ lạp chí cũng không bằng hắn hai cái bánh bao vào bụng khí thế của đường vũ lân cũng bằng tốc độ kinh người tăng vọt lên kim lân trên người hắn cũng tràn ngập một tầng hào quang màu đỏ nhạt đôi mắt cũng đã biến thành màu vàng óng dường như thực sự có hỏa dưỡng muốn phun ra ngoài vậy đường vũ lân ưỡn vai một cái cả người trong nháy mắt cao thêm mấy phần trở nên cao to khôi vĩ dường như là đột nhiên lớn lên vài tuổi vậy xương cốt toàn thân lại là tiếng răng rắc vang vọng kim lân kim quang lưu truyền nương theo thân thể lớn lên, đồng phục học sinh trên người căng nứt, lộ ra thân thể săn chắc. Lúc này có thể thấy rõ ràng, toàn thân hắn đều bao trùm kim quang cùng kim văn màu vàng, mà lớp vảy rồng hình thoi trên tay phải vẫn bao trùm, lên đến tận vai, từ đó lan ra khắp cơ thể. Đường vũ lân hai tay ở trước người múa một vòng, trong cơ thể nhất thời vang lên tiếng rồng ngâm trầm thấp, khí thế, đột nhiên tăng lên dữ dội gấp mấy lần, khiến cho vũ ti đóa u minh bạch hồ cũng không khỏi hơi chậm lại dương niệm hạ càng nhìn lại càng là ánh mắt sững sờ hắn đã làm gì làm sao chỉ một chốc mà khí thế lại tăng lên nhiều đến như vậy hắn không dám xông lên vào lúc này cảm giác nguy hiểm này nói cho hắn hắn tuyệt đối không ngăn được kim long chảo của đường vũ lân ở trong trạng thái hiện tại này ánh mắt rơi vào trên kim long chảo đôi mắt dương niệm hạ đột nhiên có rút lại bởi vì hắn ngơ ngác nhìn thấy ở nơi mu bàn tay phải của đường vũ lân mặt trên của kim long chảo đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng khác nào tinh tuyến từng đạo ánh sao óng ánh kia cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh đã bao trùm từ đầu ngón tay của kim long chảo lan rộng ra toàn bộ cánh tay nhỏ của đường Vũ Lân. Nhìn qua có dáng vẻ tương tự với kim lân, có ba đạo lưỡi dao nhỏ sắc nhọn từ mặt bên cánh tay nhô ra. Kiên cố, cường hãn, bá đạo, những từ này gộp lại cũng không đủ để hình dung giáp tay phải bao trùm trên lớp vẩy của đường Vũ Lân. Cái này đây là đấu khải, bất kể là trên đài hay là dưới đài, không biết bao nhiêu người kinh hô thành tiếng. Đấu khải, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không đơn giản chỉ là nhất tự đấu khải bởi vì nhất tự đấu khải sẽ không từ trong cơ thể phóng thích ra được đây là nhị tự đấu khải ở linh đoán tạo cấp độ mới có thể làm được u minh bạch hổ vừa rơi chân trước lên cũng dừng lại trong đầu vũ ti đoá lúc này chỉ có một ý nghĩ hắn làm được hắn dĩ nhiên lại thật sự làm được đấu khải có thể nhập vào cơ thể không bắt buộc phải là linh đoán nhị tự đấu khải nếu nhất tự đấu khải dùng dung đoán hữu linh hợp kim chế tác cũng có thể mượn linh tính hòa vào cơ thể mình làm sao có khả năng hắn làm sao có khả năng làm được. Cần có cơ giáp chế tạo sư cấp năm mới có thể chế tạo ra đấu khải như vậy. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước nàng cảm thấy đường Vũ Lân mơ tưởng xa vời. Ánh mắt Diệp Tinh Lan chăm chú nhìn khối kim loại trước mặt, điểm điểm tinh quang lượn lờ, ngân quang chiếu rọi như giải ngân hà lung linh huyền ảo, từng đạo ánh sao lại như là ý chí của nó. Tinh ngân, hắn thật sự có thể chế tạo ra được rồi. Tinh ngân có mức độ hòa hợp cao tới 91%. Hắn tiến bộ, từ trong áp lực mà không ngừng bước về phía trước. Cái tên này, Lạp Chí, người bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng giúp ta. Diệp Tinh Lan nhìn về phía Từ Lạp Chí bên cạnh. Từ Lạp Chí trần chờ một chút nói, Tinh Lan tỷ, như vậy có quá miễn cưỡng hay không? Ngươi là cơ giáp chế tạo sư cấp 5, tuy rằng có thể chế tác nhất tự đấu khải, nhưng đây là hữu linh hợp kim đó, độ khó so với thiên đoán nhất phẩm kim loại bình thường, cao hơn không chỉ gấp đôi đâu. Diệp Tinh Lan liếc hắn một chút, thản nhiên nói, hắn có thể đoán tạo ra thần cơ hợp kim ta tại sao lại không thể chế tạo ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải ít nói nhảm lại ngươi chuẩn bị kỹ càng cho ta vừa nói ánh mắt của nàng đã một lần nữa tìm đến khối tinh ngân phía trước mặt nàng tính cách quật cường kiêu ngạo mà tự tin xuất thân từ sử lai khắc nội viện nàng có một sự chấp nhất của riêng mình quyết không thỏa hiệp nếu như không phải thần cơ kim trúc đối với nàng thực sự là quá trọng yếu ngày đó nàng sẽ không dễ dàng lấy đi đồ vật của đường vũ lân như vậy thời khắc mấu chốt giúp hắn hoàn thành kiện đấu khải này ở trong lòng diệp tinh lan chính là trả lại cho hắn phần ân tình của thần cơ kim trúc ngọc ngân khi đó hào quang lóe lên tinh thần kiếm rơi vào trong lòng bàn tay nàng so với ba năm trước lúc này ánh sáng trên tinh thần kiếm dạng rỡ hơn nhiều ba vòng hồn hoàn màu tím quay chung quanh tinh thần kiếm diệp tinh lan rung cổ tay tinh thần kiếm phát sinh một tiếng gió vù nhẹ thân kiếm khẽ run rẩy mũi kiếm phóng thích hào quang lóa mắt dưới ánh sáng của tinh thần kiếm chiếu rọi khối tinh ngân đã được tạo hình thành giáp cẳng tay này phản xạ lại điểm điểm tinh quang ánh sáng óng ánh khiến đường vũ lân cổ nguyệt tạ dài cùng hứa tiểu ngôn ở cách đó khá xa nhìn đến hoa mắt mê mẩn diệp tinh lan nhắm hai mắt lại tất cả tạp niệm trong đầu trong nháy mắt được thanh trừ chỉ còn lưu lại tấm thiết kế đồ đã thuộc lòng từ lâu đấu khải chế tạo nhất định phải làm liền một mạch đem trận pháp hạt nhân được thiết kế khắc họa bên trên kết ấn cô động tinh hoa giúp cho hợp kim cùng hạt nhân trận pháp hoàn toàn dung hợp ở giữa quá trình này không thể hơi dừng lại một chút hay có nửa điểm sai lầm kỹ xảo hồn lực tinh thần lực ý thức ngộ tính thiếu một thứ cũng không được cơ giáp chế tạo sư là chức nghiệp có yêu cầu toàn diện nhất trong số tất cả các chức nghiệp chủ chốt lấy đường vũ lân cầm đầu tất cả mọi người có thể cảm nhận được biến hóa của diệp tinh la lúc này cả người nàng tựa hồ đã hoàn toàn hợp thành một thể cùng với không gian chung quanh chân chính tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất khí thế toàn thân không ngừng tăng lên nhưng hồn lực lại nội liễm không có nửa điểm tiết ra ngoài chỉ cần điểm này đã đủ thể hiện ra sự cường hãn của nàng đường vũ lân có thể cảm giác được tu vi diệp tinh lan coi như không phải tứ hoàn hẳn là cũng cách biệt không xa đột nhiên diệp tinh lan bước tới một bước đồng thời mở hai mắt ra bên trong đôi mắt to sáng người của nàng phản xạ lại ánh sáng của tinh thần kiếm cũng phản xạ hào quang của tinh ngân tinh thần kiếm nhanh như tê chấp đâm ra kiếm tinh hàn tinh quang óng ánh rơi vào tinh ngân phía dưới tinh ngân nhất thời bắn lên tinh thần kiếm run run từng đạo tinh tuyến liên tục dày đặc dường như hóa thành một bàn tay lớn đem tinh ngân vững vàng giữ lại trên không trung bước chân diệp tinh lan hơi động linh xảo đi vòng quanh từng đạo tinh tuyến không ngừng từ trên tinh thần kiếm tùy ý mà ra lưu lại từng đạo hoa văn tinh xảo bên trên tinh ngân mỗi một đạo hoa văn hạ xuống đều sẽ kích phát tinh ngân sáng sủa thêm mấy phần nhưng vết tích cũng không sâu tinh ngân dường như là một thiếu nữ kiêu ngạo dù cho đối mặt tình lang cũng tuyệt đối không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Đây chính là chỗ khó xử lý của chế tạo hữu linh hợp kim đấu khải, phẩm chất của hữu linh hợp kim so với phổ thông hợp kim không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, bản thân đã dung hợp hai loại đặc tính của kim loại bên trong, sau khi đặc tính biến hóa, thời điểm khắc họa trận pháp hạt nhân cần tự cảm thụ thật sâu, đồng thời có đầy đủ hồn lực, tinh thần lực để chống đỡ, mới có thể từng bước đem trận pháp hạt nhân khắc họa thành công. Lông mày Đường Vũ Lân dần dần nhăn lại, độ cứng rắn của tinh ngân còn vượt xa hắn tưởng tượng đặc biệt là khối tinh ngân này, có mức độ hòa hợp cao tới 91%, độ cứng mạnh, coi như là tinh thần kiếm cũng rất khó có thể lưu lại vết tích ở bên trên. Vì vậy sẽ cần thời gian dài hơn mới có thể chế tạo đấu khải thành công, nhưng Diệp Tinh Lan chịu đựng được lâu như vậy sao? Chế tạo đấu khải quả thật là một quá trình đầy gánh nặng và áp lực. Trăm nghìn đạo tinh tuyến trùng điệp mới có thể lưu lại trên tinh ngân một đạo đủ để tạo thành hạt nhân trận pháp. Mỗi một đạo hoa văn còn phải hòa hợp như ý muốn, phù hợp với phẩm chất của tinh ngân, tạo ra biến hóa đối với kết cấu bên trong sự phức tạp trong quá trình này căn bản không có một từ ngữ nào có thể dùng để hình dung đoán tạo tinh ngân rất khó cần trải qua muôn vàn thử thách thậm chí là giao cho nó linh tính cùng sinh mệnh mà quá trình chế tạo đấu khải lại như là cải thiện tính mạng của nó vậy triệt để kích thích linh tính cùng sức sống của kim loại nếu như nói đường vũ lân là cha đẻ của khối tinh ngân này thì diệp tinh lan chính là dưỡng mẫu của nó nàng chăm sóc nó lớn lên giúp nó từ một con ưng non chân chính hóa thân thành một con hùng ưng thực thụ tung cánh bay lượn trên bầu trời cao không thể nói rõ được ai khó khăn hơn ai nhưng hai người thiếu một người cũng không thể được đã sáng tạo được ra sinh mạng mới nhưng nếu trong quá trình bồi dưỡng giáo dục không tốt như vậy nếu là người thì cũng chỉ là phế nhân mà thôi vẻ mặt của diệp tinh lan rất chăm chú những đạo tinh tuyến được phóng thích từ trên tinh thần kiếm của nàng đều vô cùng ổn định ngưng thực nhưng không quá mãnh liệt ánh kiếm dày đặc luân phiên không ngừng trùng điệp được tạo thành trên cơ sở của hồn lực thuần khiết thật tuyệt vời sự khống chế của nàng đối với hồn lực khiến đường vũ lân phải suýt xoa khả năng khống chế thế này người bình thường không thể nào nắm giữ tất nhiên là cần có nhiều năm tu luyện tích lũy thành hắn lúc này đã hiểu được vì sao diệp tinh lan không dùng dao điều khắc để khắc họa trận pháp hạt nhân mà lại dùng tinh thần kiếm đó là bởi vì thời điểm khắc họa trận pháp đã là một sự rèn luyện đối với kiếm pháp của nàng rồi mỗi giờ mỗi khắc đều luyện kiếm chẳng trách nàng sẽ cường đại như vậy đường vũ lân trong lòng âm thầm kính nể thật không hổ là nội viện xuất thiên tài thời gian từng phút từng phút trôi qua một giờ hai giờ ba giờ năm giờ hoa văn trên tinh ngân bắt đầu từ thô thiển ban đầu trở nên tinh tế hơn dần dần từ ban đầu đơn giản trở nên phức tạp hơn hoa văn liên kết quấn quýt lấy nhau sản sinh sự cộng hưởng bản thân ánh sáng của tinh ngân cũng biến thành càng ngày càng óng ánh điểm điểm tinh quang vô cùng sống động lượn lờ khắp bên ngoài tinh ngân tinh quang lưu động, hơi thở sự sống cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Là người sáng tạo của nó, đường Vũ Lân có thể cảm nhận rõ được tiếng gieo hô vui sướng của nó. Lúc này nó, tựa hồ đang phát triển gân cốt, đang chậm chậm lớn lên. Sau khi chân chính quan sát quá trình chế tác đấu khải, đường Vũ Lân mới có thể hiểu được rõ ràng vì sao lại nói nhất định phải tự thân tham dự vào một phần của quá trình chế tác đấu khải. Nếu tự thân không tham dự, sẽ vĩnh viễn không thể nắm được chân lý của nó. Chỉ có hoàn toàn lý giải nó, mới có thể dung hợp thực sự, chân chính để nó trở thành một phần của cơ thể mình. Đây chính là đấu khải, là đấu khải của mình đó. Diệp Tinh Lan, cố lên. Bảy tiếng trôi qua, tốc độ vung lên của tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan rốt cục bắt đầu giảm bớt. Một nửa, toàn thể hạt nhân trận pháp khắc họa cũng đã hoàn thành vượt quá một nửa. Nhưng mà, hồn lực của nàng rõ ràng có dấu hiệu không bù đắp kịp tiêu hao. Tay trái Diệp Tinh Lan hướng về mặt bên duỗi một cái, từ lạp chí lập tức đưa nàng khôi phục đại bao thịt tay phải nàng điều khiển tinh thần kiếm trước sau đều tùy ý như thường tay trái đem bánh bao thịt nhét vào trong miệng cắn hai ba cái đã hết miếng bánh hào quang trên tinh thần kiếm trước sau bất biến bất luận tự thân nàng ở trong tình trạng gì tinh thần kiếm trong tay phải vẫn ổn định như cũ khôi phục đại bao thịt có thể khôi phục thể lực cùng hồn lực song trọng khôi phục đối với nàng tự nhiên có trợ giúp rất lớn rất nhanh sau ba phút nàng lần thứ hai đưa tay ra lại muốn nuốt vào một cái khôi phục đại bao thịt sau đó một canh giờ mỗi ba phút nàng đều sẽ ăn thêm một cái khôi phục đại bao thịt thông qua đồ ăn để khôi phục thể lực cùng hồn lực vấn đề thể lực dường như không phải rất lớn nhưng hồn lực tiêu hao lại rõ ràng vẫn còn có chút không bù đắp nổi hơn nữa càng làm cho đường vũ lân lo lắng chính là bụng của diệp tinh lan bắt đầu bành trướng dưới tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không phải ai đều có năng lực tiêu hóa cường đại giống như hắn diệp tinh lan hiển nhiên cũng vậy nàng trước sau đã ăn tới hai mươi cái bánh bao đây tuyệt đối là vượt xa khỏi phạm chủ lượng thức ăn bình thường của nàng tiếp tục như vậy nàng căn bản không thể ăn thêm được nữa thực phẩm hệ võ hồn dù phóng thích ra năng lượng thể nhưng bản thân cũng tương tự như đồ ăn ăn quá nhiều không những không có lợi ngược lại còn rất có hại diệp tinh lan hiện đang phải đối mặt với tình huống như vậy nàng ăn quả thật không ít cần có thời gian để tiêu hóa mà hồn lực từ việc tiêu hóa những bánh bao thịt này hiện tại còn không đủ để cầm cự với tiêu hao của bản thân nàng tiếp tục như vậy hồn lực của nàng sẽ sớm cạn kiệt không đủ để tiếp tục chế tác đấu khải vấn đề này từ đầu bọn đường vũ lân cũng đã nghĩ tới hắn cũng đã hỏi qua diệp tinh lan nhưng diệp tinh lan lại nói cho hắn mình nhất định có thể thành công đường vũ lân tự nhiên không nói thêm gì chỉ lựa chọn tin tưởng nàng tay trái diệp tinh lan lại một lần nhấc lên nhưng lần này nàng chỉ đưa ra một nửa liền thu tay về ăn không vô hai mươi mấy cái bánh bao thực sự là quá sức chịu đựng ăn nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự không chế của mình đối với tinh thần kiếm vì lẽ đó sau khi do dự một chút nàng vẫn lựa chọn không ăn tiêu hao của nàng xác thực rất lớn khôi phục đại bao thịt cũng không thể ăn thêm bánh bao trong bụng sẽ tiếp tục cung cấp một ít thể lực cùng hồn lực cho nàng nhưng so với tiêu hao hiện tại hiển nhiên là không đủ trên trán nàng bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống vẻ mặt của diệp tinh lan lại không thay đổi chút nào tinh thần kiếm trong tay tốc độ xuất kiếm không giảm mà lại còn tăng từng đạo hoa văn ổn định rơi vào bên trên giúp đấu khải dần dần thành hình bánh bao đậu diệp tinh lan đột nhiên hét lớn một tiếng từ lạp chí do dự một chút cuối cùng phóng thích đệ tam hồn kỹ của mình đem một cái thị huyết bánh bao đậu đưa tới diệp tinh lan nắm vào trong tay hít sâu một hơi sau đó đem cái bánh bao đậu này nuốt vào thị huyết bánh bao đậu được làm từ đệ tam hồn kỹ của từ lạp chí cũng là hồn kỹ mạnh mẽ nhất hiện tại của hắn hiệu quả cũng không thể nghi ngờ mới vừa ăn vào một cái bánh bao đậu khi thấy cả người diệp tinh lan đột nhiên biến đổi hồn lực vốn suy yếu lại cất cao lên ngay cả khí chàng cũng trở nên khác trước thể lực nàng cấp tốc khôi phục thậm chí là vượt quá đỉnh phong thị huyết bánh bao đậu giúp thể lực hồn lực song trọng bạo phát tăng lên đặc biệt là thể lực sức mạnh huyết thống tăng lên là rõ ràng nhất sau đó mới tới hồn lực cùng với việc khôi phục hồn lực phần bụng của diệp tinh lan nhanh chóng dẹp xuống dưới tình huống khí huyết cao tốc vận chuyển thúc đẩy năng lực tiêu hóa của nàng tăng lên trên diện rộng thêm vào lúc trước ăn vào những khôi phục đại bao thịt này hồn lực của nàng một thoáng liền cất cao lên trên tinh thần kiếm hào quang trói lọi từng đạo tinh tuyến rõ ràng trở nên càng ngày càng ngưng tụ mỗi một kiếm hạ xuống đều gọn gàng dứt khoát tiến độ chế tác đấu khải rõ ràng tăng nhanh nhưng đường vũ lân lại không vì tiến độ chế tác của nàng tăng cường mà thả lòng chút nào trái lại càng căng thẳng hơn thị huyết bánh bao đậu không thể kéo dài một khi tác dụng của nó hết thời gian thân thể hồn sư sẽ cấp tốc suy yếu đi đến lúc đó nàng nhất định sẽ không kiên trì được. Ở trong thời gian ngắn ngủi mấy phút này, nàng có thể hoàn thành việc chế tác hay sao? Quá trình chế tác đã vượt quá 2 phần 3, nhưng quá trình 1 phần 3 còn lại không thể nào trong mấy phút hoàn thành, dù nàng đã tăng tốc lên rất nhiều, cũng không thể nào kịp. Tinh thần kiếm ánh sáng tỏa ra, từng đạo tinh tuyến áo ánh đan dệt thành một tấm lưới lớn, vờn quanh tinh ngân, không ngừng chém xuống. Lúc này, bản thể tinh ngân đã hoàn toàn hiện ra dáng vẻ của giáp bàn tay cùng cẳng tay phải, từng đạo ánh sao ngang dọc ở phía trên lóng lánh ánh sao lượn lờ vô cùng hoành tráng khí thế diệp tinh lan vẫn đang không ngừng tăng lên tinh tuyến từ tinh thần kiếm phóng ra cũng càng ngày càng óng ánh hiệu quả rơi vào trên tinh ngân cũng tốt hơn nhiều trước đây trăm nghìn đạo tinh tuyến mới có thể hoàn thành một đạo hoa văn hiện tại chừng trăm đạo liền có thể làm được nhưng quá trình này lại làm cho thân thể diệp tinh lan không ngừng run rẩy hiệu quả của thị huyết bánh bao đậu bắt đầu yếu bớt còn kém còn kém một chút Đường Vũ Lân theo bản năng đã đi về phía trước mấy bước, song quyền nắm chặt. Tuyệt đối không nên sắp thành lại bại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tinh Lan, thân thể Diệp Tinh Lan tuy rằng đang run rẩy, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều, hiệu quả thị huyết bánh bao độ lại hạ thấp. Thế nhưng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ tập trung, vẫn như trước tràn ngập niềm tin kiên định. Đường Vũ Lân dừng bước lại, hắn đột nhiên cũng đồng dạng tràn ngập tự tin, thực lực cũng không có nghĩa là tất cả, rất nhiều lúc niềm tin kiên định mới là thứ quan trọng hơn trở lại diệp tinh lan đột nhiên hét lớn một tiếng tinh lan tỉ từ lạp chí thân thể chấn động không nhịn được thấp giọng kêu lên ít nói nhảm đưa đây diệp tinh lan hầu như là gào thét hô lên mấy chữ này từ lạp chí ánh mắt ngưng lại cắn chặt hàm răng đệ tam hồn hoàn trên người lóng lánh lại là một cái thị huyết bánh bao đậu xuất hiện đưa cho diệp tinh lan liên tục ăn hai cái thị huyết bánh bao đậu nàng gánh vác được sao đường vũ lân trong lòng giật mình trong nháy mắt này bất kể là hắn hay là cổ nguyệt tạ giải cùng hứa tiểu ngôn đều chân chính thừa nhận vị đội hữu này vì đồng bọn nàng dĩ nhiên lại mạo hiểm ăn cái thị huyết bánh bao độ thứ hai chỉ cần điểm đó nàng đã chân chính hòa vào tập thể này ánh mắt cổ nguyệt nhìn diệp tinh lan rõ ràng trở nên nhu hòa hơn hết thảy bất mãn trước đây vào lúc này tựa hồ cũng biến mất hầu như không còn hứa tiểu ngôn là kính nể mà trong mắt tạ dài lại có thêm chút gì ăn vào cái thị huyết bánh bao độ thứ hai khí tức của diệp tinh lan nguyên bản đang giảm xuống lần thứ hai lại bay cao lên thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần trước tinh thần kiếm trong tay vung lên mang theo từng mảng tàn ảnh từng đạo tinh tuyến điên cuồng rơi vào trên giáp tay tinh ngân ánh sao ông ánh không ngừng bán ra phía ngoài giống như đang mở ra từng khiếu huyệt vậy giáp tay tinh ngân không ngừng bán ra từng đạo từng đạo kim quang sắp hoàn thành rồi sao không ai có thể nhìn rõ được tình huống hiện tại của giáp tay tinh ngân nhưng mọi người đều theo bản năng nắm chặt nắm đấm chờ mong thời khắc cuối cùng đến diệp tinh lan hàm răng cắn chặt môi dưới hai con mắt sáng lấp lánh như ánh sao tay của nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn ổn định ánh mắt của nàng trước sau vẫn luôn chấp nhất đó là niềm tin mãnh liệt như thế nào cơ chứ chống đỡ lấy từng đạo tinh tuyến nhìn qua tưởng chừng như tùy ý của nàng ánh sao ánh hạ xuống tinh tuyến đan sen bao trùm giáp tay tinh ngân kia ở bên trong biển sao này bao trùm dần dần thai nghén thành hình đường vũ lân diệp tinh lan quát to một tiếng đường vũ lân trong nháy mắt bước ra đi tới bên người nàng. Không chút do dự, hắn giơ tay phải của mình lên, tay trái trong nháy mắt cắt qua tay phải, máu tươi phun ra tung tóe, rơi thẳng vào bên trong tinh mang kia. Tinh tuyến dẫn dắt, không có một giọt máu tươi lãng phí, tất cả được chúng dẫn dắt dung nhập vào bên trong đoàn ánh sao nọ. Nhất thời, nguyên bản màu vàng nhạt đã biến thành màu vàng óng, ánh sáng mãnh liệt đột nhiên khiến toàn bộ đoán tạo thất đều được một tầng hào quang chiếu rọi khắp nơi. Đường Vũ Lân chân trái bước tới, tay phải trong nháy mắt đưa ra, dung nhập vào bên trong tinh mang. Từng đạo tinh tuyến cũng đã rơi vào trên cánh tay phải của hắn, lưu lại ở phía trên từng đạo, huyết văn. Những huyết văn này ngang dọc đan sen, hóa thành một đồ án phức tạp, huyết dịch vừa chảy ra, tay phải đường vũ lân cũng đã hòa vào bên trong đoàn ánh xào ông anh kia. Tay phải thăm dò vào tinh mang, đường vũ lân chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều trở nên đau nhói, khẽ cảm nhận, một hơi thở quen thuộc tùy theo đó tràn vào, sau khi hơi thở đó, cảm nhận được huyết mạch của hắn tâm tình nguyên bản vốn sao động cấp tốc trở nên ôn hòa hơn cảm giác đau nhói đã biến thành nặng nề đường vũ lân chỉ cảm nhận được cánh tay phải của mình dường như đột nhiên tăng cường trọng lượng trên diện rộng tinh thần kiếm của diệp tinh lan cuối cùng chém liên tục chín kiếm tất cả đều rơi vào bên trong đoàn tinh mang kia trong phút chốc ánh sao óng ánh phóng lên trời khiến cho toàn bộ đoán tạo thất khẽ rung động một tiếng lòng ngâm trầm thấp vang lên từ vị trí cánh tay phải của đường vũ lân đường vũ lân tự thân huyết thống chịu ảnh hưởng rung động phóng thích tảng lớn kim văn hiện lên ở mặt ngoài da rẻ hắn theo bản năng đem tay phải giơ lên cao từng đạo từng đạo kim quang lưu tuyến bao trùm khắp bàn tay tiếp tục lan tràn đến toàn bộ căng tay thành công tất cả mọi người đều chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này diệp tinh lan sắc mặt tái nhợt đặt mông ngã ngồi xuống đất nhưng nàng vẫn thủy chung ngước cao đầu nhìn kỳ tích mà mình cùng đường vũ lân liên thủ sáng tạo ra đường vũ lân tay phải ở phía trước hào quang màu vàng phun trào ngưng tụ hóa thành một đoàn ánh sáng giống như đầu rồng lặng yên lấp lánh kim quang lượn lờ từng hồi long ngâm từng đạo quang trúc từ trên trời giáng xuống thành công khối đấu khải thứ nhất của đường vũ lân rốt cục cũng chế tác thành công đấu khải ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên cánh tay nhỏ bao trùm trong đấu khải của đường vũ lân từng đạo hoa văn nội liễm như ẩn như hiện mặt bên còn có ba lưỡi đao sắc nhọn còn có một lợi trào cực lớn trên cánh tay phải lại càng thêm sắc bén óng ánh ánh sao không khỏi khiến người ta cảm thụ được sự mạnh mẽ của nó ở tình huống bình thường ngũ hoàn hồn sư mới có thể mặc chọn một bộ nhất tự đấu khải bằng không thân thể sẽ không chịu nổi gánh nặng đường vũ lân hiện tại tu vi mới chỉ có tam hoàn theo đạo lý mà nói hẳn sẽ không thể mặc nổi nhất tự đấu khải dù chỉ là một khối nhỏ thế nhưng đấu khải của hắn chính là dùng hữu linh hợp kim đoán tạo thành đồng thời kết hợp với bản thân nhất định không rời không bỏ vì lẽ đó đã hạ thấp yêu cầu dung hợp hơn nữa cánh tay phải của hắn vốn là địa phương mạnh mẽ nhất của cơ thể lại thêm sức mạnh kim long vương huyết thống cũng khiến thân thể của hắn có năng lực chịu đựng vượt xa người thường lúc này mới có thể mặc xong xuôi đồng thời hoàn toàn phóng thích ra được uy năng của nó nguyên bản tất cả các học viên vốn cho rằng tổ đội của ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng tất thắng nội tâm kiên chỉ rốt cục xuất hiện một tê dao động đấu khải vậy mà lại là đấu khải đấu khải tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ lớp trưởng hắn vậy mà lại âm thầm nắm giữ một khối đấu khải đúng đấy hắn còn là một vị đoán tạo sư thiên tài có lẽ nào hắn làm lớp trưởng thật ra cũng là một lựa chọn tốt vũ ti đoá sau khi khiếp sợ trong khoảng khắc ngắn ngủi lại ra tay thân ảnh khổng lồ của u minh bạch hổ đột nhiên thoan ra nhằm vào đường vũ lân chân trước bên phải nhanh như tia chớp đánh ra đấu khải thì đã làm sao mình cũng có võ hồn dung hợp kỹ đấy nhé hắn chỉ có một kiện đấu khải coi như là hữu linh hợp kim sự tăng cường cũng là có hạn đường vũ lân kim long chảo nắm lại hung hãn đánh ra trong phút chốc Sức mạnh tổng thể của bản thân hắn khiến cả mặt đất đều rung động một thoáng, khí lưu ở trên luận bàn lôi rõ ràng trở nên cuồng bạo hơn. Đây là do hồn lực truyền vào, nhưng lại càng là sức mạnh tuyệt đối. Oanh. Thân hình chênh lệch nhau rất xa của hai người hung hãn đụng vào nhau. Các học viên ở dưới đài quan chiến đều theo bản năng nhón chân lên, đòn đánh này rất có khả năng chính là chỗ mấu chốt quyết định kết quả của cuộc đấu này đó. Oanh thân thể của Đường Vũ Lân bị lợi trảo của U Minh Bạch Hổ đánh ra bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ va vào lồng phòng hộ phía xa xa của luận bàn lôi. A, à, rất nhiều người đều không tự chủ thở dài một hơi, trung quy vẫn là U Minh Bạch Hổ mạnh mẽ hơn, dù cho là đấu khải mà cũng không được sao. Thế nhưng, cũng có một vài học viên tinh mắt để ý, Đường Vũ Lân tuy rằng bị đánh bay, nhưng chân trước bên phải của U Minh Bạch Hổ rõ ràng trở nên hư huyễn đi, đòn đánh này, đúng là U Minh Bạch Hổ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối sao? Đường Vũ Lân ở trong chớp mắt tiếp theo liền đưa ra đáp án thân thể của hắn mạnh mẽ và chạm trên lồng năng lượng phòng hộ xa xa nhưng liền đó cả người hắn lại như đạn pháo đàn hồi quay ngược về mượn sức đàn hồi của lồng phòng hộ hắn hóa thành một đoàn kim quang bắn mạnh trên người tướng long ngâm trầm thấp vang lên theo khí huyết nghịch vận tiếng long ngâm từ trầm thấp đến cao vút kim quang trên người hắn cũng biến thành càng ngày càng óng ánh hơn huyết mạch lực trong cơ thể điên cuồng phun trào thiêu đốt khiến cả người hắn nhìn qua như một đoàn quang diễm đang hừng hực cháy tỏa ra hào quang trói lọi đây là Vũ Ti Đoá chỉ cảm giác mình dường như phải đối mặt với một đoàn thái dương hừng hực vậy, kim quang kia lại như là sao băng, trong nháy mắt đã trở về đến trước mặt mình. U Minh Bạch Hổ trên người bỗng nhiên phung lên, thân thể vốn hư huyễn tựa hồ trở nên ngưng tụ hơn, không còn là vuốt phải, đổi thành vuốt trước bên trái, cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, lần này, Vũ Ti Đoá cũng không còn kịp nhớ có thể làm trọng thương Đường Vũ Lân hay không, U Minh Bạch Hổ toàn lực phát ra. Giao tiếng long ngâm sụp sôi vang vọng toàn bộ đài thi đấu ở trong nháy mắt đó tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện một ảo giác dường như trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện một con hoàng kim cự long cự long ngẩng đầu kinh thiên động địa đúng dựa vào đấu khải dẫn dắt dựa vào hai cái thị huyết bánh bao đậu thôi động đường vũ lân rốt cục hoàn thành tự tạo hồn kỹ của sư tổ xích long đấu la truyền thụ long kinh thiên long kinh thiên do trọc thế sử dụng gọi là xích long kinh thiên mà đường vũ lân dùng ra long kinh thiên chính là kim long kinh thiên kim long rít gào Quy chấn khắp nơi u minh bạch hồ ở trong nháy mắt này tựa hồ không còn khổng lồ như vậy song phương va chạm trong nháy mắt bạo phát hào quang trói mắt làm cho cả đài thi đấu toàn bộ đã biến thành một biển ánh sáng oanh một tiếng vang lên ầm ầm một bóng người cao lớn bị đánh văng vào lồng phòng hộ là tả rơi xuống như mít rụng chính là kim hùng dương niệm hạ trịnh di nhiên là người thứ hai mọi độc tố lúc trước nàng phóng thích dưới sức ép khủng khiếp của luồng năng lượng khủng bố kia nổ tung tất cả đều bị thổi tan chỉ có là quế tinh kịp lùi lại khu vực ngoại vi của đài thi đấu ngân quang trên người lượn lờ nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi ai có thể nghĩ tới đường vũ lân vẫn còn có hậu chiêu như vậy hắn dĩ nhiên lại cường đại đến trình độ như thế chỉ là đấu khải căn bản không thể nào làm được điểm này đến từ cùng là ai thắng trong lòng mỗi người đều dâng lên ý niệm này bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không dấu nhé. Quang ảnh lóng lánh, bóng người dần dần hiện ra. Trên đài thi đấu, Vũ Ti Đoá liền ở Trung ương. Nàng lão đảo lùi về sau hai bước, quỳ một gối trên mặt đất. Đường Vũ Lân tình huống cũng không hơn nàng bao nhiêu, đặt mông ngã ngồi ở nơi đó, mặt vàng như nghệ. Hai người hai mắt nhìn nhau, đường Vũ Lân tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chiến ý mãnh liệt ánh mắt vũ tì đoá lại có chút dại ra nàng dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi mình ở trong tình huống một trọi một đồng thời triển khai u minh bạch hồ lại không thể chiến thắng bạn cùng lứa tuổi nàng vẫn luôn cho rằng mình chính là nhân vật mạnh mẽ nhất bên trong các bạn đồng lứa thánh linh đấu la vẫn như trước nhẹ như mây gió ngồi ở bên cạnh đài thi đấu chỉ có điều bên người nàng đã nhiều thêm một người chính là từ du trình dưới tình cảnh nổ tung cuồng bạo như lúc trước nếu như từ du trình còn ở bên trong nơi sao tài e rằng hiện tại đã trọng thương thậm chí có thể tèo là thánh linh đấu la đã cứu hắn bất quá điều này cũng mang ý nghĩa hắn cũng là người thứ hai sao tạ dài kết thúc trận so đấu này phía sau đường vũ lân bão tuyết vốn đang bốc lên đã bị luồng năng lượng ban nãy thổi tan cảnh tượng như vậy bọn họ cũng đồng dạng không dự đoán ra được cổ nguyệt tre ở trước người hứa tiểu ngôn cùng từ lạp chí trước người nàng là một tường băng đã bị phá nát cùng một tường đất tàn tạ miễn cưỡng giúp bọn họ chặn lại dư chấn của vụ nổ lúc nãy hai đạo bạch quang từ phương hướng của thánh linh đấu la sáng lên sau một khắc đường vũ lân cùng vũ ti đoá cũng đã bị nàng hút tới trước mặt mình điều này cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ đã kết thúc trận so đấu này không lại được phép tiếp tục tham gia thi đấu ba đối với ba song phương đều còn sót lại ba người dương niệm hạ miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ lên sắc mặt của hắn cũng khó coi nơi khoái miệng còn mang theo một vệt huyết quang nhàn nhạt, nhạt lúc trước hắn ở cách trung tâm vụ nổ gần nhất chịu xung kích cũng mạnh nhất dù cho là thân thể mạnh mẽ như vậy dưới dư lực ảnh hưởng bị thương cũng không nhẹ nhưng miễn cưỡng còn chút sức chiến đấu trịnh di nhiên sắc mặt cũng khó nhìn không có dương niệm hạ tràn ở trước mặt nàng am hiểu chính là kịch độc bản thân phòng ngự không đủ cường hãn đồng dạng khóe miệng cũng có tơ máu cũng đã bị thương ở trong tiểu đội này của bọn hắn chỉ có là quế tinh hiện tại vẫn còn ở trong trạng thái toàn thịnh ba đấu với ba sao Lạp Quế Tinh hai mắt hiếp lại, coi như là đường vũ lân bạo phát, đánh bại vũ ti đoá, thắng lợi của cuộc chiến đấu này, cũng đồng dạng sẽ thuộc về chúng ta. Cổ Nguyệt rất mạnh, nhưng nàng có thể một trọi ba sao, còn về hứa tiểu ngôn, hắn cũng không để nàng ta vào trong mắt. Từ Lạp Trí Bất Quá là một tên thực phẩm hệ khí hồn sư, dù có thể có sự phụ trợ nhất định, nhưng cũng không thay đổi được thắng bại cuối cùng. Lạp Quế Tinh kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, thi đấu tiến hành đến giờ phút này, kỳ thực bọn họ đã thua. Thùa trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân xác thực là thực lực cá nhân không kém Vũ Ti Đoá, quan trọng hơn chính là hắn đã thể hiện ra được đấu khải của mình, hắn là người đầu tiên trong toàn bộ lớp năm nhất này nắm giữ được đấu khải, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho hắn một sức hút to lớn, thử hỏi, ai lại không muốn trở thành một tên đấu khải sư đây? Đường Vũ Lân nắm giữ năng lực đoán tạo đỉnh cấp, là đoán tạo ủy viên, hắn là đối tượng mà học viên cả lớp đều hy vọng có thể hợp tác, đấu khải đã chứng minh được năng lực của hắn không thể nghi ngờ hắn đã dùng thực lực của bản thân chứng minh hắn có tư cách nắm giữ vị trí lớp trưởng muốn xoay chuyển cục diện phải thu được thắng lợi trong cuộc chiến này đồng thời cũng phải giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu đối với lớp năm hai mới được dù gì bên mình vẫn chưa thua lạc quế tinh có thể xếp hạng trên từ du trình dù cho thực lực không bằng thứ hắn dựa vào không chỉ là trí tuệ còn có kiên nhẫn và nghị lực dưới đài yên lặng như tờ tiểu đội do ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng tạo thành hai tên tứ hoàn hồn sư mạnh nhất cũng đã thất bại vậy mà cứ như vậy thất bại tuy rằng thắng bại chưa xác định nhưng đường vũ lân cùng tạ giải hai người một đổi một khiến vũ tì đoá cùng từ du trình mất đi sức chiến đấu chuyện này ai cũng không dự liệu được kết quả lại là như thế thầm dập sâu sắc liếc mắt nhìn vũ trường không bên người trong lòng không khỏi âm thầm thán phục vẫn là sư huynh hiểu rõ tình huống của đệ tử mình nhất đối với diệp tinh lan bọn họ đều là ít nhiều hiểu rõ nếu như lúc này trên đài thi đấu không phải từ lạp chí mà là diệp tinh lan diệp tinh lan thêm vào cổ nguyệt lại có thêm hứa tiểu ngôn phối hợp hầu như là tất thắng không có diệp tinh lan gia nhập cuộc tranh tài này mới có sự hồi hộp như lúc trước hiện tại đã không còn ai cảm thấy tiểu đội của ngũ đại thiếu niên thiên tài bằng tất thắng nữa tạ giải vậy mà có thể làm trọng thương từ du trình như vậy ba tên thành viên còn lại của bọn họ sẽ thể hiện thực lực như thế nào đây chỉ có đánh thử mới biết được kim hùng dương niệm hạ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng bộc lộ tác phong nham hiểm xảo quyệt thường ngày nhanh chân vọt về phương hướng cổ nguyệt cổ nguyệt hứa tiểu ngôn từ lạp chí không có một người nào am hiểu cận chiến chỉ cần mình có thể nhập nội như vậy thắng bại của cuộc tranh tài này liền xác định là quế tinh cùng trịnh di nhiên theo sát phía sau ba người hiện ở trong lòng cũng đều kìm nén một luồng hỏa khí bị đội ngũ kém cỏi của đối phương bức bách đến tình huống như thế là điều bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng nghĩ tới chỉ có thắng lợi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục này ánh sáng trong mắt là quế tinh lấp lánh khóa chặt trên người cổ nguyệt hiện tại là thời điểm cần khống chế cẩn thận chỉ cần khống chế được cổ nguyệt không để nàng phát huy đối phương sẽ không có khả năng dãy giụa cổ nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn tay phải nàng nắm lấy tay trái của hứa tiểu ngôn hồn hoàn trên người sáng lấp loá mãi tới lúc này là quế tinh bọn họ mới nhìn thấy trên người hứa tiểu ngôn không còn là hai cái hồn hoàn mà là ba cái người thứ nhất phát động chính là hứa tiểu ngôn đệ tam hồn hoàn trên người nàng sáng lên nhất thời nhiệt độ trên đài thi đấu trượt giảm xuống tảng lớn bão tuyết cứ như vậy đột ngột xuất hiện trên người cổ nguyệt đệ nhất hồn kỹ tỏa ra nguyên tố thủy triều nàng không có cách nào cùng hứa tiểu ngôn tiến hành võ hồn dung hợp kỹ nhưng lại có thể dựa vào nguyên tố thủy triều để khống chế thủy nguyên tố trong không khí ngưng tụ về phía bọn họ bên này dựa vào sự giúp đỡ của nàng hứa tiểu ngôn đệ tam hồn kỹ băng hùng bão tuyết chí ít có thể tăng cường thêm ba mươi bão tuyết bao phủ nhất thời làm tầm nhìn trên đài trở nên mơ hồ đi là quế tình ánh mắt ngưng lại thầm kêu không tốt bão tuyết cực hàn có hiệu quả khắc chế kịch độc của bích xà trịnh di nhiên kịch độc không cách nào truyền đi thực lực trịnh di nhiên liền bị suy yếu mức độ lớn hơn nữa, ở trong phạm vi của bão tuyết nếu như không nhìn thấy đối thủ sẽ biến thành so đấu hồn lực thuần túy song phương đều là tam hoàn hồn sư luận tu vi vẫn là không kém bao nhiêu hồn hoàn trên người sáng lên là quế tình khoát tay hướng về Cổ Nguyệt phía xa xa, phóng thích một cái không gian tỏa. Trên người Cổ Nguyệt ánh bạc lóe lên, không gian tỏa nhìn như thành công, nhưng chỉ là trong nháy mắt đã biến mất rồi. Không gian đấu với không gian, không gian tỏa của Lạc Quế Tinh Phong tỏa trên người nàng cũng không đem lại bao nhiêu tác dụng, mà lúc này, bão tuyết đã lan tràn ra. Phong hàn lạnh lẽo, bão tuyết điên cuồng hướng về ba người Lạc Quế Tinh bao trùm lấy. Bão tuyết không chỉ bao gồm băng ba nguyên tố, còn có phong nguyên tố ở bên trong không có ai so đấu với hồn kỹ do cổ nguyệt phụ trợ hứa tiểu ngôn triển khai lúc trước kỳ thực các nàng cũng đang giải phóng bão tuyết nhưng bởi vì năng lượng khổng lồ bạo phát của đường vũ lân mà ngưng hẳn lúc này bão tuyết lần thứ hai được phóng thích nhanh chóng thể hiện ra được quy năng mạnh mẽ của nó dương niệm hạ đứng mũi chịu xào bị bão tuyết xung kích ở trên người rất nhanh mặt ngoài thân thể liền ngưng tụ ra một tầng băng xương nhưng sức mạnh của hắn và khí huyết xác thực cũng khá mạnh mẽ dù cho ở tình huống như vậy vẫn lao nhanh tới trước như trước nhập nội được là thắng rồi là quế tinh liền thay đổi phương hướng triển khai của không gian hệ hồn kỹ của mình từng đạo ngân quang không ngừng xuất hiện ở trước người dương niệm hạ giúp hắn chặn lại một phần bão tuyết trịnh di nhiên thì lại cấp tốc theo sau dương niệm hạ có dương niệm hạ che chắn bão tuyết nàng phải chịu đựng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều toàn thân nàng lúc này cũng đã biến thành một màu xanh lục bát ngát trong mắt ánh sáng lấp lóa còn người co rút lại chỉ còn bằng mũi kim kịch độc ở bên trong bão tuyết không có cách nào lan truyền nhưng sau khi đến khoảng cách nhất định nàng cũng có một chút niềm tin cổ nguyệt nhấc tay trái lên một đạo phong nhận bắn ra nhanh như điện thời điểm khi đạo phong nhận này vừa xuất hiện độ rộng chỉ khoảng chừng một thước nhưng ở bên trong bão tuyết rất nhanh nó liền trở nên cường thịnh hơn nữa cũng không trực tiếp bay về phía dương niệm hạ mà lại dung nhập vào bên trong bão tuyết biến mất không còn tam hơi tiếp theo là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư nương theo từng đạo từng đạo phong đao gia nhập bão tuyết nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo hơn chỉ xem bằng mắt thường dương niệm hạ ba người vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy phương hướng của ba người cổ nguyệt không ổn không thể để cho nàng tiếp tục phát huy dương niệm hạ ba người đều hiểu chỗ mạnh mẽ nhất của cổ nguyệt chính là cho nàng đầy đủ thời gian tích tụ đủ nguyên tố trưởng khống biến chúng thành một hồi phong ba bão táp hai tay tráng kiện của dương niệm hạ đột nhiên giơ lên che chắn phía trước phần đầu của mình sau đó đột nhiên cúi đầu xuống vẫn tiếp tục lao về phía cổ nguyệt mặc kệ công kích gì hắn đều chuẩn bị dùng thân thể để hứng dù như thế nào đi nữa, trước tiên phải giải quyết xong cổ người lại nói tiếp. Bích quang trên người trịnh di nhiên lóe lên, một con rắn nhỏ cấp tốc lớn lên, biến thành một con cự mãng dài đến 5 mét. Cự mãng trườn sát mặt đất tiến lên, tốc độ thật nhanh tùy tùng sau lưng dương niệm hạ, đuổi tới. Đúng lúc này, từng đạo phong đao từ trên trời giáng xuống, phong đao nhận dài khoảng 1 mét, mang theo phong hàn lạnh buốt. Mục tiêu không phải là dương niệm hạ, mà là cự mãng cùng trịnh di nhiên ở mặt sau. Những phong đao này đến quá đột nhiên, Tổng cộng tận 12 đạo, được bão tuyết che giấu, chúng nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ xuất hiện. Là Quế tinh biến sắc, một đạo ngân quang hạ xuống, không gian hồi quy. Trong nháy mắt, Trịnh Di Nhiên đã trở về bên cạnh hắn, thế nhưng, con cự mãng kia của nàng thì không, 12 đạo phong nhận trên không trung chuyển hướng, tất cả đều chém xuống ở trên người hồn linh kia của nàng. Tiếng kêu to thê thảm vang lên, Trịnh Di Nhiên toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cự mãng hóa thành một đạo bích quang một lần nữa trở lại trên người nàng hồn linh bị diệt cần thời gian dài ôn dưỡng mới có thể một lần nữa phục sinh lần này trịnh di nhiên đã bị trọng thương nhưng dương niệm hạ cũng nhân khoảng thời gian ngắn ngủi này vọt tới khoảng cách đến cổ nguyệt cùng hứa tiểu ngôn cũng chỉ còn không tới mười mét đúng vào lúc này trên mặt đất đột nhiên có một quang luân màu vàng sáng lên quang luân màu vàng kia lặng yên không một tiếng động nổi lên mục tiêu không phải là dương niệm hạ mà là là quế tinh ở xa xa là quế tinh cùng trịnh di nhiên hiện tại ở gần nhau quang luân màu vàng này tranh thủ thời cơ xuất hiện có thể nói là vừa đúng lúc chính là khi trịnh di nhiên trọng thương còn là quế tinh vừa dùng qua không gian hồi quy khiến không gian hệ của hán bị đình trệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi từng cái xiềng xích màu vàng từ dưới mặt đất chui ra nhanh chóng khóa chặt lấy thân thể trịnh di nhiên cùng là quế tinh cùng lúc đó giữa bầu trời mười mấy đạo phong nhận xuất hiện lần nữa cùng lúc trước giống nhau như đúc chém phủ đầu xuống là quế tinh cùng trịnh di nhiên đó là cái gì? Làm sao có khả năng? Mặt cười của Lạc Quế Tinh ngưng trọng lại, hắn phát hiện, hồn lực của mình trong chớp mắt khi xiềng xích màu vàng kia khóa lại, đã hoàn toàn không thể điều động, dường như trong giờ phút này, hắn chính là một thường nhân tầm thường nhất. Bất luận hắn thử vùng vậy thế nào đi nữa, đều không thể khôi phục lại sức mạnh của mình, dù chỉ là một phần. Mà vào lúc này, phòng nhận đã phủ đầu, thân là không gian nguyên tố võ hồn trưởng khống giả, hắn cũng không hề am hiểu phòng ngư mà trịnh di nhiên vừa bị trọng thương do hồn linh bị diệt cũng là như thế cường độ của phong đao trước mặt này thật đáng sợ cự mãng hồn linh lúc trước bị giết đã chứng minh điều này dưới tình huống không cách nào vận chuyển hồn lực để chống chọi bị chém chúng sẽ chỉ có một kết cục teo một đạo bạch quang làng yên xuất hiện trên bầu trời phía trên hai người chặn lại phong đao đang hạ xuống phong đao rơi vào bạch quang lại như đá chìm vào đáy biển làng yên không một tiếng động biến mất sau một khắc đạo bạch quang kia cuốn lấy Trịnh Di nhiên cùng là Quế Tinh đem thân thể của bọn họ kéo đến bên người thánh linh đấu la bị nốc ao cùng lúc khi hai người bọn họ bị nốc ao dương niệm hà ốt cục đã đến trước mặt cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên bước ngang một bước một cái băng mâu hướng về hắn bắn qua hùng trưởng to lớn của Dương niệm hạ vỗ một cái băng mâu đã bị phá nát cổ Nguyệt tỷ chạy mau Hứa Tiểu Ngôn liều lĩnh sang rộng hai tay đột nhiên hướng về Dương niệm hạ nhào tới nàng biết chỉ cần mình có thể giúp cổ Nguyệt tranh thủ thời gian, kéo dài khoảng cách cùng Dương Niệm Hạ, với thực lực của cổ Nguyệt, làm thịt Dương Niệm Hạ không thành vấn đề. Dương Niệm Hạ cũng không có nhiều tính toán hay cảm thấy phiền muộn như là Quế Tinh vậy, lúc này trong lòng hắn thậm chí còn có chút đắc ý, cuối cùng thì vẫn phải dựa vào sức mạnh của ta. Đã nhập nội rồi, hắn làm sao có khả năng trở lại một cơ hội nhỏ nhoi nào cho hứa tiểu ngôn cùng cổ Nguyệt đây? Tay trái vỗ một cái, chụp thẳng tới vai của hứa tiểu ngôn, cũng không thể thương tổn cô nàng đồng thời chân phải hướng xuống đất dẫm mạnh một cái lực chấn động mạnh mẽ chắc chắn có thể làm tan rã sức chiến đấu của cổ nguyệt cuộc tranh tài này phe mình lại bị đào thải tận bốn người nhưng cuối cùng chính là dựa vào ta kim hùng dương niệm hạ đến ngăn cơn sóng dữ phốc dương niệm hạ tay trái chuẩn xác nắm lấy hứa tiểu ngôn đưa nào một cái nâng lên dường như tất cả đều đang tiến triển theo kịch bản hắn đang suy nghĩ trong lòng vậy thế nhưng đúng lúc này đột nhiên một cái chân lặng yên không một tiếng động từ mặt bên đánh ngay vào trên đầu gối và đùi phải của dương niệm hạ mũi chân điểm nhẹ ngay nơi đầu gối của hắn lực dẫm nguyên bản của dương niệm hạ nhất thời bị chạy hướng đá vào không trung chính hắn cũng bởi vì trọng tâm đột nhiên thay đổi mà lảo đảo một cái suýt nữa ngã sấp mặt xuống sau đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt hứa tiểu ngôn bị nắm ở trong tay đã biến mất rồi một nhân ảnh bụ bẫm cũng trong lúc đó che ở trước mặt hứa tiểu ngôn và cổ nguyệt ha ha còn có ta đây là hắn thời điểm thấy rõ người kia trên đài dưới đài đều là một trận mơ hồ làm sao lại là hắn dương niệm hạ cũng có chút đờ ra từ đầu tới cuối hắn cũng không đem vị trước mắt này cho rằng là một đối thủ nhưng vào giờ phút này người nẫng đi từ trên tay mình hứa tiểu ngôn lại chính là hắn thực phẩm hệ khí hồn sư hắn tên gì nhỉ từ lạp chí đúng vậy người đang che ở trước mặt hứa tiểu ngôn cùng cổ nguyệt chính là từ lạp chí lúc này hai tay hắn nhấc lên ở trước người làm ra một động tác khuấy tròn có thể thấy rõ ràng đôi bàn tay bụ bẫm tròn trịa của hắn trở nên trắng noãn như ngọc xung quanh cả cơ thể đều dập dờn hồn lực nhu hòa đừng nói đối thủ giật mình dù cho là đường vũ lân cổ nguyệt bọn họ cũng đồng dạng giật mình nha từ lạp chí vừa tung một cước sau đó lắp một cái đã đem hứa tiểu ngôn cứu lại được đồng thời cũng hóa giải được nguy cơ của cổ nguyệt hắn là thực phẩm hệ khí hồn xưa à những thứ hắn vừa làm tại sao lại có chút quen mắt nhỉ dương niệm hạ nổi giận gầm lên một tiếng một quyền liền hướng về từ lạp trí đánh tới chính mình mà lại bị một tên thực phẩm hệ khí hồn sư chặn đứng chuyện này quả thật không thể tha thứ từ lạp trí bước chân linh hoạt biến hóa thân thể nhìn qua vô cùng mập mạp lại có vẻ cực kỳ linh hoạt hắn không dại cùng dương niệm hạ cứng đối cứng dưới chân bước một bước đã giúp hắn tránh sang một bên đồng thời hai tay quét qua đầy một cái từ mặt bên đánh cho thân thể dương niệm hạ lảo đảo sang ngang vài bước toàn bộ quá trình mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đã đem lại tác dụng mang tính chất quyết định một đoàn hòa cầu thật lớn sau một khắc đã nổ chung ở trên người dương niệm hạ ầm um. bộ lông ám kim trên người dương niệm hạ lóe sáng chặn lại phần lớn xung lực của vụ nổ nhưng chân vẫn lảo đảo một cái từ lạp chí nhân cơ hội này đã vòng tới bên cạnh hắn chân hắn khẽ chặn lại gót chân của dương niệm hạ đồng thời tay trái đã nắm lấy eo của đối phương vật mạnh một cái dương niệm hạ nhất thời lảo đảo một nhịp lùi lại vài bước nếu như không phải hắn vốn mạnh như xe ủi e rằng lần này đã ngã sấp xuống đoàn hỏa cầu thứ hai đã kịp đuổi đến oanh lại là một tiếng nổ vang dương niệm hạ chỉ kịp dùng nắm đấm oanh kích chặn lại quả cầu lửa thế nhưng vào lúc này sức chiến đấu của cổ nguyệt đã hoàn toàn triển khai đoàn đoàn hỏa cầu bắn ra liên tiếp như hàng loạt đạn pháo không ngừng oanh kích về phía hắn trong tiếng nổ kịch liệt dù dương niệm hạ đã huy động cả hai quyền liên tục ứng đối nhưng cũng đã không cách nào lại có thể tiến lên thêm một bước hứa tiểu ngôn lúc này cũng đã thở ra một hơi trong tay bắt đầu ngưng tụ băng mâu thi đấu tiến hành tới đây người tinh tường đều nhìn ra được sự hồi hộp hoàn toàn không còn thắng bại đã định dưới đài thi đấu toàn thể các học viên năm nhất lúc này mỗi một người đều đã trợn mắt ngóc mồm cuộc tranh tài này từ khi vừa mới bắt đầu tựa hồ dương niệm hạ năm người bọn họ sẽ tùy thời có khả năng thắng lợi thời điểm u minh bạch hồ xuất hiện bọn họ cảm thấy mọi chuyện đã xác định khi ám ma liêm đao của từ du trình chém xuống người tạ dài bọn họ cũng cho rằng đã xác định khi đường vũ lân vũ ti đoá song song bị nốc ao ba đấu ba bọn họ lại càng nghĩ rằng đã xác định dù cho là đến cuối cùng khi dương niệm hạ nhập nội đến được trước mặt cổ nguyệt cùng hứa tiểu ngôn bọn họ vẫn cho rằng đã xác định nhưng mà mỗi thời điểm bọn họ cho là xác định này cuối cùng đều nhất nhất bị bác bỏ bị đường vũ lân cùng đồng đội từng người một hóa giải mỗi một lần đối chọi thắng lợi đều thuộc về phía đường vũ lân bọn họ trên mặt hứa tiểu ngôn rốt cục cũng toát ra nụ cười sán lạn thật xinh đẹp đệ tam hồn hoàn sao cho nàng không chỉ là băng hùng hồn linh cùng băng hùng bão tuyết đồng thời cũng rốt cục khiến cho võ hồn tinh luân của nàng được giải khai có thể vào ban ngày vận dụng tinh luân đệ nhất hồn kỹ tinh luân băng liên có thể nói là mấu chốt phân định thắng bại dù cho không có từ lạp chí ra tay nàng cũng tin tưởng với năng lực điều khiển nguyên tố của cổ nguyệt lại thêm vào ứng dụng của không gian nguyên tố dương niệm hạ cũng không có bất cứ cơ hội nào Thực lực của Cổ Nguyệt đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có mấy người trong đội bọn họ mới thật sự hiểu. Trong cuộc tranh tài lần này, Cổ Nguyệt cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình. Dừng lại, thanh âm lạnh băng của Vũ Trường không vang vọng trên đài thi đấu. Dương Niệm hạ bị một cái đại hòa cầu nổ tung ép lui về sau vài bước, dừng lại, trên mặt đã tràn đầy sự cụt hứng. Trận đấu kết thúc, đội của Đường Vũ Lân chiến thắng, Vũ Trường không leo lên trên đài thi đấu, mặt không hề cảm xúc, tuyên bố: "Thắng, chúng ta thắng." tiếng hoan hô của hứa tiểu ngôn vang lên nàng đột nhiên nhảy lên ôm chặt lấy cổ nguyệt nhảy nhảy nhót nhót nước mắt đã tràn ngập ở bên trong viền mắt của nàng xa xa tạ giải trải qua trị liệu của thánh linh đấu la được đường vũ lân nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự kiêu ngạo cùng quật cường thắng chúng ta đã thắng ta không làm liên lụy đồng bạn đường vũ lân cũng mím chặt đôi môi đúng bọn họ thắng bọn họ dựa vào thực lực của bản thân rốt cục ở bên trong trận so đấu năm đối năm này thể hiện được mình. Hắn đỡ tạ giải, từng bước một đi về phía các bạn mình, năm người tụ tập cùng nhau, đồng thời giang hai cánh tay, khoác vai nhau. Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta là đội mạnh nhất. Vũ ti đoá ngơ ngác đứng ở bên sân, từ du trình sắc mặt tựa hồ càng thêm trắng xám, là quấy tinh sắc mặt tái xanh, cũng không còn nửa điểm nụ cười. Chị di nhiên một mặt không cam lòng, từ đầu tới cuối, bên trong cuộc tranh tài này nàng đều không phát huy ra được thực lực của chính mình dư niệm hạ vẫn còn đứng ở trong sân nhưng hắn lúc này lại như là một khán giả chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đang hoan hô nhảy nhót không có bất cứ quan hệ gì với mình người thất bại nhất định chỉ có thể bị lãng quên bên trong năm người đang hoan hô cổ nguyệt đột nhiên buông cánh tay đang ôm lấy đường vũ lân ra xoay người đi đến ngoại vi đài thi đấu nàng thẳng người nhảy một cái nhảy xuống bên dưới vài bước đã đi tới trước mặt diệp tinh lan lúc này đã đứng lên từ lúc nào song quyền nắm chặt diệp tinh lan chưa kịp phản ứng lại đã nhận được một cái ôm thật chặt của nàng. Cảm tạ ngươi, cuộc chiến đấu này, ngươi vẫn luôn ở bên chúng ta. Âm thanh của cổ nguyệt vang lên bên tai Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan ngẩn ngơ, trên khuôn mặt lạnh lão rốt cục cũng xuất hiện một vệt ý cười, khóe môi hơi nhếch lên, nàng không hề nói gì, chỉ đồng dạng giang rộng vòng tay, ôm lấy cổ nguyệt. Không có gì so được với đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, đồng thời vì vinh quang mà nỗ lực, nhờ đó thắt chặt quan hệ thân ái lẫn nhau. Cuộc chiến đấu này cuối cùng cũng kết thúc sao biết nhau nhiều căng thẳng áp lực bấy lâu bọn họ thắng bọn họ không chỉ là thắng đối thủ mà còn siết chặt quan hệ thân ái gắn bó mang bọn họ đến gần nhau hơn cổ nguyệt nắm tay diệp tinh lan một lần nữa trở lại trên đài đường vũ lân đã cùng ba người kia chờ ở nơi đó sáu người nhìn nhau lại đồng thời nhảy lên thật cao hoan hô thành tiếng bọn họ dù sao vẫn còn là những thiếu niên thiếu nữ 13 tuổi mà thôi thánh linh đấu la chậm rãi đi tới bên người thầm dập cùng vũ trường không không có ai ngăn cản những hài tử này hoan hô mà dư niệm hạn năm người lúc này cũng đã đi xuống đài thi đấu trong một tâm trạng u ám không một ai nói chuyện với nhau sắc mặt mỗi người đều chỉ còn dư lại là sự tối tăm mờ mịt dưới tình huống không thể nào thua bọn họ lại bị lật thuyền trong mương cạn đối với bọn họ mà nói cuộc tranh tài này lại như là một cơn ác mộng vậy thánh linh đấu la mỉm cười nói ở trên người các hài tử này ta thấy được hy vọng bọn họ kiên cường dũng cảm chấp nhất cơ chí các người dạy dỗ rất tốt vũ trường không lời ít mà ý nhiều nói là do bọn trẻ vốn ưu tú thầm dập cười cười thời điểm lúc trước cổ nguyệt bọn họ thu được thắng lợi sau cùng nàng rõ ràng nhìn thấy sự kích động ở nơi sâu xa trong đáy mắt của vũ trường không tâm tình của vị sư huynh này của mình khẳng định không bình tĩnh như bên ngoài hắn thể hiện ra được rồi thanh ngâm lành lạnh của vũ trường không vang lên khiến cho sáu người đường vũ lân đang hoan hô bỗng yên tĩnh lại ánh mắt cũng thuận theo đó tìm đến vị trí của hắn vũ trường không thản nhiên nói các người giành được thắng lợi trong cuộc giao đấu nội bộ tiếp đó các người sẽ đại biểu lớp chúng ta giao lưu luận bàn với tổ đội đại biểu của lớp năm hai nếu như cần các người có quyền lựa chọn thêm từ trong tập thể lớp từ 1 đến 2 người bổ sung vào đội của mình tập hợp đủ 7 người lời vừa nói ra năm người vũ ti đoá vừa xuống đài không lâu tất cả đều ngẩng đầu lên đặc biệt là vũ ti đoá cùng là quế tinh đường vũ lân đã dùng hữu quyền đấu khải của mình để chứng minh hữu linh kim loại có thể đoán tạo thành đấu khải là thứ mà giai đoạn hiện nay bọn họ có thể làm được. Nếu như nói, hai người bọn họ không hối hận là không thể nào. Dù sao, bọn họ vốn chính là một tổ chế tác đấu khải lúc ban đầu. Nếu như đường Vũ Lân vào lúc này mời bọn họ quay trở lại, tham dự vào trong đội của hắn, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực lên rất nhiều, thời điểm đối mặt với tổ đội của năm hai cũng sẽ càng thêm chắc chắn hơn. Đường Vũ Lân nhìn mình các đồng đội bên cạnh mình, mỉm cười hỏi, cần sao? Hứa tiểu ngôn nhún nhún vai, cần sao? Tạ giải lạnh lùng nói cần sao từ lạp chí hì hì cười nói ta nghe lời mọi người cổ nguyệt cùng diệp tinh lan liếc mắt nhìn nhau hai thiếu nữ chăm miệng một lời nói không cần đường vũ lân chuyển hướng sang vũ trường không mỉm cười nói đúng vậy chúng em không cần lời vừa nói ra phía dưới tất cả đều xôn xao đây mới thực sự là phản kích sự phản kích đến từ đường vũ lân cần sao đoàn đội đại biểu lớp năm nhất thực sự phải cần đến các ngươi sao đáp án là không cần không có các ngươi chúng ta đồng dạng vẫn có thể đại biểu bình thường thiếu niên thiên tài bảng là thứ đồ chơi gì bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé vũ ti đoá xoay người rời đi là quế tinh sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo từ du trình hừ lên một tiếng tương tự xoay người rời khỏi trịnh di nhiên mặt đầy giận dữ dùng sức hơi vung tay cũng đi nốt chỉ có dương niệm hạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng cũng cao mày suy tư trận quyết đấu giữa hai tổ mạnh nhất kết thúc một kết thúc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người đường vũ lân vẫn như trước là lớp trường của lớp năm nhất thực lực chứng minh tất cả khi vũ trường không tuyên bố giải tán các học viên năm nhất tất cả đều lặng yên không một tiếng động tàn ra bọn họ mãi tận đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cú sốc này thì ra thực lực lớp trưởng lại mạnh như thế thì ra vũ ti đoá cũng không phải là người mạnh nhất trong lớp chí ít lớp trưởng có thể đứng cùng hàng ngũ với nàng địa vị ngang nhau thì ra thực lực của tạ giải lại đủ để cùng từ du trình lưỡng bại câu thương thì ra hứa tiểu ngôn không chỉ là bình hoa thì ra thực phẩm hệ hồn sư cũng có thể có năng lực cận chiến nhất định thì ra chúng ta sai rồi một cuộc tranh tài đem lại cho bọn hắn quá nhiều thì ra quá nhiều nếu như một nhóm học viên năm nhất không một ai có thể lay động được địa vị của đường vũ lân hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn. Dìu dắt nhau, đường vũ lân sáu người rời khỏi luận bàn lôi. Nội tâm được bung xóa, khiến trên mặt bọn họ lúc này không che giấu nổi nụ cười, dù cho là Diệp Tinh Lan cũng là như thế. Lạp chí, ngươi giấu chúng ta thật là khổ nha, ngươi cũng là đệ tử đường môn ư, đường vũ lân ôm lấy từ lạp chí. Trong trận đấu lúc nãy, hắn rõ ràng đã dùng đường môn tuyệt học, huyền ngọc thủ, đường môn tuyệt học, không hạc cầm long, hơn nữa còn có đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Nếu như không phải nhờ có tác dụng của tam đại đường môn tuyệt học, hắn làm sao có khả năng ngăn trở kim hùng dương niệm hạ. Tuy rằng đối kháng chính diện, hắn không thể là đối thủ của dương niệm hạ, nhưng có năng lực cận chiến như vậy, hắn, ở thời khắc quan trọng nhất, trở thành tấm chắn của cổ nguyệt cùng hứa tiểu ngôn, đồng thời cuối cùng bảo vệ được các nàng, thu được thắng lợi. Ai nói thực phẩm hệ khí hồn sư sẽ không có sức chiến đấu, dựa vào huyền thiên công tu luyện được hồn lực thuần phát, thêm vào một thân đường môn tuyệt học, phương diện cận chiến từ lạp chí ít nhất có đủ năng lực để tự vệ là một tên thực phẩm hệ hồn sư hắn không thể nghi ngờ đã tự bù đắp sở đoàn của mình hô hô người cũng chưa từng hỏi ta mà các người cũng đều là đệ tử đường môn sao từ lạp chí tỏ mò hỏi đường vũ lân nói ngoại trừ cổ nguyệt gia nhập truyền linh tháp ra chúng ta đều là đường môn đệ tử đã lâu không đi đường môn bình chắc đẳng cấp rồi đây khi nào có thời gian vừa vặn người có thể dẫn chúng ta đi đến đường môn phân bộ ở sử lai khắc thành được chứ từ lạp chí ha ha cười nói tinh lan tỉ cũng là đường môn đệ tử đấy nguyên lai like chúng ta vốn là đồng môn đường vũ lân nhìn về phía diệp tinh lan tự đáy lòng nói cảm tạ diệp tinh lan liếc hắn một cái không cần ta còn cầm thần cơ kim trúc của ngươi vài hôm nữa khi đối kháng cùng tổ đội năm hai ta có thể xuất chiến đến lúc đó ngươi đừng kéo chân ta là được đường vũ lân cười ha ha cái đó chưa chắc à nha diệp tinh lan cũng nở nụ cười đường vũ lân nghiêm mặt nói lớp năm thứ hai mạnh vô cùng muốn chiến thắng bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng tạ giải tằng hắng một cái đúng đấy đúng đấy hứa tiểu ngôn bĩu môi người nào đó mỗi ngày quét rác lau cửa pha lê cho ai đó cũng không nên tiết lộ bí mật của chúng ta đâu đấy nhé tạ giải mặt đỏ lên nhưng lạ kỳ không hề phản bác lớp năm thứ hai đương nhiên mạnh không nói đến người khác chỉ riêng mỗi nguyên ân dạ huy đã tuyệt đối là một địa địch của bọn họ rồi vũ ti đoá dù rất mạnh nhưng u minh bạch hồ của nàng chỉ có lực bộc phát trong một thoáng nhưng nguyên ân dạ huy thì khác thái thản cự viên đọa lạc thiên sứ võ hồn của nàng hoàn toàn là tồn tại siêu cường hơn nữa còn có một tên tu vi so với nàng cũng không kém là bao nhiêu thần thánh thiên sứ võ hồn trưởng khống giả nhạc chính vũ chỉ hai người bọn họ cũng đã cực kỳ khó đối phó một nhóm cường già năm thứ hai chắc chắn không thể chỉ có hai người bọn họ trái ngược lại với bầu không khí hân hoan của đội đường vũ lân bọn họ là quế tinh vũ ti đoá từ du trình dương niệm hạ cùng trịnh di nhiên năm người đều u ám chúng ta tại sao lại thua trịnh di nhiên mãi đến tận hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được kết quả cuối cùng thua bọn họ dĩ nhiên lại thua quả thực là thua mà không hiểu vì sao nguyên bản bọn họ vẫn luôn cho rằng lần này sẽ là một trận thắng đầy áp đảo và nghiền ép tuyệt đối chỉ cần có vũ ti đoá trong đội chỉ cần ba người ra trận là đã đủ đem đối phương đánh tan nhưng mà bọn họ đã thua triệt triệt để để thua thua ngay trước mặt hết thảy các bạn bè năm nhất của mình năm đấu năm không có tình huống đặc biệt hay bất ngờ nào so đấu bằng thực lực chân chính bọn họ thua thực lực năm người đường vũ lân mạnh đến đâu mãi đến tận hiện tại bọn hắn cũng không cảm giác được thực lực của đối phương mạnh hơn mình được bao nhiêu nói về phối hợp dù cho đường vũ lân bọn họ có thể ăn ý hơn một chút nhưng cũng không đủ để bù đắp sự chênh lệch về khoảng cách thực lực nhưng kết cục lại bày ra được mắt bọn họ chính là thua Dương Niệm Hạ là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong số năm người, nhún nhún vai, nói, quan trọng nhất hẳn là do bọn họ khiến chúng ta bất ngờ. Ai có thể nghĩ được rằng tên tạ giải kia lại liều mạng, không muốn sống như vậy, ai có thể nghĩ ra được đường Vũ Lân lại có thể ngăn trở u minh bạch hổ của Vũ Ti Đoá. Cái kia không phải chỉ là sức mạnh đấu khải của hắn. Một thoáng sau cùng kia, thời điểm năng lượng long hình kia xuất hiện vô cùng đáng sợ. Lúc đó, ta cũng có cảm giác không dám lại gần, nhìn qua hắn bất quá chỉ là tam hoàn, nhưng ta lại có cảm giác hắn mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa về chất, tốc độ trưởng thành của hắn mới là thứ đáng sợ nhất. Nghe xong phân tích của hắn, ngoại trừ là Quế Tinh ra, mấy người khác đều khẽ vốt cầm, Vũ Ti đoá hai mắt híp lại, thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự thành công. Đấu khải bàn tay và cẳng tay của hắn là dùng hữu linh kim loại chế tác, so với nhất tự đấu khải phổ thông có thể phụ trợ mạnh hơn, cho nên mới có thể kích thích ra được năng lượng khổng lồ như vậy. Nàng cũng không tin mình thua kém đường Vũ Lân nói chuẩn xác lúc đó là lưỡng bại câu thương có khả năng mình còn chiếm thượng phong nhất định nhưng đường vũ lân có ưu thế của hắn cường độ thân thể của hắn quá khủng bố lại còn có sự phụ trợ của thực phẩm hệ hồn sư nữa phương diện khôi phục khẳng định còn nhanh hơn cả mình mà mình một khi dùng u minh bạch hổ sẽ rơi vào suy yếu hơn nữa không cách nào sử dụng lần thứ hai nếu như hao tổn nữa kỳ thực vẫn là mình thua lúc trước bại bởi cổ nguyệt còn có thể tìm lý do nhưng lần này nàng thực sự không tìm ra được một lý do gì nhưng kỳ thực thứ khiến Vũ Ti Đóa càng khó chịu hơn, không phải là thua trong trận đấu nội bộ này, mà là bởi vì Đường Vũ Lân thật sự thành công chế ra hữu linh kim loại đấu khải. Một phần thành công, tuy rằng cùng nguyên bộ đấu khải phụ thể cách biệt rất xa, nhưng ít gì đây cũng là một sự khởi đầu, một sự khởi đầu rất khả quan. Chuyện này mang ý nghĩa là Đường Vũ Lân bọn họ thật sự có năng lực để chế tạo ra nhất tự đấu khải, một khi thành công, tương lai khi bọn họ tấn thăng lên nhị tự đấu khải sẽ dễ dàng hơn nhiều đồng thời uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Sự phù hợp của đấu khải đối với bản thân hồn sự sẽ khiến nó trở nên càng đáng sợ hơn. Ở phương diện thiên phú võ hồn, sự tự tin của Vũ Ti Đoá xưa nay cũng chưa từng lung lay bao giờ. Nhưng mà, nàng hiểu được, ở phương diện đấu khải, bất kể là mình hay là là Quế Tinh cùng mấy người khác, cũng đã thua ngay từ khi bắt đầu. Hơn nữa, không có một đoán tạo sư cấp 5 như đường Vũ Lân, bọn họ căn bản không thể chế tạo ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải quan hệ của song phương lúc trước cũng đã vỡ tan giờ nghĩ đến chuyện khôi phục sẽ khó khăn đến cỡ nào đây là tự chọn lầm đường đá đi cơ hội tốt đã từng bày ra ở trước mắt chúng ta không phải thua về mặt thực lực mà là thua sự liên kết là quấy tinh rốt cục mở miệng vầng trán của hắn đã ngẩng cao như cũ tựa hồ tâm tình đã bình phục trở lại thực lực cá nhân của chúng ta đúng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều phân tích của chúng ta đối với bọn họ nửa điểm cũng không hề sai đường vũ lân cổ nguyệt cố nhiên mạnh nhưng ba người kia cũng không mạnh như vậy, năng lực ngày hôm nay của Hứa Tiểu Ngôn và cả Từ Lạp Chí nữa, đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta, cũng là một yếu tố quyết định thắng bại, nhưng nếu như các ngươi cẩn thận nghĩ kỹ lại, sẽ phát hiện, từ khi vừa mới bắt đầu, bọn họ đã có niềm tin tất thắng, phần niềm tin này từ đâu mà đến, chính là lực liên kết, bọn họ gần như là một thể thống nhất, mà chúng ta chung quy lại không tin tưởng lẫn nhau được như vậy, lần thất bại này, sai lầm là do ta, làm chủ khống hồn sư ta không thể khiến mọi người kết hợp lại phát huy được năng lực là sai lầm của ta ta sẽ gánh chịu sai lầm trịnh di nhiên có chút sững sờ nói người gánh chịu gánh chịu cái gì lạc quế tinh khẽ mỉm cười đương nhiên là làm sai thì phải trả giá chờ mọi người trước tiên bình tâm lại một chút ta sẽ đi tìm đường vũ lân người đi tìm hắn vũ ti đoá cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn không hiểu hắn muốn tìm đường vũ lân cảm cái gì lạc quế tinh nhoẻn miệng cười thừa nhận sai lầm lẽ nào các ngươi không cho rằng chúng ta dù không thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu cũng không nên là kẻ địch sao chúng ta vốn là bạn học cùng lớp có một vị lớp trưởng một vị đoán tạo ủy viên ưu tú như vậy mà không nên giữ gìn mối quan hệ sao lời vừa nói ra bốn người còn lại không khỏi đều ngây người từ du trình chậm rãi đứng lên nhìn chăm chú lạc quế tinh một chút so về da mặt ta không bằng ngươi xếp hạng ở phía sau ngươi ta lần thứ nhất chịu phục lạc quế tinh thở dài một tiếng Chúng ta chính là quá để ý cái xếp hạng kia, nếu không thì chúng ta sẽ lý trí hơn nhiều lắm. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không tự xem mình là thiên tài gì, chỉ là một truy đuổi giả, chú tâm trên con đường tu luyện, chúng ta đã lạc hậu một bước, nhưng không thể cứ lạc hậu mãi. Chí ít, chúng ta phải là đội mạnh nhất tân sinh ban kỳ tiếp theo. Một hồi này tuy thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, chúng ta cũng có thể có được sự gắn kết như bọn họ. Vừa nói, hắn duỗi tay phải của mình ra, Bên trong ánh mắt của hắn đã một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm của niềm tin. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, người thứ hai đưa tay ra, lại là người bình thường vốn không hợp nhau với hắn nhất, từ Du Trình, bàn tay có chút tái nhợt này hạ xuống, đặt ở trên mu bàn tay của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy có những đốm lửa trong mắt đối phương, một hồi thất bại này đã kích thích tâm lý háo thắng của tất cả những thiếu niên thiên tài này, một lần thất bại cũng không tính là gì, quan trọng nhất là không thể cứ thất bại mãi. Dương Niệm hạ cười ha ha cũng đặt bàn tay xuống trịnh di nhiên bĩu môi tựa hồ có hơi ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác nhưng tay vẫn đặt xuống vũ ti đoá hít sâu một cái đúng chúng ta muốn làm một người truy đuổi giả vừa nói nàng cũng đưa tay tới cuối cùng đặt lên ở bên trên trong nháy mắt này bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được thứ mà lúc trước là quế tinh đề cập tới sự gắn kết khu túc xá công đọc sinh âm âm tiếng gõ cửa vang lên hứa tiểu ngôn động tác nhanh nhất nhảy chân sáo ra mở cửa phòng ngoài cửa rõ ràng là nhạc chính vũ bất quá vẻ mặt hắn lúc này có vẻ hơi quái dị dường như có chuyện muốn nói rồi lại thôi chính vũ đi vào đi thân thể đường vũ lân lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ tác dụng phụ của hai cái thị huyết bánh bao đậu ở trên người hắn khôi phục lại rất nhanh tạ dài vào lúc này vẫn còn nằm bẹp trên giường dù cho cơ thể cũng đã gần như không có chuyện gì đây chính là chênh lệch về tố chất thân thể nhạc chính vũ đi tới vào lúc này bởi vì còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi buổi tối tấm mảnh trong phòng của không kéo lại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn từ lạp chí cùng diệp tinh lan không có ở đây bọn họ không phải công đọc sinh vẫn ở ký túc xá phổ thông của học viện bất quá để cho tiện bọn họ cũng đang xin tiêu chuẩn công đọc sinh chuẩn bị tới bên này ở cùng mọi người đến lúc đó lại xin thêm một gian phòng nam nữ tách ra cũng sẽ thuận tiện hơn một ít hiện tại trong căn phòng vừa vặn là ba nam ba nữ nhạc chính vũ nở nụ cười nói nghe nói các giành chiến thắng trong trận đấu nội bộ của lớp ta tới để chúc mừng các ngươi xin chúc mừng đường vũ lân nói ngươi không phải là đến để dò hỏi quân tình chứ nhạc chính vũ cười ha ha cái kia thật không có ta không nghĩ nhiều như vậy chỉ là ta có nghe nói hôm nay ngươi thi đấu cũng một phần đấu khải có thật không người đã tạo ra được nhất tự đấu khải dùng hữu linh hợp kim để chế tạo đường vũ lân bật cười nói tin tức của ngươi cũng thật là nhanh nhạy đúng vậy chúng ta đã thành công là tinh lan giúp ta chế tác đấu khải tinh la là ai nhạc chính vũ có chút mờ mịt nhìn đường vũ lân đường vũ lân thần bí nói chúng ta sắp sửa trở thành đối thủ lẽ nào vào lúc này ta sẽ tiết lộ ra đại tướng của bên mình hay sao nhạc chính vũ cười hì hì nói ta cũng là cơ giáp chế tạo sư gần đây đang định bắt đầu thử nghiệm chế tác đấu khải đây cái này không phải là muốn tới học hỏi kinh nghiệm của các ngươi hay sao đường vũ lân trong lòng hơi động chúng ta đương nhiên là có vũ khí bí mật vẫn là nên giấu kỹ chỉ ít có thể tăng cường tỷ lệ thành công thêm 3 phần 10. Nhạc chính vũ ánh mắt sáng lên, 3 phần 10, người chắc chắn chứ. Đường vũ lân không chút do so dự gật đầu, ăn liền hai cái bánh bao đậu, tuyệt đối có thể tăng cường tỷ lệ chế tác đấu khải thành công lên rất nhiều. Thực phẩm hệ hồn sư tuy rằng ở trên chiến trường hơi yếu một chút, nhưng nói về năng lực phụ trợ kéo dài, lại thực sự là hoàn mỹ. So với phụ trợ hệ hồn sư bình thường còn mạnh hơn nhiều, nếu không thì lúc trước từ lạp chí cũng không thể trực tiếp tiến vào nội viện trong mắt nhạc chính vũ lấp lánh ánh sáng nóng rực nói vũ khí bí mật này có thể để ta dùng một chút được hay không ta sẽ dùng điểm cống hiến để mua đường vũ lân nhún nhún vai có thể bất quá phải chờ đến sau khi cuộc giao lưu giữa hai lớp kết thúc đã nhạc chính vũ tức giận thật nhỏ mọn chỉ ba ngày ngươi đem vũ khí bí mật sao cho ta ta cũng không kịp chế tác bản thảo thiết kế của ta vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành đây hắn đã là học viên năm thứ hai tính bức thiết của việc chế tác đấu khải so với năm nhất càng gấp rút hơn nhiều đặc biệt là khi nghe nói đường vũ lân hoàn thành hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải lòng hắn có thể nào không ngơ ngáy được đây đúng vào lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên hứa tiểu ngôn cười nói ngày hôm nay là có chuyện gì vậy trời để ta đoán xem là ai nguyên ân không tin các ngươi nhìn xem vừa nói nàng đã mở cửa phòng ra đúng như dự đoán bên ngoài chính là nguyên ân dạ huy nguyên ân dạ huy vừa vào cửa liền nhìn thấy nhạc chính vũ sau khi hơi sững sờ, không khỏi nhăn đôi mi lại, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nhạc chính vũ tức giận, ta tại sao không thể ở chỗ này? Bất quá, tiếng nói của hắn cũng không cách nào cứng rắn. Từ sau khi nguyên ân dạ huy thu được đệ tứ hồn hoàn, nhạc chính vũ liền biết rất rõ sự chênh lệch giữa mình và nhân gia. Hơn nữa nguyên ân dạ huy xác thực không phải là tà hồn sư, hắn cũng không có lý do tìm người ta phiền phức. Nguyên ân dạ huy không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía đường vũ lân nói, giúp ta làm đấu khải các ngươi muốn yêu cầu gì nàng rõ ràng thẳng thừng hơn nhạc chính vũ nhiều lắm đường vũ lân nhún nhún vai nói đầu tiên ta cần phải biết cấp phó nghiệp của hai ngươi là gì nhạc chính vũ nói ta là cơ giáp chế tạo sư cấp 3, bất quá khoảng cách đến cấp 4 không xa ta phòng chừng cần thêm một tháng ta sẽ có thể lên cấp 4. nguyên ân dạ huy nhíu mày một cái nói ta là duy tu sư cấp 4. duy tu đường vũ lân cũng không nghĩ rằng lựa chọn của nguyên ân dạ huy lại sẽ là sửa chữa hơn nữa còn là duy tu sư cấp 4 từ lạp chí hiện tại vẫn là duy tu sư cấp 3 phương diện này phải kém hơn nàng không ít đường vũ lân suy tư nói vậy phần kia nhạc chính vũ ngươi tự chế tác là được sau này chúng ta sẽ cung cấp vũ khí bí mật trợ giúp cho ngươi ngươi đổi bằng điểm công hiến là được rồi nguyên ân đấu khải của ngươi cần có chúng ta chuẩn bị hữu linh hợp kim và chế tác hai phương diện này còn thiết kế thì sao ngươi có lựa chọn tốt nào không nguyên ân dạ huy lắc lắc đầu ta trước đây vẫn lấy tu luyện bản thân làm chủ điều hòa hai loại võ hồn, hơn nữa, ta là song sinh võ hồn, chế tác đấu khải có thể sẽ phiền toái một chút, đã từng nhờ bạn học thiết kế qua, nhưng vẫn luôn không được ưng ý. Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, thiết kế song sinh võ hồn đấu khải, đây quả thật là một sự khiêu chiến không nhỏ, nhưng ta cần thời gian, hơn nữa có thể sẽ rất dài, muốn chân chính hoàn thành thiết kế ưng ý, e rằng phải đợi đẳng cấp thiết kế sư của ta tấn thăng nữa mới được, ít nhất phải đến thiết kế sư cấp 5 trung kỳ trở lên mới được. Nguyên Ân Dạo Huy nói, "Được vậy ta sẽ để dành điểm cống hiến dần dần. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, nàng dừng bước lại, một lần nữa xoay người lại, cảm tạ. Vâng, tạ dài đang nằm bẹp trên giường, bỗng bật dậy nhanh như chớp. Nguyên ân dạ huy cơ mặt cứng đờ, xoay người rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên mặt tạ dài. Ha ha hứa tiểu ngôn là người thứ nhất bật cười, sau đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cười to lên. Tạ dài một mặt tức giận nói thì sao tên ta đồng âm tới từ cảm tạ đấy cười cái gì mà cười hư nhạc chính vũ cũng đi rồi hắn hiện tại cũng cần rất nhiều điểm cống hiến quan hệ cho dù tốt nhưng loại sự tình mời người ta hỗ trợ cũng không thể tất cả đều dựa vào ân tình mọi người đều là học viên sử lai khác học viện ai trên người đều không phải gánh áp lực trầm trọng phân tâm giúp người khác chuyện như vậy nếu như hoàn toàn không có lợi ích đúng là không dễ dàng đánh đổi thời gian huống chi bọn họ còn không phải là bạn cùng lớp Đường Vũ Lân sau khi hồi phục liền đi tới đoán tạo thất để làm việc, hắn phải tiếp tục tinh luyện hữu linh hợp kim, áp lực của hắn mới là to lớn nhất. Các đồng đội, hơn nữa còn có nguyên ân dạ huy, nhạc chính vũ, tổng cộng 8 người, đoán tạo sư cũng chỉ có mỗi một mình hắn. Mỗi người đều cần hữu linh hợp kim, tuy rằng hiện tại để chế tác phần đấu khải thứ nhất, mỗi người cũng chỉ cần một khối là đủ, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa đoán tạo đủ số lượng đâu. Còn phải tiếp tục cố gắng hơn mới được, đường vũ lân tuy cũng không phải người cầu toàn, nhưng Hữu Linh Hợp Kim, hắn dùng đã là 90% trở lên, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan cũng vậy, cũng không thể để các đồng bạn của mình chịu thiệt thòi, nhưng muốn chế tác ra Hữu Linh Hợp Kim có mức độ hòa hợp từ 90% trở lên, vậy thì cũng phải cần có vận may, cùng trạng thái tốt nhất mới được. Hồn lực tăng lên tới cấp 30, tăng cường tu vi đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, hắn hiện tại cần phải củng cố năng lực đoán tạo của mình nhiều hơn. Sáng sớm, nhóm học sinh năm nhất sáng nay đến lớp đều đặc biệt sớm cũng không biết là có mục đích gì đường vũ lân sáng sớm luyện qua tử cực ma đồng sau khi ăn xong điểm tâm liền hướng về lớp đi đến với tố chất thân thể hiện tại của hắn đã không cần luyện tập chạy bộ nữa hiện nay chạy bộ bình thường căn bản là không đem lại bao nhiêu tác dụng cho hắn chẳng bằng dùng thời gian để tu luyện và ăn cơm còn hơn đúng ăn cơm cũng là một loại tu luyện đặc biệt là dưới tình huống ăn thức ăn giàu dinh dưỡng từ lạp chí hiện tại mỗi ngày đều cẩn thận hẹn đường vũ lân cùng nhau ăn cơm bọn họ đồng thời ăn có hiệu quả bổ trợ nhau, ít nhất nhìn qua là như vậy. Trận đánh hôm qua, tin tức đường Vũ Lân dẫn dắt các bạn bè thu được thắng lợi cuối cùng đã truyền ra khắp ngoại viện, đặc biệt là các lớp năm nhất, năm hai, năm ba, hiện tại tên của hắn đã truyền khắp. Đây là một hồi thắng lợi làm người ta khiếp sợ. Hầu như mỗi người đều đánh giá là như vậy, ngoài sự nổi tiếng của năm người Vũ Ti đoá ra, thiếu niên thiên tài bảng vốn là một bảng danh sách mà ngoại viện rất quan tâm. Đại lục phong vân bảng, Tuổi tác hiện tại của bọn họ vẫn có chưa đủ tư cách để quan tâm, nhưng có thể leo lên thiếu niên thiên tài bảng vẫn luôn là nguyện vọng của rất nhiều người. Nhưng tổ đội thiếu niên thiên tài bảng lấy Vũ Ti Đoá 13 tuổi tiến vào top 10 dẫn sát, toàn bộ năm thành viên cũng đều thuộc bảng này, lại bại vào tay đội của Đường Vũ Lân, vốn không có lấy một người thuộc thiếu niên thiên tài bảng, chuyện này đã không phải là khó mà tin nổi, mà quả thực chính là kỳ tích. Để bảo vệ các học sinh, học viện sẽ không thu hình lại các trận đấu để cho người khác xem, vì lẽ đó trên người đường vũ lân cũng bao phủ lên một vầng sáng thần bí một cách vô hình vị lớp trưởng của lớp năm nhất này do đó cũng tiến vào trong tầm mắt học viên các lớp khác cứ thế thời điểm đến giờ ăn hàng ngày sự quan tâm đường vũ lân nhận được trở nên nhiều một cách đặc biệt đặc biệt là các học viên nữ tuổi tác nhìn qua tương đương hắn ánh mắt rơi vào trên mặt hắn rõ ràng quan tâm hơn rất nhiều ở sư lai khắc học viện nhan trị vốn là không có nhiều tác dụng thực lực mạnh mới có thể dễ dàng được người khác yêu thích nhưng khi có rất nhiều người thực lực đều rất mạnh như vậy, nhan trị cao hiển nhiên sẽ dễ dàng được chú ý hơn. Đường Vũ Lân chính là như vậy. Hắn mặc dù mới chỉ có 13 tuổi, nhìn qua còn rất ngây ngô, nhưng đã sơ bộ có được khí chất thiếu niên. Hai mắt hắn thật to, lông mi thật dài, dung nhan anh Tuấn. Hấp dẫn ánh mắt nữ sinh tự nhiên cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trên đường đi tới lớp, đường Vũ Lân còn gặp phải tình huống vài thiếu nữ cùng lớp hoặc khác lớp muốn xin số điện thoại nữa cơ. Hắn xưa nay đều không có cái gì gọi là ngạo khí, nhân ra người ta muốn, hắn dĩ nhiên sẽ cho vũ lân ngươi thật là được hoan nghênh nha từ lạp chí một mặt đầy ước ao nhìn đường vũ lân nói đường vũ lân cười nói đó là bởi vì chúng ta ngày hôm qua thắng từ lạp chí nhún nhún vai vậy ta cũng là thành viên của đội tại sao không có nữ sinh nào muốn xin số điện thoại của ta hay là bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ đường vũ lân cười nói đây là cha mẹ cho ta cũng không có cách nào mà nhắc đến cha mẹ trong lòng hắn hơi căng thẳng từ lúc trước sau khi cha mẹ rời đi đã mấy năm trôi qua nhưng không hề có một chút tin tức nào chỉ cần cha mẹ trở về hoặc là liên lạc với mang thiên lão sư dĩ nhiên là có thể có số điện thoại của hắn đường vũ lân cũng một mực chờ đợi nhưng trước sau đều bật vô âm tín chào lớp trưởng một thanh âm đánh thức đường vũ lân từ trong dòng suy nghĩ khi ngẩng đầu nhìn lần chỉ thấy một vị đồng học nhìn qua có chút quen mắt đang đứng ở hành lang hướng về mình chào hỏi chào ngươi đường vũ lân mỉm cười thân thiện chào lớp trưởng còn chưa tới lớp những bạn học gặp hắn ở trong hành lang đã có không ít người chào hỏi hắn giống như cách suy nghĩ lúc trước của hắn ở đây muốn thu được sự tôn trọng của người khác chỉ có thể dựa vào thực lực đường vũ lân cũng không hề bởi vì thắng lợi ngày hôm qua mà kiêu ngạo cũng không bởi vì những bạn học này trước đây mệt thị cùng lạnh nhạt mà sinh ra bất mãn đối với người khác chào hỏi hắn đều nhất nhất mỉm cười đáp lại dường như những chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra vậy rốt cục đi tới trước cửa phòng học năm nhất Đường Vũ Lân vừa bước một bước vào trong phòng học. Chào lớp trưởng, một tiếng chào vang lên ở trước người. Chào ngươi, đường Vũ Lân theo bản năng đáp lại, nhưng thời điểm hắn nhìn rõ người này, nhất thời có chút ngây người. Cái vị trước mặt này, mặt mỉm cười hướng mình vẫn an, dĩ nhiên lại là Lạc Quế Tinh, cầm cố là Quế Tinh. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Quế Tinh một mặt mỉm cười, sau đó cấp tốc tránh đường, làm ra một dấu tay xin mời. Lúc này, lớp năm nhất đã có hai phần ba người ngồi, cổ nguyệt, hứa tiểu ngôn tạ giải bọn họ ăn cơm xong trước cũng đã đến lớp lạc quế tinh trước đó vẫn đứng ở cửa mọi người còn chưa cảm thấy cái gì nhưng khi đường vũ lân đến hắn liền gọi ra một tiếng thăm hỏi này nguyên bản phòng học còn có chút huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh đi ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người lạc quế tinh trong lúc nhất thời yên lặng như tờ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy chủ động hướng về đường vũ lân vấn an điều này có ý vị gì bất quá lại rất rõ ràng hắn chịu thua đại biểu cho vũ ti đoá từ du trình dương niệm hạ trịnh di nhiên ngũ đại thiếu niên thiên tài hướng về đường vũ lân cùng đồng đội của hắn nhận thua đồng thời chân chính thừa nhận vị trí lớp trưởng của đường vũ lân bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé vốn là những bạn học khác ít nhiều trong lòng còn có chút do dự dù sao ngày hôm qua đường vũ lân bọn họ tuy rằng thắng nhưng cũng là thắng hiểm. luận về thực lực cá nhân, là Quế Tinh năm người vẫn luôn kiệt xuất, nhưng vừa giờ phút này, là Quế Tinh lại chấp nhận chịu thua, cũng là mang ý nghĩa. ở trong lớp năm nhất, không còn có người nào có thể giao động được vị trí lớp trưởng của Đường Vũ Lân. từ thời khắc này trở đi, hắn mới là lớp trưởng chân chính của năm nhất. Đường Vũ Lân sau một thoáng ngơ ngác, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về hắn gật đầu, liền đi về vị trí của mình. là Quế Tinh rất tự nhiên cũng trở về chỗ ngồi nét mỉm cười thường ngày lại xuất hiện ở trên khuôn mặt, tựa như chỉ vừa làm ra một việc nhỏ bé không đáng kể vậy. Trịnh Di Nhiên vào lúc này đứng ở bên người Dương Niệm Hạ, bĩu môi, chẳng trách từ du trình ngày hôm qua chịu thua, nói mình không sánh được với Lạc Quế Tinh, cái tên này đúng là lợi hại nha, ta tự hỏi không làm được chuyện mặt dày như vậy. Dương Niệm Hạ khoan thai nói, học một chút đi, co được giãn được, đại trượng phu phải vậy, bất quá, cùng đường Vũ Lân so ra, Lạc Quế Tinh thiếu một phần đại khí lòng dạ cùng ánh mắt đều kém hơn hắn một chút. Vũ Lân làm lớp trường, bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là có bản lãnh. Người phục rồi, trịnh di nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Niệm Hạ. Dương Niệm Hạ hỏi ngược lại, người còn không phục. Trịnh di nhiên hừ một tiếng, ta và các ngươi không giống nhau, độc hồn sư chúng ta chú ý chính là một đòn giết chết, thực lực của hắn cường hãn thì thế nào. Một khi chúng bích lân xả độc của ta, cũng đủ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ta tại sao lại phải phục dương niệm hạ nhún nhún vai nói tùy ngươi vậy ta về chỗ ngồi trước nhìn bóng lưng hắn rời đi trịnh di nhiên xem thường thấp giọng nói loài vớ vẩn ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào trên người đường vũ lân bản thân nàng kỳ thực cũng không hề phát hiện ánh mắt của mình đối với đường vũ lân nếu nhìn kỹ trong lúc vô tình cũng phát sinh một chút biến hóa mà sự biến hóa này nàng không muốn thừa nhận buổi học như trước đối với trận đấu ngày hôm qua thầm dập cùng vũ trường không cũng không hề tiến hành bất kỳ tổng kết gì sự thực bày ra ở trước mắt có thể gia nhập sử lai like khắc học viện ai mà không phải là người tuyệt đỉnh thông minh tự mình phán đoán là được trên chiến trường thứ quan trọng vĩnh viễn là kết quả củng cố thực lực mạnh đến đâu cuối cùng thua cũng vẫn là thua trái lại mỗi ngày đi học là thời điểm mà đường vũ lân cảm thấy thoải mái nhất hiện tại tinh thần lực tu vi của hắn cũng không hề kém trí nhớ rất tốt những thứ học ở trên lớp đều có thể dễ dàng ghi nhớ thân thể thừa dịp đi học này có thể ung dung thả lỏng cho đến giữa trưa buổi chiều còn phải tiếp tục tiến hành luyện tập đoán tạo thuật buổi tối tu luyện hồn lực còn thực chiến hắn tạm thời không có quá nhiều thời gian để củng cố ba ngày sau chính là buổi giao lưu của bọn họ với lớp năm hai ba ngày thôi lâm trận mới mài gươm cũng không có tác dụng gì ngay cả những thành viên của năm hai ra trận bọn họ cũng không biết được nên cũng không thể chuẩn bị gì nguyên ân dạ huy cùng nhạc chính vũ có lẽ tất nhiên sẽ tham gia đối với bọn hắn đường vũ lân đã cùng các bạn thương lượng qua chiến thuật một chút chỉ là không biết sau khi tiến vào tứ hoàn cảnh giới hiện tại nguyên ân dạ huy đến tột cùng đã mạnh tới trình độ nào ba ngày sau ngày hôm nay ta sẽ đích thân đi xem hai lớp các người tranh ta đã cung cấp một số điểm cống hiến làm phần thưởng cho đội thắng cuộc thái nguyên nhi hướng về thầm dập vũ trường không và các lão sư của lớp năm hai đang đứng ở trước mặt mình nói rằng vâng vũ trường không cùng thầm dập liếc mắt nhìn nhau lại nhìn về phía các lão sư của lớp năm hai đều hơi kinh ngạc thái lão là ngoại viện viện trưởng bình thường kỳ thực vốn không quá quản sự đến cảnh giới này của nàng đa phần đều tập trung thời gian cho tu luyện là một hồn sư coi như là tiến vào cảnh giới phong hào đấu la cũng không phải nhất lao vĩnh giật nhất định phải không ngừng tu luyện củng cố bản thân ổn định năng lượng khổng lồ của mình hơn nữa còn phải ôn dưỡng đấu khải chỉ hoãn tuổi già nhưng từ sau khi khóa tân sinh này nhập học sự quan tâm của thái lão đối với tân sinh năm nhất rõ ràng tăng lên nhiều vị ngân nguyệt đấu la này không chỉ xuất hiện một lần khi lớp năm nhất này đi học thời điểm thi đấu nội bộ của năm nhất ngoại trừ thánh linh đấu la làm trọng tài cùng trị liệu sư gia thái lão kỳ thực cũng ở đó chỉ có điều bà ta ở vị trí mà bọn học sinh không nhìn thấy được mà thôi không hoan nghênh thái lão liếc mấy vị trước mặt này một chút đương nhiên hoan nghênh thầm dập vội vàng nói thái lão bình thường sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này chứ vậy thì đi thôi thái lão thể hiện ra đầy đủ phong thái hô phong hoán vũ của bà vũ trường không cùng thẩm dập cũng có chút bất đắc dĩ bọn họ sáng sớm vốn là đã chuẩn bị y luận bàn lôi để cùng lớp năm hai bắt đầu so đấu lại bị thái lão nhắn một tin nhắn kêu lại đây thái lão làm ngoại viện viện trường sự quan tâm của bà tương đương với việc đem cuộc thi đấu này tăng lên cấp học viện không còn là giữa nội bộ các lớp nữa nhưng chuyện này thẩm dập cùng vũ trường không cũng không hề muốn nhìn thấy kém một lớp vốn không phải là một tuổi mà là ba tuổi chính bọn họ cũng không hề nghĩ rằng lớp năm nhất có thể giành thắng lợi. Dù thiếu niên thiên tài bảng có đến 5 người đều ở trong lớp năm nhất, nhưng sau khi tiến vào học viện, chí ít trước khi tốt nghiệp, tất cả các số liệu bên trong học viện đều là bảo mật. Xếp hạng của bọn họ sẽ không hề phát sinh biến hóa. Ở sử lai like khác học viện học tập 3 năm, tăng lên không phải là một chút. Bị học viện quan tâm, nếu như thua quá thảm, đối với năm nhất tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Luận bàn lôi ngày hôm nay trở nên phi thường náo nhiệt, Học viên năm nhất cùng năm hai từ rất sớm đã có mặt. Tuổi tác học viên lớp năm nhất phổ biến từ 13 đến 14 tuổi, trong khi đó tuổi tác phổ biến của năm thứ hai lại là từ 15 đến 17 tuổi, bởi vì thời gian nhập học chỉ có giới hạn thời gian tuổi tác cao nhất, nhưng lại không có yêu cầu về tuổi tác tối thiểu, nên lúc này mới tạo thành phương diện tuổi tác không đồng đều. Năm nhất bên này, bọn học sinh đều có chút nóng lòng muốn thử, mà năm thứ hai bên kia, nhìn qua có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, trình lệch một lớp, rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều phía trước nhất của năm thứ hai đứng ở nơi đó rõ ràng là nguyên ân dạ huy nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay các học viên lớp năm hai đối với nàng đều vô cùng tín phục thời điểm hơi có chút động tĩnh chỉ cần một ánh mắt của nàng nhìn qua ngay lập tức sẽ yên tĩnh trở lại dù sao tập thể lớp năm hai rõ ràng nhìn như một thể thống nhất sau khi lớp năm nhất trải qua cuộc đấu nội bộ hôm trước bầu không khí đã kinh biến trở nên hài hòa hơn nhiều ngay cả là quế tinh đều chịu thua các học sinh khác càng không có lý do gì lại nhằm vào đường vũ lân chỉ là tập tính trước khi tiến vào sử lai khác học viện cũng không dễ dàng cải thiện như vậy mà thôi. Đường Vũ Lân vẫn luôn nhìn kỹ Nguyên Ân Dạ Huy ở đối diện, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đang nhìn hắn, song phương không hề giao lưu, hiện tại bọn họ đều lấy thân phận lớp trưởng đại diện cho mỗi lớp của mình. Ở trong trận thi đấu giao lưu hôm nay, họ chính là đối thủ của nhau. Đúng vào lúc này, các vị lão sư nối đuôi nhau đi vào. Người đi trước nhất là người mà mấy ngày trước bọn họ vừa gặp, chính là tuyệt sắc dung nhan, thánh linh đấu la nhã lị cùng nàng sóng vai mà đi rõ ràng là ngoại viện viện trường ngân nguyệt đấu la thái nguyệt nhi thái lão nhưng đường vũ lân kinh ngạc phát hiện thái lão lại cố hết sức đi sau nhã lị nửa bước đều là phong hào đấu la hơn nữa dưới tình huống địa vị thái lão ở học viện vốn cao cao tại thượng như vậy lại vẫn phải đi sau thánh linh đấu la nửa bước chuyện này ý nghĩa là ở trong sử lai khắc học viện địa vị của thánh linh đấu la còn phải ở bên trên thái lão thánh linh đấu la năng lực chủ yếu là phụ trợ trị liệu địa vị có thể cao đến trình độ như thế này trong đó khẳng định có điều bí ẩn ảo diệu gì đó phía sau hai vị các lão của hải thần các là vị lý lão mà đường vũ lân đã từng thấy vị này cũng tới coi như lý lão không phải thành viên của hải thần các địa vị ở tại học viện nhất định cũng vô cùng cao phía sau ba vị này mới là chủ nhiệm lớp năm hai và lão sư lớp năm nhất thẩm dập vũ trưởng không còn có một số vị lão sư chuyên ngành cũng tới xem trận đấu lão đại áp lực có chút hơi lớn tạ giải tiến đến bên tai đường vũ lân thấp giọng nói Đường Vũ Lân nói, chúng ta làm hết sức là được rồi. Ưm um tạ dài gật đầu, sau đó lại lén nhìn Nguyên ân dạ huy ở phía đối diện. Không biết tại sao, hắn vẫn cảm thấy ngày hôm nay Nguyên ân dạ huy so với bình thường có gì đó khang khác. Ngày thường mọi người là hàng xóm, cảm giác vẫn không rõ ràng như vậy. Ngày hôm nay nàng đứng ở phía trước nhất lớp năm hai, loại dáng vẻ hung hãn kia của nàng khiến cho trong lòng tạ dài không khỏi có chút chột dạ. Hắn còn nhớ kỹ tình huống trước đó không lâu, mình cùng Nguyên ân dạ huy luận bàn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng đúng là vẫn còn sợ hãi các vị lão sư quan chiến ngồi xuống trên đài chủ tịch bọn họ vừa mới an vị xong lối vào của luận bàn lôi lại có hai người đi tới hai người kia vừa nói chuyện vừa đi vào nói đúng hơn bọn họ tự hồ là đang cãi nhau người tới làm gì lão giả bên trái một mặt ghét bỏ hướng về lão giả bên phải nói rằng ta đến xem đồ đệ của ta đại sát tứ phương ít nhất trên phương diện đoán tạo những tên tiểu tử năm hai kia khẳng định không bằng ta xem một chút xem hắn có tiến bộ hay không người thì sao Ngươi tới làm gì? Không ở lại bên trong hải thần các lo chuyện của ngươi, chạy đến đây làm gì? Nơi này là ngoại viện, không phải địa phương ngươi nên đến. Ta đến xem đồ tôn của ta có tiến bộ hay không? Nghe nói đồ tôn của ta ngay cả U Minh Bạch Hổ đều đánh bại. Ta tới xem thử xem hắn tiến bộ lớn như vậy có phải là nhờ vào thông hiểu đạo lý, tuyệt học mà ta truyền thụ cho hắn hay không? Phi, ngươi truyền thụ cái rắm ngươi gặp hắn có mấy lần, đừng có nhận vơ đồ tôn đồ tạo gì. Ngươi Phi, ngươi ngoại trừ phát rồ với chơi xấu, còn có thể dạy được cái gì ta có thể nói cho ngươi phong lão đầu ngươi nếu như đem đồ tôn của ta dạy hư ngươi chết chắc ta chết chắc rồi ngươi giết chết ta à? đến đây đi coi ai ngán ai ngươi đừng tưởng rằng ta không dám chỉ có chút công phu mèo quà này của ngươi có bản lĩnh hai ta lên luận bàn lôi ta đánh cho ngươi biết mùi vị húp cháo thay cơm ngươi thối lắm hai vị này ồn ào đi tới chính là đoán tạo sư phó của đường vũ lân xí long đấu la phong vô vũ còn có vị sư tổ kia của hắn xích long đấu la chọc thế hai người một mặt ầm ĩ một mặt ánh mắt liền rơi vào trên người đường vũ lân may là bọn họ còn có lý trí cũng không trực tiếp đi qua cũng tới đài chủ tịch nhìn thấy ngân nguyệt đấu la thái lão bọn họ đều hướng về thái lão gật đầu nhưng khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên người thánh linh đấu la ánh mắt lại một thoáng đều thẳng đứng nhã lị làm sao ngươi lại đến đây ngày hôm nay rồi chọc thế phản ứng nhanh lết người liền đến trước mặt thánh linh đấu la thánh linh đấu la lức hắn một cái ta đến làm trọng tài mà nhã lị đã lâu không gặp phong vô vũ đã xuất hiện ở một bên khác của nàng hai tay trả sát tựa hồ là có chút ngượng ngùng hạ thấp giọng nói rằng đường vũ lân tu luyện tử cực ma đồng tuy rằng cách đài chủ tịch không gần nhưng tình huống trên đài vẫn có thể nắm được sơ sơ khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của phong lão không khỏi ngần người làm sao mà có vẻ như lão sư của mình lại có chút thẹn thùng mặt ông đỏ lên sao nguyệt nhi chúng ta thương lượng thế nào trọc thế nghênh ngang hướng về ngân nguyệt đấu là hỏi thái lão lừa một cái các người hai người này làm sao cũng tới muốn xem so tài thì yên tĩnh một chút nếu không các người mau nhanh rời đi đi trọc thế một mặt chính khí nói là một trong những trưởng lão hải thần các của sử lai khắc học viện ta tới xem thi đấu ở ngoại viện một chút cũng là rất bình thường không giống như có mấy người thân là đoán tạo sư lại chạy tới tham gia trò vui đoán tạo sư thì làm sao không có đoán tạo sư chúng ta người có thể mặc được đấu khải à? Người có tin thời điểm người lên đến cấp tứ tự? Ta sẽ nói tên tiểu tử chấn hoa kia không làm giáp mông cho ngươi, để cho ngươi dùng một bộ đấu khải không có quần. Có giỏi thì cởi chùa mà dùng, nhé. Phong vô vũ, ta nhịn ngươi lâu rồi nha. Ngay ở trước mặt nhã lị, ngươi đừng có cả chớn. Không phải vậy ta sẽ kéo ngươi lên luận bàn lôi đập cho một trận. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, hiện tại lên thì lên luôn. Hai người các ngươi, đủ rồi. Thánh linh đấu la cao mày nói rằng, nói cũng kỳ quái hai người lúc trước còn tranh cãi không ngừng vừa nghe nàng nói xong nhất thời đều yên tĩnh lại tuy rằng vẫn hầm hừ nhưng lại đều không lên tiếng ngân nguyệt đấu la nói các ngươi tới muộn ngồi hàng thứ hai đi không được làm ảnh hưởng đến cuộc giao lưu của bọn họ ồ phong vô vũ đứng lên liền hướng phía sau đi tới được rồi vậy ta ngồi phía sau ngươi chọc thế lướt người đi trực tiếp liền xuất hiện ở vị trí hàng thứ hai đối diện thánh linh đấu la trên đài chủ tịch phong vô vũ chậm một bước nhất thời trợn mắt nhìn về phía hắn chọc thế lại không nhường chút nào hai người trong nháy mắt liền xô đẩy nhau các ngươi nếu như không thì yên lặng vậy thì rời đi trước đi thánh linh đấu la nhan mày người yên tĩnh một chút chọc thế lập tức chỉ vào phong vô vũ nói thánh linh đấu la lúc này lại nghiêng đầu lại bị ánh mắt sáng quắc này của nàng nhìn chằm chằm hai vị long lão này mới ngượng ngùng yên tĩnh lại từng người ngoan ngoãn an vị ở chỗ của mình thánh linh đấu la có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái một lần nữa quay người lại nhìn về phía dưới đài thái lão hướng về thẩm dập ra dấu tay lúc này trên luận bàn lôi đã chuẩn bị xong hai cái đoán tạo đài lớn ngày hôm nay hai lớp luận bàn giao lưu là trên toàn bộ phương diện trước tiên bắt đầu từ các cấp phó nghiệp đoán tạo thiết kế chế tác sửa chữa sau đó mới là thực chiến các học viên năm nhất năm hai chào các người ta là thẩm dập chủ nhiệm lớp năm nhất trận giao lưu giữa hai lớp hôm nay ta sẽ đảm nhiệm công tác chủ trì bình thẩm sẽ do thánh linh đấu la ngân nguyệt đấu la hai vị miệng hạ đảm nhiệm sau khi ta cùng với chủ nhiệm lớp năm hai thương lượng đã quyết định thi đấu bốn loại phó nghiệp đều sẽ lấy phương thức mệnh để tiến hành để tiết kiệm thời gian hiện tại xin mời lớp trưởng hai bên cử ra đại diện của lớp mình để thi đấu đoán tạo đúng vậy trận giao lưu nội bộ giữa hai lớp này lớp trưởng hai bên chính là thống suất đường vũ lân trực tiếp hướng về đài thi đấu nội dung đoán tạo hắn bụng làm dạ chịu phong vô vũ có chút đắc ý hướng về chọc thế bên người nói chờ một lúc nữa liền để ngươi thấy cái gì gọi nghiền ép chọc thế nói vậy còn không phải là do bản lĩnh của đồ tôn ta sao có quan hệ gì với ngươi ta là đoán tạo lão sư của hắn làm sao lại không có quan hệ gì với ta phong vô vũ cả giận nói chọc thế nói tốt lắm vậy ta hỏi ngươi thời điểm đồ tôn của ta đến là đoán tạo sư cấp mấy cấp 5, phong vô vũ không chút do dự hồi đáp vậy bây giờ cấp mấy chọc thế truy hỏi cấp 5, thời điểm phong vô vũ phản ứng lại thì đã chậm chọc thế khinh thường nói thời điểm đến đồ tôn của ta đã là cấp 5, điều này đã chứng minh hắn là thiên tài đoán tạo sư hiện tại vẫn là cấp 5, vậy thì chứng minh ngươi là lão sư phế vật ngay cả một điểm tăng lên cũng không có người thối lắm không thể tính như thế vừa nhắc tới đường vũ lân phong vô vũ liền tức giận bất quá hắn với đệ tử này của mình lại rất hài lòng một cái liền tóm lấy cổ áo của chọc thế chọc thế cũng không phản kháng chỉ hư lạnh một tiếng ngươi muốn phạm thượng sao? Phong vô vũ cả giận nói, ngươi làm sao lại là thượng cơ chứ? Chọc thế cười hì hì, ngươi là sư phụ của đồ tôn ta, ta là sư tổ của hắn, hai ta không bằng vai phải lứa đâu. Ngươi thấy ta, dù không gọi lão sư, cũng nên kêu một tiếng sư thúc, ngươi động thủ với ta, không phải phạm thượng thì là cái gì? Hai người các ngươi đi ra ngoài, thánh linh đấu la lần thứ hai quay đầu lại, ánh mắt đã có chút lạnh lùng. Phong vô vũ cấp tốc buông tay ra, cúi đầu, một bộ dáng vẻ cùng mình không có quan hệ chọc thế giang hai tay nhún vai ra vẻ vô tội kiểu như em có làm gì đâu sau đó tay phải từ bên trái khóe miệng kéo ngang sang bên phải giống như động tác kéo khóa vậy dùng để biểu thị mình sẽ không lên tiếng nữa song thánh long sử lai khắc lần này rốt cục yên tĩnh thái lão ở bên tai thánh linh đấu la cười nhẹ nói cũng chính là người đánh bại được hai người bọn họ ta xem các chủ phương diện này cũng không bằng ngươi đâu thánh linh đấu la có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái hai người bọn họ chính là một cặp chú hề già mà không lớn nổi lúc này trên đài thi đấu đường vũ lân cùng với đại diện của lớp năm hai tham gia luận bàn đã có mặt đối thủ của đường vũ lân là một thiếu niên nhìn qua khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi tuổi tác rõ ràng so với đường vũ lân lớn hơn tướng mạo phổ thông vóc người trung đẳng cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả nhưng đôi bàn tay lại đặc biệt to lớn cánh tay đặc biệt tráng kiện khí chất của hắn rất trầm tĩnh sau khi lên đài ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên đoán tạo đài trước mặt mình cũng không hề nhìn đường vũ lân không thể nghi ngờ vị này nhất định là đoán tạo ủy viên của năm thứ hai nhìn thấy trạng thái của đối thủ trong lòng đường vũ lân liền không khỏi âm thầm gật đầu trận này muốn thắng lợi cũng không phải là chuyện dễ dàng xin chào học trường ta là đường vũ lân đường vũ lân chủ động hướng về đối phương chào hỏi vị đoán tạo ủy viên năm hai lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về hắn gật đầu lớp năm hai hà tiểu bành thẩm dập cất cao giọng nói trận đầu giao lưu luận bàn đoán tạo thuật đề mục tinh luyện kim loại mỗi người các ngươi sẽ nhận một khối kim loại hiếm thái tinh thời gian 30 phút ở trong thời gian quy định ai có thể tinh luyện thái tinh hiệu quả tốt nhất sẽ thu được thắng lợi của trận đấu này người thắng có thể thu được một nghìn điểm cống hiến khen thưởng cùng với học điểm năm nhất thắng lợi sẽ được phần thưởng tăng thêm 30%. thái tinh nghe được loại kim loại hiếm này đường vũ lân hơi nhíu mày hà tiểu bành cũng vậy bên trong các loại kim loại hiếm có một ít loại rất khó đoán tạo những loại kim loại khó đoán tạo này đều có một điểm chung duy nhất chính là phẩm chất quá cao quá mức cứng rắn hoặc là quá mức dẻo dai trong quá trình đoán tạo đối với chúng do đó phải tiêu hao nhiều công phu hơn thái tinh không thể nghi ngờ chính là một loại kiệt xuất trong đó nói nó là một loại kim loại hiếm chẳng bằng nói nó là một loại khoáng thạch chưa qua tinh luyện bản thân phi thường cứng rắn nhưng đồng thời cũng lại rất giòn trong quá trình đoán tạo nếu dùng sức quá mạnh có thể sẽ bị tổn hại dùng sức không đủ căn bản là không có cách nào lay động vì lẽ đó có rất ít đoán tạo sư sẽ lựa chọn đoán tạo loại kim loại này nhưng thái tinh nếu như tinh luyện ra được lại là một loại kim loại hiếm cực kỳ gây gớm nó hầu như đối với hết thảy các loại kim loại khác đều có khả năng tương tác rất mạnh rất nhiều đoán tạo sư cấp cao sẽ dùng nó để làm kim loại dung hợp thêm vào trong hợp kim của mình dùng để tăng cường cường độ của hợp kim giá cả của thái tinh cũng vô cùng kinh người mỗi một khối thái tinh hầu như là bằng giá với 60 khối trầm ngân cùng trọng lượng vì lẽ đó khi thẩm dập nói tiếp người thắng trận có thể nhận được thành phẩm đoán tạo của mình ánh mắt của đường vũ lân cùng hà tiểu bành đều trở nên hơi nóng rực ngay lập tức đặc biệt là đường vũ lân đây chính là thái tinh đó đừng nói là đắt kinh khủng coi như là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đây chính là kim loại hiếm chiến lược bị quân đội cùng liên bang nghiêm ngặt quản khống không nghĩ tới học viện lại có thể mang ra hai khối thái tinh rất nhanh được đặt trên đoán tạo đài của đường vũ lân cùng hà tiểu bành bình thường một khối kim loại hiếm đều chỉ có đường kính một thước vuông vắn nhưng lần này thái tinh trước mặt bọn họ lại là hai khối kim loại bất quy tắc chỉ là thể tích cơ bản bằng nhau thái tinh nhìn qua lại như là một khối đá thủy tinh nhưng bên trong có rất rất nhiều kim tuyến tỉ mỉ và hỗn độn chỗ khó để tinh luyện nó còn có một điểm chính là phải cố hết sức thu nhỏ thể tích của nó đồng thời phải dùng đoán tạo thuật sắp xếp kim tuyến bên trong kim tuyến toàn thể càng tốt phẩm chất thái tinh cũng càng cao có người nói đường môn năm đó có một vị tổ tiên đã từng dùng kim tuyến bên trong thái tinh để chế tác ra ám khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm khi còn ở Đông Hải thành lúc trước, đường Vũ Lân cũng đã từng tinh luyện qua thái tinh, mấy lần, cái kia đều là nhờ mộ thần giúp hắn tìm ra, nhưng thái tinh sau khi tinh luyện qua cũng không thể cho hắn. Vật này, đối với đoán tạo sư hiệp hội cũng cực kỳ khan hiếm, cũng may là có kinh nghiệm khi đó, thời điểm nhìn khối thái tinh trước mặt này, đường Vũ Lân mới có thể có cảm giác nắm chắc trong lòng đường vũ lân cùng hà tiểu bành hết sức thông thạo đem khối thái tinh trước mặt để vào bên trong đoán tạo đài tiến hành nung đốt thời gian nung đốt của kim loại khác nhau cũng không giống nhau đoán tạo đài trước mặt bọn họ đều là tiên tiến nhất hiện nay có thể điều chỉnh nhiệt độ thời gian nung đốt mỗi một vị đoán tạo sư có phương pháp đoán tạo khác nhau thời gian nung đốt kim loại cũng sẽ hơi có sự khác biệt cái này là do truyền thừa không giống nhau thẩm dập nói thời gian nung đốt kết thúc sẽ bắt đầu tính giờ đường vũ lân cùng hà tiểu bành đều trở nên trầm mặc hơn hai người không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại điều chỉnh trạng thái bản thân trên đài chủ tịch mấy vị phong hào đấu la cũng không khỏi âm thầm gật đầu học viện những năm gần đây đối với đoán tạo sư là tận hết sức lực bồi dưỡng đoán tạo sư ưu tú ở thời điểm tham gia cuộc thi nhập học đều có điểm cộng ngoại ngạch bởi vì phương diện này đối với sử lai khác học viện mà nói tương đối hạn chế hoặc có thể nói đoán tạo sư đỉnh cấp bất kỳ thế lực lớn nào đều rất thiếu đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao xí long đấu la phong vô vũ tự mình trưởng khống đoán tạo sư hiệp hội đồng thời xúc tiến nó phát triển mạnh mục tiêu của sử lai like khắc học viện chính là muốn bồi dưỡng ra được một vị thần tượng tính tới nay dù cho là các vị phong hào đấu la cũng chỉ có một vài vị thiểu số nắm giữ tứ tự đấu khải cũng là bởi vì thần đoán kim loại thiếu khuyết hiện nay giới đoán tạo sư chỉ có một vị thần tượng hơn nữa thần tượng cũng không phải mỗi lần đều có thể hoàn thành thần đoán là hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội Trấn Hoa tuy rằng rất cho Sử Lai Khắc học viện mặt mũi, nhưng năng lực đoán tạo của hắn có hạn, ngoại trừ Sử Lai Khắc ra, cũng có rất nhiều thế lực lớn cầu đến hắn, hắn đã bận rộn không xong rồi, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Đối với chuyện này, thế lực khắp nơi cũng không có biện pháp nào, ai bảo thần tượng lại khan hiếm như vậy cơ chứ? Phong Vô Vũ lên cấp thánh tượng đã không ít năm, nhưng khoảng cách đến thần tượng chính hắn cũng biết, vẫn là xa xa khó vời, thậm chí là không thể đạt đến hắn cất bước quá muộn tuy rằng dựa vào tu vi tăng lên rất nhanh ở sơ kỳ nhưng sau khi đến hồn đoán tạo để tiến lên trên con đường đoán tạo liền không chỉ cần đơn giản là tu vi đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn coi trọng đường vũ lân đến như thế ở trong mắt hắn đường vũ lân vô cùng có hy vọng có thể hoàn thành thần đoán tạo trở thành một đời thần tượng mới tuy rằng đoán tạo sư rất ít nhưng bởi vì sử lai khắc học viện đối với đoán tạo sư trúng tuyển có chính sách ưu tiên vì lẽ đó hai lớp gộp lại đoán tạo sư cũng có khoảng 20 người, mọi người đều đang đợi, chờ đợi bọn họ bắt đầu đoán tạo. Ngay lúc đó, đường Vũ Lân đột nhiên dương hai tay ra, hai thanh đoán tạo truy đồng thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chính là linh đoán trầm ngân truy của hắn. Hữu truy hơi điểm nhẹ trên nút bấm của đoán tạo đài, điều này cũng mang ý nghĩa quá trình nung đốt thái tinh của hắn đã kết thúc. Giữa đoán tạo đài trước mặt nứt ra, thái tinh đã bị thiêu đốt thành màu vào quyết chậm rãi bay lên hà tiểu bành ở đối diện đương nhiên cảm thụ được động tĩnh bên này của hắn lỗ tai giật giật hơi nhíu mày mà bên trong các đoán tạo sư ở dưới đài lại có không ít tiếng kêu kinh ngạc thốt lên làm sao lại nhanh như vậy trên đài có vòng bảo vệ ngăn cách đường vũ lân cùng hà tiểu bành không nghe được âm thanh bên dưới đài nhưng trên mặt những đoán tạo sư này cũng đã tràn đầy vẻ kinh ngạc đặc biệt là vài tên đoán tạo sư năm nhất bao gồm cả dương niệm hạ trong đó trên mặt đều biểu lộ sự kinh ngạc cùng vẻ không dám tin tưởng thái tinh bản thể quá giòn thời gian nung đốt phải lâu hơn rất nhiều so với kim loại hiếm phổ thông chỉ khi làm cho bản thân nó trở nên mềm mại hơn một chút độ khó của đoán tạo mới hạ thấp được cũng dễ dàng động thủ hơn nhưng thời gian đoán tạo của đường vũ lân cũng quá ngắn về căn bản so với đoán tạo các kim loại hiếm khác không khác nhau gì cả chẳng lẽ nói hắn cũng không biết thái tinh loại kim loại này sao nếu là như vậy vậy là phiền phức lớn rồi đoán tạo thái tinh sợ nhất chính là vỡ tan một khi vỡ tan sẽ làm hỏng phẩm chất của cả khối kim loại đây cũng là lý do vì sao đó được khai thác dưới hình thức khoảng thạch chính là vì sợ ở trong quá trình cắt gọt kim loại gây nên sự tổn hại cho nó chẳng lẽ nói lớp trưởng hắn chưa bao giờ đoán tạo qua loại kim loại này sao thái tinh đúng là quá hy hữu đối với tình huống dưới đài đường vũ lân cũng không có cảm giác gì trong mắt của hắn chỉ có khối kim loại hiếm đặc biệt đang từ từ bay đến trước mặt mình này đoán tạo đài đóng lại thái tinh hiện ra ở trước mặt hắn Đường Vũ Lân căn bản không có nửa điểm do dự, linh đoán trầm ngân truy tay trái cũng đã phung lên. Trực tiếp bắt đầu ngay. Mà tiếp đó, đường Vũ Lân liền thể hiện cho tất cả mọi người thấy tài nghệ đoán tạo của hắn. Linh đoán trầm ngân truy nhìn có vẻ cực nặng, rơi vào trên thái tinh, vang lên ba âm thanh lanh lành. Âm thanh cách trở chỉ là một chiều, bên dưới đài có thể nghe được âm thanh phát sinh ở trên đài. Leng keng keng. Ba tiếng vang giòn dã được mọi người nghe thấy rất rõ ràng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người